Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 321, nhìn đủ rồi chứ? Vài ngày sau, kết quả trúng tuyển vào trường đại học lần lượt được công bố, Diệp Oản Oản thành công thi đậu vào Đế Đô Truyền Thông, cùng lúc đó, thời gian cho thọ yến của ông nội cô cũng đến rồi. Trước khi tan sở, Diệp Oản Oản gửi cho Tư Dạ Hàn một tin nhắn ngắn, bảo bảo, tối nay là thọ yến ông nội của em phải đi chúc thọ, không cần chờ em cùng nhau ăn cơm nhé, yêu anh. Mấy ngày nay cô đang chuẩn bị cho Lạc Thần đi đến đoàn làm phim Kinh Long 2 thử sức với vai diễn, bận rộn tới mức thấy trời đất quay cuồng, quà cho lễ thọ đều chưa kịp chọn, chỉ có thể trở lại nhà trọ vội vã lần nữa trang điểm, đổi bộ lễ phục, sau đó trực tiếp đi đến cửa hàng đồ cổ. Tiền thưởng của cô không nhiều, không mua được nhiều lễ vật quý trọng, cho nên chỉ có thể theo tâm ý mà lựa chọn thôi. Phố đồ cổ, tất cả cửa tiệm lớn nhỏ mọc lên như nấm sau cơn mưa, một loại cảm giác của niên đại xưa cũng đập vào mặt, phảng phất để cho người mới tới đây như đặt mình trong một thời đại khác. Diệp Oản Oản hướng về bốn phía nhìn một vòng, chân mày tinh xảo hơi hơi nhíu lên, ánh mắt nhỏ nhìn về phía ngoài mấy chục thước. Chỉ thấy một chàng trai lôi thôi lất thất, mặc một bộ cao bồi cũ nát, ngồi xổm để giữ đồ cổ trên một quán hàng ở vỉa hè. Bất ngờ chàng trai đó hướng về phía Diệp Oản Oản quan sát, ánh mắt trần trụi không có chút cấm kỵ nào. Vì muốn tiết kiệm thời gian, Diệp Oản Oản trực tiếp mặc lễ phục tiên lại gần, dọc theo đường đi rước lấy không ít ánh mắt, nhưng ánh mắt của chàng trai này có chút bất đồng. Không phải là ánh mắt cùng người đàn ông khác nhìn người khác phái, mà là ánh mắt quan sát cùng dò xét, giống như nhận biết cô. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chàng trai kia một bộ dáng lười biếng, thời điểm cùng Diệp Oản Oản bốn mắt nhìn nhau, khóe miệng hơi hơi dương lên. Diệp Oản Oản đi lên trước, nhìn chằm chằm chàng trai kia quan sát lại trong chốc lát, hai tay ôm ngực, thử thăm dò mở miệng nói, nhìn đủ rồi chứ. Chàng trai bỗng nhiên cười một tiếng, tôi thấy cô có chút quen mặt, thật giống như đã gặp qua ở nơi nào rồi đúng không? Nghe chàng trai nói lời ấy, Diệp Oản Oản nhất thời bật cười, cái phương thức bắt chuyện này dường như quá cũ rồi đi. Người đẹp, cả một ngày rồi nhưng không có ai mua cả, đây là kế sinh nhai để nuôi sống mình nhưng cũng không dễ dàng thực hiện lắm, cầu người đẹp chiếu cố nha. Chàng trai nhìn hàng hóa trong gian hàng mình bắt đầu giao bán. Xác định chính mình cũng không nhận ra người này, Diệp Oản Oản không lãng phí thời gian nữa, xoay người muốn đi. Ai, chớ đi à, tôi bán cũng không phải là hàng thông thường, không mua cũng nhìn một chút à. Mắt thấy Diệp Oản Oản muốn đi, chàng trai nhất thời la lớn. Diệp Oản Oản quay đầu, hướng về phía gian hàng của chàng trai kia quan sát. Chỉ một chốc Diệp Oản Oản liền dừng lại thân hình. Trong gian hàng hàng hóa, đồ vật mà cô nhìn đến có tạo hình khác nhau, không giống với món đồ trang sức nhỏ bé cùng dụng cụ bình thường, đó càng giống như là tác phẩm nghệ thuật được vật cứng rắn nào đó chế tạo ra. Đây là cái gì? Diệp Oản Oản bị món đồ được thợ điêu khắc tuyệt đẹp hấp dẫn, trong đó chỉ có một cái hộp trắng như tuyết, mở miệng hỏi thăm. Thấy Diệp Oản Oản nhìn hướng hàng hóa trong gian hàng mình, đáy mắt lười biếng của chàng trai thu lại, nhất thời tinh thần tăng lên 100%, mặt mũi phủ lên một tia ngạo nghễ, người đẹp, coi như em thật tinh mắt, tôi thấy em không phải là người bình thường, quả nhiên là biết nhìn hàng nha. Chàng trai hắng giọng một cái, thần thần bí bí nói, đây là hộp mà mấy năm trước tôi xông tới phương Bắc Hàn Nguyên săn giết tuyết lang, dùng xương đùi của nó tạo thành cái hộp tinh xảo đẹp đẽ này, phi thường khí phách, quá thích hợp với em rồi. Đặt ở trong nhà có thể trừ tà. Diệp Oản Oản. Xông tới phương Bắc Hàn Nguyên, săn giết Hàn Nguyên tuyết lang, xương đùi của tuyết lang chế tạo thành hộp. Cái thủ đoạn nâng cao doanh thu này cũng quá đặc biệt rồi, anh ta tại sao không nói đây là vật được chế tạo bởi đầu sư tử ở phương Bắc Hàn Nguyên đi. Diệp Oản Oản cố nén cười, chỉ một món hàng hóa khác, lại hỏi cái này thì sao? Em đây thì càng thật tinh mắt rồi. Đây là vật được chế tạo từ đầu lâu sư tử trưởng thành từ dãy núi Nam Mỹ, cũng là tôi tay không săn giết đấy. Chàng trai trên mặt mang vẻ đắc ý. Diệp Oản Oản. Chương 322, tôi gọi là Nhiếp Vô Danh. Thấy thần sắc cổ quái trong mắt Diệp Oản Oản, anh ta vội la lên, cô nghĩ rằng tôi đang lừa dối cô sao. Diệp Oản Oản lắc đầu một cái, đem ví tiền trong tay quơ quơ trước mắt chàng trai kia, cười nói, năm đó ở dãy núi Bắc Mỹ. Tôi dùng tay không săn giết được một con gấu xám mấy ngàn cân sau đó, đã lột da của nó làm thành cái ví tiền này. À, hắn nhìn lấy ví da trong tay Diệp Oản Oản hơi sừng sờ. Không thể nào, anh ta vuốt ve mũi, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi lại, tôi tay không săn giết gấu xám cũng không có ít,
làm sao lại không biết còn có con gấu xám nặng mấy ngàn cân lượng tồn tại chứ? Diệp Oản Oản nhìn thấy người bán hàng mặt đầy vẻ nghi hoặc, trong lòng cô quả thực có chút bất đắc dĩ, trọng điểm mà anh ta chú ý lại có thể đặt ở trên trọng lượng của con gấu xám. Gấu xám mấy ngàn cân tôi chưa từng thấy, tôi đi săn giết gấu xám, con nặng nhất chỉ có 1.000 lượng hoặc mấy trăm cân mà thôi. Thần sắc vô cùng nghiêm túc mà nói. Vậy anh thật không dễ dàng gì mới có được vật này ha. Diệp Oản Oản nhẹ giọng cười một tiếng, cách người này nói thật có ý tứ. Cũng còn may là đối với loại gấu xám này, đối phó cũng cần có kỹ xảo, cho nên có thể săn giết được nó cũng không tính là quá khó khăn. Anh ta nói. Diệp Oản Oản lắc đầu một cái nói, ý của tôi là thời điểm anh săn giết gấu xám còn mang theo cân điện tử bên cạnh người, mới cân được trọng lượng của nó chứ. Nghe xong anh ta tựa hồ có hơi không vui nói, cô em đây chính là đang vũ nhục tôi rồi, chỉ cần dựa vào bản lĩnh của tôi mà nói thì cần gì có cân tôi mới biết cân nặng chứ, đối với tôi chỉ cần một cái quét mắt đại khái cũng biết được trọng lượng mà tôi cần vậy. Ồ vậy anh xem thử cân nặng của tôi coi, Diệp Oản Oản thuận miệng hỏi. Anh ta quả thực bắt đầu xem xét, nhìn Diệp Oản Oản từ trên xuống dưới mấy lần, sau đó chắc chắn nói, 150 cân, chênh lệch không cao hơn 3 cân. Một cân bằng 500 gram. Sắc mặt của Diệp Oản Oản trong nháy mắt đen thui, người này thật sự không phải là muốn cố ý gây chuyện với cô chứ. Nhìn thời gian thấy không còn kịp nữa rồi, Diệp Oản Oản cũng không thèm tiếp chuyện cùng cái tên này nữa, trực tiếp xoay người đi. Cô em không mua món nào sao? Anh ta ở sau lưng cô la lớn lên. Diệp Oản Oản giả vờ như không nghe thấy, mấy đồ vật kia mặc dù không nhìn ra có vẻ quý giá nào cả, nhưng chế tác quả thực không tệ. Cô thật sự có chút yêu thích, đáng tiếc số tiền cô có vốn có hạn cho nên đành bỏ qua, cô vẫn là nên nhanh đi chọn lễ vật cho yến thọ của ông nội cô thôi. Giảm giá a, người bán hàng vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hô lên. Diệp Oản Oản dừng lại không bước đi tiếp nữa, nhưng không muốn quay đầu, âm thanh lại theo bản năng truyền ra ngoài, giảm giá như thế nào? Người bán hàng, 100 ngàn một cái. Diệp Oản Oản, gặp lại sau. Người bán hàng, 10 ngàn. Diệp Oản Oản cũng không quay đầu lại. 1.000, không thể ít hơn được nữa. Anh ta nóng nảy nói. 100, Diệp Oản Oản mở miệng. Mẹ kiếp, có người như cô như vậy sao, trả giá từ 100.000 còn tới 100 đồng. Cô muốn đi cướp bóc sao? Anh ta quả thật là sợ đến ngây người. Nhưng một giây kế tiếp dường như anh ta rất sợ cô bỏ đi, vội vàng hô lên nói. 100 liền 100, từng đó cũng đủ để cho lão tử ăn sủi cảo mấy bữa rồi. Để làm hài lòng con gái như các cô thật không dễ làm, nếu không phải cửa hàng của tôi mới khai trương chưa đủ 3 tháng thì với món đồ 100 ngàn này thiếu một đồng tôi cũng không bán. Diệp Oản Oản chỉ là thuận miệng nói thôi, không nghĩ tới người này thực sự đáp ứng, vì vậy quả quyết xoay người lại, chỉ một món đồ trong số tác điêu khắc phẩm mà chính mình coi trọng mở miệng nói, tôi muốn cái này bọc lại cho tôi đi. Bỏ 100 ngàn ra mua được món này cũng không tính là cô bị thua thiệt, chắc là đúng giá rồi. Yes sir, tương đương, anh ta lấy ra một hộp quà tuyệt đẹp đem vật phẩm bỏ vào trong đó. Cô em tên gì? Sau khi giao đồ cùng nhận tiền xong, anh ta lên tiếng hỏi. Thời điểm muốn hỏi tên người khác anh có phải nên trước tiên nói họ tên của mình hay không? Diệp Oản Oản cười một tiếng đáp lại. Tôi gọi là Nhiếp Vô Danh, chàng trai báo tên của mình xong vẻ mặt dường như rất đắc ý. Ồ, tôi gọi là Diệp Hữu Danh, Diệp Oản Oản thuận miệng nói. Cái tên bán hàng này, không chỉ bán hàng giả, ngay cả tên cũng là giả đi, cô cũng không tin có người dùng hai chữ vô danh làm tên gọi của mình. Đây là cái tên quỷ quái gì a, là do cha mẹ ruột của em đặt ra sao? Nhiếp Vô Danh kinh ngạc nhìn về phía Diệp Oản Oản. Chỉ sợ tên của anh cũng chưa hẳn là do ba mẹ mình đặt đi. Diệp Oản Oản khóe miệng nhỏ đáp lại, sau đó không muốn cùng Nhiếp Vô Danh nói nhảm nữa, thân hình chuyển một cái, biến mất ở bên trong phố đồ cổ. Chờ sau khi Diệp Oản Oản rời đi, Nhiếp Vô Danh sửa lại áo cao bồi trên người hơi nhăn một chút, rồi ngồi ở cạnh gian hàng, khôi phục bộ dáng vô cùng lười biếng, đem thân thể điều chỉnh lại thành tư thế an nhàn nhất. Diệp Hữu Danh, có chút ý tứ, Nhiếp Vô Danh khóe miệng hơi hơi dương lên, nở một nụ cười tà mị lại lười biếng. Mẹ, con thích cái này. Giờ phút này, một vị thiếu phụ đang mang theo đứa trẻ 7-8 tuổi xuất hiện trước gian hàng, Nhiếp Vô Danh vội vàng đứng lên giới thiệu, em nhỏ à. Em thật tinh mắt nha, đây là đồ mà năm đó tôi tại Bắc Cực dùng tay không săn giết gấu Bắc Cực đó, sau đó dùng da lông ai, chớ đi a, nghe tôi nói hết đã. Chương 323, chưa từng có rầm rộ. Nhà cũ Diệp gia,
Bên ngoài trang viên xa hoa được nhân viên an ninh hoàn toàn phong tỏa, tạo thành một khu vực cách ly. Ở bên ngoài mấy trăm thước đã có rất nhiều phóng viên truyền thông canh giữ, từng người một đang chờ đợi, hướng về phía nhà cũ Diệp gia mong có thể lấy được một ít thông tin. Một chiếc lại một chiếc xe xa hoa chậm rãi lái vào cửa nhà họ Diệp, từng chiếc một chạy qua chạy lại làm cho mấy người phóng viên nhìn thôi mà đã chóng hết cả mặt. Những người xuất hiện tại đây đều mặc những bộ lễ phục hoa, nào là minh tinh nào là người có tiếng có thế lực liên tiếp mở cửa xe bước xuống, vừa duyên dáng lại vừa sang trọng hướng về bên trong nhà cũ Diệp gia đi tới. Các phóng viên truyền thông đứng ở bên ngoài khu vực được phong tỏa, một bên lên tiếng liên tục thán phục, một bên không ngừng mà giơ camera trong tay lên, chen lấn nhau quay lại hình ảnh của từng bóng dáng của những người nổi tiếng lừng lẫy. Trình Mạn Ni, trước mắt là một nghệ sĩ quốc nội bản thân là một trong 10 nghệ sĩ siêu sao, một người phóng viên giơ camera lên quay lại bóng người dịu dàng mới vừa đi qua lúc nãy. Đó là nhất ca nhất tỷ của Hoàng Thiên Nha, bọn họ đều đã đến rồi kìa. Từng minh tinh thân phận cao quý nối đuôi nhau mà tiến vào, trong nháy mắt để cho mấy người phóng viên nhanh chóng vội vã hận không thể có nhiều hơn 2 cái tay, để có thể quay lại được nhiều hình ảnh hơn. Hôm nay là sinh nhật của Diệp lão, người sở hữu một nửa giang sơn trong giới giải trí, trận thế này có thể so sánh được với hiện trường buổi lễ trao giải thưởng Kim Lan nha. Bây giờ Diệp gia đã không phải là một nửa giang sơn của giới giải trí nữa rồi. Đáng tiếc toàn bộ hiện trường đều đã bị phong tỏa, nếu mình có thể trà trộn chui vào đó, chỉ cần tùy tiện chụp mấy bức thôi thì cũng đã đủ rồi, đó thật đúng là quá tuyệt mà. Nói tới chỗ này, các phóng viên truyền thông rối rít ai oán thở dài lắc đầu. Bọn họ có thể đứng bên ngoài đã có thể cảm thụ được sự rầm rộ hoành tráng của sinh nhật Diệp lão, đây cũng đã tính là vô cùng vinh hạnh rồi, đối với thủ đoạn của bảo an Diệp gia mà nói, đừng nói là trà trộn đi vào, coi như là có thể đến gần được cửa chính đi chăng nữa thì bọn họ sợ trong nháy mắt cũng bị bảo an Diệp gia ném ra khỏi cửa mất. Diệp gia này quả nhiên là lợi hại, lại có nhiều người nổi tiếng tham gia như vậy, chiến trận lớn như thế này, tôi chưa từng thấy qua lần nào cả. Cái này có thể gọi là trận chiến lớn sao? Diệp gia hiện tại tuy hoàn toàn xứng đáng với vị trí lão đại giới giải trí nhưng nhiều năm trước xảy ra vụ tai tiếng đó, đủ để cho Diệp gia tổn thương nguyên khí nặng nề, hiện giờ khó mà so sánh với thời điểm huy hoàng nhất năm đó được, nhưng nếu không có phát sinh chuyện kia, bây giờ Diệp gia sợ là còn muốn phồn thịnh gấp đôi. Tai tiếng gì vậy? Nghe nói như vậy, phóng viên truyền thông mới vào nghề nhất thời hứng thú hỏi lại. Từng ánh mắt kích động nhìn về phía người phóng viên mới mở miệng kia. Những phóng viên mới gia nhập kia, đối với loại chủ đề như này khá có hứng thú, rối rít truy vấn. Tai tiếng có thể làm cho Diệp gia tổn thương nguyên khí nặng nề nhất định phải là chuyện cực kỳ lớn. Tiền bối không ngại nói ra để cho chúng ta được thêm kiến thức. Một vị phóng viên tuổi tác hơi lớn, một thân mặc đồ chức nghiệp, ngón tay chỉnh lại chiếc kính của mình, dưới tình huống bị truy hỏi, bộ dạng thần bí bát quái nói. Đây coi như là việc xấu trong nhà Diệp gia đi, năm đó Diệp gia mặc dù dùng hết sức muốn giấu giếm việc này nhưng sự kiện đó quá lớn, cuối cùng giấy không thể gói được lửa, bị rất nhiều người liên thủ đào lên, đến ngày hôm nay, cũng đã không tính là bí mật nữa rồi. Đại gia tộc giống như Diệp thị bề ngoài luôn suôn sẻ nhưng bên trong nội bộ đương nhiên không giống mặt ngoài không chút nào gợn sóng được. Mấy năm trước đây Diệp gia bị khơi ra tai tiếng, từng chấn động toàn bộ nghiệp giới, thiếu chút nữa làm lung lay cả nền móng của Diệp gia. Mấy vị phóng viên mới vào nghề càng nghe càng hưng phấn, rối rít hướng đến gần trước người anh ta mấy bước, vĩnh tai lên lắng nghe kỹ như sợ bị lọt mất tin tức trọng yếu gì đó. Mọi người đều biết, tổng giám đốc hiện tại của tập đoàn Diệp Thị là con trai thứ hai của Diệp lão Diệp Thiệu An. Mấy năm trước, chức vị Diệp Thiệu An ở tại tập đoàn Diệp Thị chẳng qua chỉ là một người phụ tá mà thôi. Phóng viên kia thần thần bí bí nói. Có ý gì chứ? Mấy vị phóng viên kia thần sắc không hiểu hỏi lại. Chương 324, Thượng bất chính hạ tắc loạn. Diệp Thiệu An không người nào không biết đây chính là chủ tịch của tập đoàn Diệp Thị. Người có vị trí cao như vậy nhưng nhiều năm trước chỉ là người phụ tá thôi sao? Người phóng viên đang kể chuyện kia nhận thấy ánh mắt đầy tò mò của mọi người, lúc này nhỏ giọng nói. Diệp Thiệu An là con thứ hai của Diệp lão còn có một người con trai lớn nữa là Diệp Thiệu Đình, nếu vụ tai tiếng kia không bị lộ ra. Diệp Thiệu Đình mới chính là chủ của tập đoàn Diệp Thị, Diệp Thiệu An chẳng qua chỉ là trợ thủ của ông ta mà thôi. Còn có loại chuyện này sao? Những phóng viên mới vào nghề kia đối với thành viên gia đình của Diệp gia đương nhiên không quá mức quen thuộc, chỉ là quen thuộc mặt ngoài thôi. Sao có thể là giả được? Nghe nói, khi đó Diệp Thiệu Đình chủ nhân tập đoàn Diệp Thị, có liên quan mật thiết tới Hắc Đạo,
thậm chí còn dùng một vài thủ đoạn phi pháp, lợi dụng công ty rửa tiền buôn lậu, dùng tiền của công tham ô cho mình một vài khoản tiền riêng nữa. Những thứ chuyện cũ kỹ này, nói ra vào thời khắc này, giống như một loạt bom đạn được ném ra, để cho những người phóng viên mới kia khiếp sợ không thôi. Diệp Thiệu Đình này chẳng lẽ là điên rồi sao? Ông ta lại có thể làm ra chuyện ăn cây táo rào cây sung như vậy sao? Sự tình phát sinh sau khoảng một tháng, Diệp Thiệu An đại nghĩa diệt thân, chủ động tố giác Diệp Thiệu Đình, có chứng cứ vô cùng xác thực, Diệp Thiệu Đình cũng chính miệng mình thừa nhận làm cho Diệp Lão tức giận, sau đó đem Diệp Thiệu Đình đuổi ra khỏi công ty, coi như cũng là bỏ đi một khối u ác tính tiềm ẩn, từ đó về sau, cả tập đoàn Diệp Thị liền giao cho Diệp Thiệu An. Người phóng viên kia nhắc lại đoạn sự kiện đã qua này, có chút bùi ngùi xúc động. Vậy, hiện tại Diệp Thiệu Đình như thế nào? Có phóng viên hiếu kỳ mở miệng hỏi. Ông ta làm ra chuyện như vậy, loại rác rưởi này, còn ai dám dùng, hiện tại nghe nói tại công ty nhỏ của mỗ gia làm công, ông ta có một đôi trai gái nhưng cũng không có tiền đồ gì, con trai lớn Diệp Mộ Phàm đang làm tài xế cùng công ty với Diệp Thiệu Đình, con gái càng là một người cực phẩm, chẳng những dáng dấp khác thường xấu xí không nói, còn là một người không học vấn không nghề nghiệp, chuyên đi khắp nơi gây rối. Người phóng viên lớn tuổi đó đem những điều mình biết được từ trong miệng bình thản nói ra. Đối với một nhà Diệp Thiệu Đình, những ký giả như bọn họ hiển nhiên cũng không có bất kỳ hảo cảm nào. Thật là không có nghĩ đến Diệp gia lại còn tạo ra được một nhóm cực phẩm như vậy, thực sự là. Một nhà Diệp Thiệu Đình đều là những người không tưởng, bất quá con gái của Diệp Thiệu An là Diệp Y Y, ngược lại đức hạnh cực tốt, tướng mạo không tầm thường, tuổi còn trẻ, bản lĩnh so với cha là Diệp Thiệu An còn lớn hơn nhiều. Bây giờ đã là tổng giám nghệ sĩ của giải trí Hoàng Thiên một công ty dưới cờ tập đoàn Diệp Thị. Cô ấy đưa ra rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng rồi, cũng cùng là con gái của Diệp gia nhưng khác nhau một trời một vực, nếu con gái Diệp Thiệu Đình như Diệp Y Y thì cũng không đến nổi chật vật phải lăn lộn kiếm sống khó khăn như bây giờ rồi. Lại có phóng viên lên tiếng nói. Người xưa có câu, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con chuột con trai biết đánh động, Diệp Thiệu Đình ăn cây táo, rào cây sung chính là tự thân mình đức hạnh thấp kém, có người cha như vậy cho nên con trai con gái của ông ta sao có thể là đồ gì tốt được chứ? Còn không phải là thượng bất chính hạ tắc loạn sao? Theo tiếng nói mới vừa rơi xuống, không đợi có người mở miệng, một chiếc Bentley màu trắng chạy ngang qua đám người bọn họ rồi chậm rãi lái vào nhà cũ Diệp gia. Theo bên cửa sổ, có thể nhìn thấy đó là một cô gái có gương mặt Mỹ Ngọc tạo hình tinh xảo. Chỉ trong nháy mắt, tất cả sự chú ý của phóng viên đều bị nhan sắc của cô gái bên kia hấp dẫn, từng người một trợn to hai mắt, sợ bỏ lỡ đi hình ảnh của nhân vật có lai lịch này. Rất nhanh. Xe Bentley đậu sát ở nhà cũ Diệp gia, tài xế từ ghế lái đi ra, đem cửa xe mở ra. Bên trong xe nữ tử cất bước, chậm rãi từ bên trái cửa xe bước xuống. Một thân váy dạ hội màu trắng vừa ý trên người, một vài lọn tóc dài phân tán ở sau ót, búi tóc được dùng một cây châm bích ngọc cố định lại, cao quý mà ưu nhã, lại lộ ra cần cổ trắng nõn làm người ta tim đập thình thịch nhu nhược uyển ước, xinh đẹp không thể tả. Chương 325, một đôi bích nhân. Cô gái kia chỉ vừa mới xuất hiện, trong nháy mắt vẻ kinh diễm kia làm cho các phóng viên có mặt tại hiện trường ồn ào sao động một trận tiếng thán phục vang lên. Người kia là vị minh tinh nào? Tại sao từ trước tới tới giờ tôi cũng chưa từng thấy qua? Đó chính là Diệp Y Y, cháu gái tôn quý của Diệp gia, con gái duy nhất của Tổng Giám đốc Diệp Thiệu An tập đoàn Diệp Thị. Phóng viên kích động nói. Một câu nói này, nhất thời đưa tới không ít lời than thở của phóng viên. Diệp Y Y dáng dấp cũng quá đẹp đẽ đi, chỉ cần dựa vào dung mạo này hoàn toàn có thể cùng những nghệ sĩ đẹp nhất giới giải trí kia sánh vai với nhau, chứ nói chi là bản thân cô ấy còn có loại khí tức đặc biệt như thế này, căn bản cũng không phải là bất kỳ người nghệ sĩ nào trong giới giải trí này cũng có được. Diệp Y Y rất ít khi lộ diện trước mặt công chúng cho nên những phóng viên truyền thông này mỗi lần nhìn thấy Diệp Y Y đều không tránh được một phen kinh diễm. Cái khí chất này đích thật là từ trong xương đi ra mà. Nếu như Diệp Y Y xuất đạo không cần nói gì thêm, chỉ cần gương mặt cùng loại khí chất bức người này cũng đủ để cho cô ấy nổi tiếng khắp giới rồi. Thân phận của Diệp Y Y là cao quý cỡ nào a? Cần gì yêu cầu vào giới giải trí, người ta cũng không phải chỉ là một bình hoa di động xinh đẹp, không biết làm gì năng lực làm việc cực kỳ lợi hại. Tương lai toàn bộ tập đoàn Diệp Thị đều trở thành của cô ấy. Một đám phóng viên đang nói lại thấy một chàng trai trẻ tuổi theo sát từ trong xe đi ra. Chàng trai đó thân thể như ngọc, tuấn mỹ vô cùng, mặc bộ Âu phục Brioni được chế tác riêng, mỗi một chi tiết nhỏ đều gần như hoàn mỹ, trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên, đi thẳng tới bên người Diệp Y Y.
Tôi phi a, tôi thấy được ai đây, chẳng phải là người thừa kế của tập đoàn Cố thị ở đế đô Cố Việt Trạch sao? A a a, thật là đẹp trai a. Bên ngoài một vài nữ phóng viên nhìn thấy Cố Việt Trạch rối rít la lên, so với khi nhìn thấy những tiểu thịt tươi cùng đại minh tinh còn kích động hơn. Nhan sắc của những tiểu thịt tươi trong giới giải trí so sánh với Cố Việt Trạch quả thật là hết sức ảm đạm phai mờ, như là một người là thiên tiên ở trên trời, một người là người tầm thường ở dưới nhân gian, mấy người bọn họ căn bản không có cách nào đánh đồng với nhau, hào quang phát ra từ hai bên hoàn toàn bất đồng. Người đẹp trong giới giải trí cũng khá nhiều nhưng khí chất của bản thân lại hiếm, người tự có được chủ yếu là được trải qua sự huấn luyện, sau đó mới từ từ hiện ra, so với Cố Việt Trạch và Diệp Y Y thì hoàn toàn không giống nhau. Khí thế cùng với dung mạo hoàn toàn từ trong người tỏa ra, cũng không phải là chuyện mà bất kỳ nghệ sĩ thần tượng nào học qua đều có thể làm được. Giờ phút này, một vài nghệ sĩ nam nữ trẻ tuổi dưới cờ Hoàng Thiên đứng ở bên cạnh Cố Việt Trạch cùng Diệp Y Y, trong nháy mắt đã mất đi tất cả màu sắc hình ảnh của mình, hai bên so sánh lại càng làm cho người nhìn thấy một sự chênh lệch lớn không thể tả được. Đang lúc mọi người tập trung ánh mắt của mình nhìn cảnh sắc đẹp đẽ đó, Diệp Y Y hơi hơi vung vài sợi tóc qua đầu vai. Cánh tay thon dài một cách tự nhiên khoác lên cánh tay của Cố Việt Trạch, Cố Việt Trạch cúi đầu hướng về phía Diệp Y Y lộ ra vẻ mặt cưng chiều, sau đó mỉm cười, bàn tay nhẹ vịn lên bàn tay nhỏ của Diệp Y Y đang được khoác trên cánh tay của anh ta, hai người trai tài gái sắc không nhanh không chậm đi vào bên trong nhà cũ Diệp gia. Ồ, thấy Diệp Y Y cùng Cố Việt Trạch thân mật như thế, có vài phóng viên trong miệng phát ra một vài tiếng nghi ngờ lẩm bẩm, quan hệ giữa Cố Việt Trạch cùng Diệp Y Y thoạt nhìn rất không bình thường a. Cái này cũng không biết sao, người phóng viên lớn tuổi kia nói, Cố Việt Trạch cùng Diệp Y Y đang lui tới với nhau, thân phận của Cố Việt Trạch, bây giờ ngoài thân phận là người thừa kế tập đoàn Cố Thị, anh ta còn sắp có thêm thân phận con rể tập đoàn Diệp Thị, chồng của Tổng Giám đốc Giải trí Hoàng Thiên tương lai. Cố Việt Trạch cùng Diệp Y Y lui tới sao? Nhưng tôi nghe nói Cố Việt Trạch đã có vị hôn thê rồi mà. Vị hôn thê à, quả thực, Cố Việt Trạch đã có vị hôn thê. Vị hôn thê của anh ta cũng là cháu gái Diệp lão, tên là Diệp Oản Oản, chính là cô con gái nhỏ của Diệp Thiệu Đình. Nói tới Diệp Oản Oản, một phóng viên lão làng lộ ra vẻ mặt thâm ý. Con gái của Diệp Thiệu Đình a. Chương 326, tới chúc thọ. Diệp Thiệu Đình bây giờ ở tại một công ty nhỏ làm công, chỉ việc lo cho chuyện ăn no mặc ấm của mình thôi cũng đã là vấn đề lớn rồi, cô con gái kia của ông ta có thể coi là tiểu thái muội nổi danh. Hơn nữa dáng dấp vô cùng xấu xí, chỉ bằng cô ta sao có thể níu kéo Cố Việt Trạch được. Trừ phi Cố Việt Trạch hay tập đoàn Cố Thị mắt bị mù, chứ nếu không làm sao có thể để Diệp Oản Oản lọt vào mắt xanh của mình được. Cũng không phải là vậy nha. Tôi còn nghe nói, năm đó là Diệp Thiệu Đình ép buộc Cố Việt Trạch cùng tập đoàn Cố Thị thừa nhận mối hôn sự này, trên thực tế người mà năm đó Cố Việt Trạch yêu thích chính là Diệp Y Y. Mặc dù chỉ là tin đồn nhưng tôi cảm giác không giống như là làm giả. Diệp Oản Oản không chỉ xấu xí, hơn nữa trọng lượng cơ thể còn kinh người quá mập luôn, lấy bộ dạng vừa mập vừa xấu xí kia của Diệp Oản Oản ai lại nguyện ý cưới cô ta chứ, nếu không phải là ban đầu ỷ thế hiếp người, dùng thấp hèn thủ đoạn chia rẽ Cố Việt Trạch cùng Diệp Y Y thì vị trí vị hôn thê của Cố Việt Trạch làm sao có thể đến phiên cô ta chiếm giữ chứ. Tướng mạo của Diệp Oản Oản những phóng viên này phần lớn cũng chỉ mới nghe nói thôi, cũng chưa từng gặp qua lần nào. Nhưng mọi người đều nhất trí tướng mạo của Diệp Oản Oản vô cùng xấu xí cho nên sẽ không thể nào xuất hiện trong buổi tiệc hôm nay được. Nghe người khác nói đi nói lại quá nhiều lần rồi, cho nên chuyện dù là giả cũng tự khắc thành thật, người xưa đã từng nói như vậy. Phóng viên truyền thông ước chừng vây quanh đó được mấy giờ, số lượng nghệ sĩ đi đến không còn nhộn nhịp nữa, bọn họ tự hiểu việc đón tiếp khách khứa của Diệp gia rốt cuộc cũng gần kết thúc rồi. Nhưng phần lớn phóng viên ở đây ai cũng không muốn rời đi. Dù sao thì không một ai có cách nào bảo đảm được thọ yến của Diệp lão giữa chừng sẽ có tin tức hay ho gì đó được truyền ra. Dù chỉ có thể chụp được hình ảnh nghệ sĩ đang ăn khách say xỉn thì cũng không uổng công bọn họ chờ đợi khổ cực mà. Lại qua 30 phút nữa, những người nên tới chúc mừng Diệp lão có lẽ đã có mặt toàn bộ, không thấy có thêm người nào khác xuất hiện nữa. Cho đến lúc chạng vạng tối, một chiếc xe taxi chậm rãi lái vào nơi này, ở giữa một đám xe sang trọng. Chiếc xe taxi hơi cũ nát kia tự nhiên lộ ra vẻ đặc biệt chói mắt. Chắc là đi nhầm địa chỉ rồi nha. Nhìn thấy chiếc xe taxi, mặt mấy vị phóng viên ở đó lộ vẻ nghi ngờ, người tới tham gia thọ yến Diệp gia làm sao có thể thuê xe giá rẻ để đến được. Bảo an của Diệp gia đang phong tỏa ở bên ngoài, thấy một chiếc taxi đang tiến lại gần liền ngăn lại nói đây là khu vực tư gia cấm chỉ đi lại. Tài xế thấy xe mình bị chặn lại. Hơi không kiên nhẫn xoay người nhìn về một nhà ba người phía chỗ ngồi phía sau.
người đàn ông trung niên mái tóc có điểm bạc trắng, trên mặt cũng nhuộm đầy phong sương, lên tiếng xin lỗi hướng về phía tài xế cười một tiếng, sau đó trả tiền xe rồi kéo vợ mình cùng nhau xuống xe. Chỗ cạnh tài xế, một thanh niên tướng mạo anh tuấn cũng theo đó đẩy cửa xe ra. Nơi này là khu vực tư nhân, những người không có phận sự, mời đi chỗ khác. Mấy vị bảo an mặt lạnh nhìn về phía một nhà ba người, đáy mắt viết đầy vẻ không khoan nhượng. Bị bảo an ngăn trở trên trán người thanh niên kia nhất thời đầy vẻ tức giận nói, anh có biết chúng tôi là người nào không? Mộ Phàm, đừng xông vào như vậy. Lương Uyển Quân nhìn thấy con trai lớn nhà mình như vậy nhẹ giọng nhắc nhở. Diệp Mộ Phàm chau mày, cắn cắn hàm răng, mặc dù không quá tình nguyện nhưng không tiếp tục lên tiếng nữa. Diệp Thiệu Đình nhìn con trai một cái, trong lòng thở dài một tiếng, ngay sau đó tiến lên mấy bước, thái độ ôn hòa mở miệng nói, làm phiền các anh thông báo một chút tôi là Diệp Thiệu Đình tới cho Trúc Thọ cha. Diệp Thiệu Đình. Nghe lời nói này, người đứng đầu nhóm nhân viên an ninh nhất thời sửng sốt một chút. Anh ta tới Diệp gia phụ trách an ninh đã mấy năm rồi, ban đầu chủ tịch của tập đoàn Diệp thị chính là Diệp Thiệu Đình. Mặc dù cũng chưa từng gặp qua Diệp Thiệu Đình nhưng đối với danh xưng này người nào mà không biết cơ chứ? Ông là Diệp Thiệu Đình, đại thiếu gia Diệp gia sao? Ngoặc kép. Bảo an thần sắc hơi có chút cổ quái, ánh mắt nhìn qua một nhà ba người này, ngoại trừ thanh niên ăn mặc hơi có vẻ hợp thời một chút, đôi vợ chồng này lại hết sức bình thường, so với những khách mời trong buổi thọ yến hôm nay thì có thể nói là mặc tương đối mộc mạc. Đây lại chính là Diệp Thiệu Đình người từng một thời oai phong một cõi sao? Xin hỏi, ngài có mang theo thiệp mời của Diệp ra sao? Bảo an trần chờ trong chốc lát rồi lên tiếng hỏi. Anh đang nói cái gì dám gì à? Không đợi Diệp Thiệu Đình mở miệng, Diệp Mộ Phàm nhất thời giận dữ nói, chúng tôi tới chúc thọ cho ông nội của tôi tại sao lại cần thiệp mời chứ? Chương 327, không tiện gặp lão gia. Bên trong Diệp gia, đập vào mắt là một trang viên ngoài trời to lớn, cây liễu thành hàng, răng đèn kết hoa, không khí cực kỳ vui mừng. Người quản gia là một người đàn ông trung niên đã có tuổi, một cặp mắt hẹp dài khôn khéo. Hoàng quản gia, ông vẫn khỏe chứ? Một vài người đến tham gia thọ yến ý cười đầy mặt hướng về phía hoàng quản gia chào hỏi. Quản gia nhất nhất gật đầu ra hiệu, đúng mực, nhưng nếu có ai quan sát tỉ mỉ lại mơ hồ có thể thấy được trong mắt vị hoàng quản gia này có một chút thần sắc ngạo nghễ nào đó không dễ dàng để cho người khác nhận ra. Bên trong trang viên Diệp gia, mấy nghệ sĩ nhỏ có nhan sắc cùng địa vị không thấp dưới cờ giải trí Hoàng Thiên ngồi vào cùng một chỗ, xì xào bàn tán. Không phải chỉ là một người quản gia thôi sao? Thái độ của ông ta cũng quá ngạo mạn đi. Mấy người nghệ sĩ ở giải trí Hoàng Thiên nhìn thấy dáng vẻ kia của Hoàng quản gia có chút không hiểu ngồi lại cùng nhau bàn tán. Những người cùng Hoàng Minh Khôn chào hỏi, cơ hồ tất cả đều là nhân vật có mặt mũi ở đế đô. Thái độ ngạo mạn sao? Một người nghệ sĩ lớn tuổi cười nói, người ta là hoàng quản gia đệ nhất tâm phúc của Diệp Y Y tiểu thư, ở Diệp gia quyền thế cũng cực lớn, địa vị lại cao, hơn thế nữa dựa vào quan hệ của mình cùng Diệp Y Y cho nên có rất nhiều quý nhân quan lớn có giao tình, mặt mũi của người ta có thể so với các ngươi đều lớn hơn nhiều đó. Mấy nghệ sĩ mới ra đời kia không khỏi âm thầm chắc lưỡi hít hà, Diệp gia thật khó lường, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới quản gia Diệp gia lại có lai lịch lớn như vậy. Một người quản gia lại có thể làm cho người khác tôn trọng đến mức này cũng coi như là khó gặp. Cho nên bọn họ càng ý thức được Diệp gia to lớn không phải là nơi mà mình muốn làm gì cũng được, hành động của mình càng phải cẩn thận. Giờ phút này, Diệp Thiệu Đình, Lương Uyển Quân cùng Diệp Mộ Phàm ba người đi thẳng vào bên trong trang viên, chậm rãi đi tới trước người Hoàng Minh Khôn. Hoàng quản gia, làm phiền dẫn tôi đi gặp cha tôi. Diệp Thiệu Đình nhìn Hoàng Minh Khôn gương mặt lộ vẻ tươi cười vui vẻ. Hoàng Minh Khôn nghe được một tiếng này, nhất thời dừng lại cuộc nói chuyện đầy khách sáo của mình cùng mấy người khách khác, liếc mắt quét qua Diệp Thiệu Đình, đáy mắt thoáng qua một tia khác thường, giọng nói không lạnh không nhạt nói, lão gia đang thay quần áo cho nên hiện tại sợ là không tiện lắm, mong đại thiếu gia ngài đây đợi thêm chút nữa. Dù trong miệng Hoàng Minh Khôn nói ba chữ, đại thiếu gia, nhưng trong giọng nói lại đặc biệt có vẻ khinh thường chói tai. Mấy người khách đang cùng Hoàng Minh Khôn nói chuyện, nghe được Hoàng Minh Khôn nói lời này. Ánh mắt không khỏi nhìn theo một nhà ba người Diệp Thiệu Đình, nhìn thấy ba người bọn họ mặc quần áo mộc mạc, đáy mắt đều hiện lên nụ cười khinh miệt, rối rít lắc đầu cười thầm. Năm đó Diệp Thiệu Đình là chủ tịch tập đoàn Diệp Thị oai phong một cõi, bây giờ coi như đã chấm dứt rồi, ngay cả Hoàng Minh Khôn cũng không muốn nhìn thẳng ông ta. Ba chữ đại thiếu gia ngày hôm nay là loại châm chọc lớn đến cỡ nào a? Sắc mặt của Diệp Mộ Phàm nhất thời biến đổi,
một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Hoàng Minh Khôn kẻ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, hai tay để ở bên người nắm chặt thành hai quả đấm, theo bản năng muốn phản bác lại, nhưng Lương Uyển Quân ở một bên kéo lại, khẽ cau mày nhìn anh ta lắc đầu một cái. Ánh mắt lạnh như băng của Diệp Mộ Phàm rơi ở trên người Hoàng Minh Khôn, hai tay nắm chặt đến mức cả người run run, ban đầu nếu như không phải là cha anh Diệp Thiệu Đình thưởng thức thì Hoàng Minh Khôn có thể đạt được vị trí như ngày hôm nay không? Bây giờ cha anh thất thế nghèo túng cho nên ngay cả tên Hoàng Minh Khôn này đều bỏ mặc không thèm quan tâm. Trong lúc không khí ngột ngạt một thanh âm chợt vang lên. Hoàng quản gia, đã lâu không gặp. Lương Gia Hào cùng Phương Tú Mẫn mang theo con gái Lương Thi Hàm tiến vào. Lương tiên sinh. Hoàng Minh Khôn nhìn thấy Lương Gia Hào, vẻ lãnh đạm trong nháy mắt phủ lên một bộ nụ cười, thái độ rõ ràng hoàn toàn thay đổi. Lương Gia Hào bây giờ là em trai ruột cùng cha khác mẹ với Lương Mỹ Huyên, vợ chủ tịch đương thời của tập đoàn Diệp Thị, với loại thân phận này đãi ngộ so với Diệp Thiệu Đình đương nhiên bất đồng, Hoàng Minh Khôn có thể lăn lộn được đến địa vị bây giờ đương nhiên là có một loại nhãn lực nhìn người nhất định. Chương 328, hết tình hết nghĩa. Thi Hàm, còn không mau chào hỏi đi. Phương Tú Mẫn cười híp mắt nhìn về phía con gái Lương Thi Hàm của mình nói. Chú Hoàng khỏe. Lương Thi Hàm hướng về Hoàng Minh Khôn cười nói. Thật là ngoan nha, Hoàng Minh Khôn cười thân thiện đáp lại, Thi Hàm thật là càng ngày càng xinh đẹp rồi. Nghe xong Phương Tú Mẫn một mặt đắc ý, nữ nhi của bà sao có thể không đẹp được. Phương Tú Mẫn tiếp tục mở miệng, ánh mắt bà ta liếc một cái nhìn thấy Diệp Thiệu Đình, lúc này nụ cười trên mặt lập tức lãnh đạm đi, chân mày nhíu lên nói anh rể, sao anh đến đây sớm vậy? Diệp Thiệu Đình nhìn thấy Phương Tú Mẫn hỏi liền trả lời. Hôm nay là thọ yến của cha anh, sợ trên đường kẹt xe cho nên trước sớm hơn một chút. Nghe vậy, sắc mặt của Phương Tú Mẫn lập tức kéo xuống, bà ta hơi nhíu máy lại nhìn Diệp Thiệu Đình từ trên xuống dưới, giọng không vui nói, em nói nhà anh rể, anh tới đây sớm như vậy thì chuyện ở công ty phải làm sao bây giờ? Hôm nay công ty mới vừa nhập vào một lô hàng mới, còn chưa được đưa vào kho, anh lại bỏ bê công việc không ở đó canh gác, vạn nhất có chuyện xảy ra vậy thì chúng ta phải làm sao bây giờ? Lời nói của Phương Tú Mẫn sắc bén, không chừa chút mặt mũi nào cho Diệp Thiệu Đình dù bà ta biết mình đang đứng ở trước mặt rất nhiều người. Mấy chữ trách mắng kia truyền vào trong tai người ngoài, nhất thời đưa tới không ít tiếng cười thầm, ánh mắt bọn họ nhìn Diệp Thiệu Đình cũng càng ngày càng châm biếm. Sẽ không có chuyện gì đâu, anh đã bàn giao chìa khóa cho Tiểu Trương rồi, Tiểu Trương sẽ thay anh tan làm muộn hơn so với bình thường chút xíu, Diệp Thiệu Đình tính khí nhẫn nại nói. Anh để cho Tiểu Trương thay anh trực sao? Phương Tú Mẫn cười lạnh một tiếng nói. Anh rể, anh nói thật đúng là quá dễ dàng a. Người của công ty đều biết mối quan hệ giữa chúng ta, việc anh đang làm giống như là lợi dụng quyền thế mưu tư lợi ích riêng cho bản thân mình, đến lúc đó nếu bị truyền đi ra bên ngoài, người nào không hiểu rõ không biết còn cho là chúng ta dùng người không khách quan rồi nói chúng ta dung túng cho người thân, chèn ép nhân viên, anh nói xem anh làm như vậy làm sao để những người bên cạnh Gia Hào phục tùng được. Người khác sẽ lấy đây làm điểm yếu đâm chọc vào Gia Hào, anh không biết điều đó sao? Phương Tú Mẫn không chút nào để ý đến ánh mắt đầy khác thường của những người bên cạnh vẫn tiếp tục nói. Vậy, chút nữa anh trở về một chuyến là được, Diệp Thiệu Đình thở dài đáp. Hiện tại trở về còn có ích lợi gì? Thời gian anh đi từ đây đến công ty mất bao nhiêu là thời gian anh cũng rõ mà, nếu thật sự có chuyện gì xảy ra thì việc anh trở về bây giờ còn có thể làm cái gì nữa? Như vậy, ai bảo anh là của, anh rể chứ? Thôi nếu anh tới rồi thì thôi đi, đừng quan tâm đến chuyện ở công ty nữa. Phương Tú Mẫn hơi không kiên nhẫn phất phất tay, tuy nói không cần để ý nữa nhưng với ngữ khí khi nói chuyện của mình, không có một câu nào là không đâm vào trái tim của Diệp Thiệu Đình. Lương Thi Hàm bởi vì mấy câu nói của mẹ mình cho nên cô cũng dùng một ánh mắt chán ghét liếc nhìn Diệp Thiệu Đình một cái. Tốt rồi, Lương Gia Hào nhìn về phía Phương Tú Mẫn, cũng không nhìn một chút xem hôm nay là ngày gì. Người tới cũng tới rồi bà còn đứng ở đây kêu la om sòm còn thể thống gì nữa chứ? Tại sao anh lại nói vậy? Em không phải cũng là vì lo nghĩ cho công ty sao? Công ty chúng ta kinh doanh cũng không dễ dàng chút nào thế mà chúng ta lại hết lòng quan tâm giúp đỡ còn phải nuôi thêm chị gái cùng anh rể của anh. Phương Tú Mẫn bất mãn bĩu môi, thật giống như chịu một loại ủy khuất lớn. Cha, mẹ nói không sai, mẹ làm tất cả điều này không phải là vì cả nhà chúng ta sao? Sao cha lại luôn nói giúp người ngoài như vậy? Lương Thi Hàm giúp đỡ Phương Tú Mẫn lên tiếng. Hoàng Minh Khôn đang đứng bên cạnh nghe mọi chuyện chợt nhìn qua thấy sắc mặt càng ngày càng khó coi của Diệp Thiệu Đình, đáy mắt thoáng qua một nụ cười châm chọc, mở miệng nói. Lương tiên sinh, ngài cũng đừng trách làm phu nhân làm gì,
phu nhân chẳng qua là người tính tình chính trực mà thôi, huống chi cũng không nói sai cái gì cả. Lương Gia Hào cười khổ một tiếng, cũng không biết phải nói cái gì, chính mình bị kẹp ở giữa, một bên là gia đình, một bên là chị của mình quả thật có chút khó khăn. Đứng trơ mắt nhìn những người này châm chọc với cha mẹ, mặt Diệp Mộ Phàm sớm đã âm trầm, nếu không phải mẹ anh một mực kéo anh, sợ rằng anh sớm đã đánh mấy người làm cho người ta muốn nôn mửa này rồi. Chương 329, so sánh cao thấp. Cũng không lâu lắm, thọ yến bắt đầu, quản gia Hoàng Minh Khôn mang theo mọi người tiến vào phòng yến hội. Bên trong phòng yến hội, một ông lão tóc đã bạc ngồi ở vị trí chủ vị, người đó chính là Diệp Hồng Duy. Diệp Hồng Duy mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng thân thể vẫn khỏe mạnh, ánh mắt có thần, giơ tay nhấc chân đều mang vẻ quý tộc uy nghiêm, cổ khí thế kia không cần làm gì cũng tự phát huy, để cho mọi người cảm thấy kính nể. Khi tầm mắt quét qua một nhà Diệp Thiệu Đình trong đám người ở phía dưới, Diệp Hồng Duy chân mày nhất thời nhíu lại, cũng không nói gì liền rời đi tầm mắt, thái độ vô cùng lạnh lùng. Ông nội. Rất nhanh, Diệp Y Y kéo Cố Việt Trạch xuất hiện dưới ánh nhìn của mọi người. Chỉ thấy cả người Diệp Y Y từ trên xuống dưới tản ra vẻ yểu điệu mỹ cảm, sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt, thái độ tự nhiên hào phóng hướng về phía Diệp Hồng Duy nói mấy câu chúc mừng. Diệp Hồng Duy cưng chiều nhìn lấy Diệp Y Y cười một tiếng rồi để cho hai người vào chỗ gần mình. Chỗ ngồi phía trên đều liên quan đến những người thân thuộc của Diệp gia, cũng không có người ngoài, ngoài Hồng Duy vị chủ tịch chiêu đãi bữa tiệc này còn thêm mấy vị khách quý có mặt mũi ở đế đô mà thôi. Chị Y Y, chị lại xinh đẹp hơn nữa rồi, Lương Thi Hàm đến gần Diệp Y Y, thuận thế ngồi xuống bên cạnh Diệp Y Y, một mặt hâm mộ nhìn dung nhan tuyệt đẹp của Diệp Y Y. Diệp Y Y nhẹ giọng cười một tiếng. Ánh mắt ôn nhu nở nụ cười, cảm ơn. Phương Tú Mẫn nhìn thấy con gái nhà mình cùng Diệp Y Y tiếp cận với nhau, trong lòng rất mừng rỡ, Diệp Y Y này bây giờ là người trẻ tuổi có hy vọng nhất ở Diệp gia, nếu như con gái của mình có thể cùng với Diệp Y Y giao hảo tốt, sau này có thể vững vàng hơn ôm lấy cây đại thụ Diệp gia này rồi. Phương Tú Mẫn nói, Thi Hàm, con nhất định phải lấy Y Y làm gương biết không? Mẹ cần phải nói sao đó là điều đương nhiên mà, chị Y Y là thần tượng của con. Nếu con có thể học được một chút bản lĩnh của chị Y Y thì đời này của con cũng thỏa mãn rồi. Ngồi ở bên cạnh Diệp Y Y, Lương Thi Hàm đặc biệt nhu thuận miệng cũng ngọt dị thường. Trong số những hậu bối của Diệp gia, người ưu tú nhất thuộc về Y Y rồi. Phương Tú Mẫn trong miệng nói như vậy nhưng ánh mắt lại như có như không hướng về vị trí Diệp Mộ Phàm nhìn lướt qua. Diệp Y Y cũng phát giác ánh mắt của Phương Tú Mẫn nhưng cô ta chỉ nhu thuận cười một tiếng rất là khiêm tốn. Cái âm thanh không lớn không nhỏ kia trực tiếp truyền vào tai Diệp Mộ Phàm, sắc mặt anh ta lạnh giá, trong hậu bối Diệp gia ngoại trừ Diệp Y Y cũng chỉ còn lại có Diệp Oản Oản và anh ta, Phương Tú Mẫn nói như vậy. Y Y à, nghe nói chuyện của cháu và Việt Trạch sắp công bố rồi. Sau đó Phương Tú Mẫn lại nói. Nghe vậy, Diệp Y Y gật đầu, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Cố Việt Trạch ngồi ở một bên, trong mắt thật giống như đều viết lên vẻ nhu tình vô tận. Cố Việt Trạch nhìn lấy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Diệp Y Y, mắt đầy vẻ trìu mến, lúc này mới cười nói trên thực tế cháu từ lâu đã có dự định này rồi, chẳng qua là quá mức chiếu cố đến cảm thụ của người khác cho nên mới kéo dài đến bây giờ. Lời nói của Cố Việt Trạch hàm xúc kín đáo nhưng chỉ cần là người sáng suốt nghe một chút liền biết trong miệng anh ta là Diệp Y Y muốn anh ta chiếu cố đến là ai. Hiện nay, hồn ước giữa Cố Việt Trạch cùng Diệp Oản Oản vẫn còn, mặc dù ở trong mắt người ngoài. Diệp Oản Oản vốn là hoành đao đoạt ái, danh bất chính ngôn bất thuật, bây giờ ra thế lại vô cùng hỗn loạn như vậy, cho nên Oản Oản đã sớm không phải người trong cùng thế giới với Cố Việt Trạch rồi, nhưng Oản Oản vẫn mang danh là vị hôn thê lại chẳng biết xấu hổ mà níu lấy. Ngược lại Diệp Y Y còn nhớ tới tình cảm chị em lâu năm vẫn muốn chiếu cố tới cảm thụ của Diệp Oản Oản. Hai đối tượng được đưa ra để so sánh ở đây là Diệp Y Y cùng Diệp Oản Oản. Nếu Diệp Y Y để cho người khác bao nhiêu trìu mến hâm mộ thì Diệp Oản Oản lại để cho người khác chán ghét bấy nhiêu. Chương 330, không cách nào dễ dàng tha thứ. Y Y sao cháu lại thiện tâm quá vậy cho nên trước đây mới bị một người như vậy khi dễ, nói cho cùng, hai người các cháu mới thật là trai tài gái sắc, so với vị hôn thê trước kia của Việt Trạch Diệp Oản Oản không biết tốt hơn bao nhiêu lần nữa, nói đến đây, Phương Tú Mẫn như chợt cảm thấy không đúng liền vội vàng dừng lại. Nhưng mà Phương Tú Mẫn dùng giọng nói quá mức chói tai khó nghe, lần này không đợi Diệp Mộ Phàm mở miệng, sắc mặt Lương Uyển Quân đã lạnh xuống, Lương Uyển Quân trước đây chưa từng chịu đựng bất kỳ lời đồn đãi vô căn cứ nào, nghe được mấy lời nói kia, sau đó nhìn lấy Phương Tú Mẫn nói, Phương Tú Mẫn, em nói vậy là có ý gì?
Chị à, có ý gì là có ý gì chứ, em có nói gì đâu. Phương Tú Mẫn bĩu môi cũng không cho là mình nói có gì không đúng. Em mới vừa nói cái gì chị đều nghe được. Lương Uyển Quân hô hấp có chút khó khăn, bà đã không thể nhịn được nữa rồi, dù sao Diệp Oản Oản cũng là con gái của bà, cho dù có chỗ nào không tốt, nhưng trên đời này làm gì có người mẹ nào có thể dễ dàng tha thứ cho người khác nói con trai cùng con gái mình không phải là người tốt cơ chứ. Mấy người bên kia nói vợ chồng bọn họ cái gì cũng được, Lương Uyển Quân đều có thể nhịn xuống nhưng duy nhất chỉ chuyện hạ nhục con gái của bà thì bà không thể nhẫn nhịn được. Chị, Tú Mẫn chính là người miệng thẳng tâm nhanh mà thôi. Thật ra thì cô ấy không có ác ý, mắt Lương Gia Hào thấy sắc mặt của Lương Uyển Quân không đúng, liền vội vàng giảng hòa. Bọn em, làm sao có thể như vậy được chứ? Lương Uyển Quân nhìn em trai mình đang một mực cố gắng giảng hòa, âm thanh khẽ run. Diệp Y Y ngồi ở một bên ánh mắt lạnh lùng nhìn Lương Uyển Quân cùng Phương Tú Mẫn đang tranh chấp, trên vẻ mặt đoan trang yêu nhã lại mơ hồ lộ ra một nụ cười. Nhà chúng tôi như thế nào? Bỗng nhiên! Lương Thi Hàm đang ngồi ở trước người Diệp Y Y đứng dậy nói, cô với dượng ăn của nhà ba tôi, ở cũng nhà ba tôi, mấy năm nay, nếu không phải là ba mẹ tôi có lòng tốt nuôi hai người thì hai người đã sớm lưu lạc nơi đầu đường góc chợ rồi. Con gái của mình có đức hạnh gì, tự trong lòng cô dượng chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? Diệp Oản Oản vốn chính là tiểu thái muội, dáng dấp xấu xí như vậy không học vấn lại không nghề nghiệp, chẳng lẽ không để cho người ta nói sao? Thi Hàm! Tại sao con lại nói chị Oản Oản của con như vậy được? Lương Gia Hào trợn mắt nhìn Lương Thi Hàm một cái. Ba, con nói không sai, huống chi, con cùng Oản Oản là đồng học, dựa vào cái gì không thể nói chứ? Chị ta nếu thật sự có bản lãnh thì để cho chị ta tới đem ba mẹ mình đón đi đi à, suốt ngày ăn uống tại nhà chúng ta vậy thì tính như thế nào đây? Chúng ta nuôi ba mẹ chị ta nhiều năm như vậy, ba xem mấy người nhà bọn họ có một chút ý tứ cảm ơn nào sao? Nhiều năm như vậy. Nếu không phải là bởi vì bọn họ thì ba và mẹ cũng sẽ không cãi nhau. Lương Thi Hàm không nhường nửa bước, trong lòng đối với một nhà Diệp Thiệu Đình sớm đã chán ghét tới cực điểm. Lương Gia Hào nhìn Lương Thi Hàm bên cạnh Diệp Y Y, đối với con gái bảo bối của mình quả thực có một chút bất đắc dĩ. Cuối cùng, Lương Gia Hào thở dài một tiếng không muốn nhiều lời nữa. Lương Uyển Quân đối mặt với chỉ trích của Lương Thi Hàm, chỉ có đau kiệt liệt nhắm lại hai mắt trong lòng đau đớn vô cùng. Diệp Mộ Phàm hai quả đấm nắm chặt nhìn mọi chuyện đang xảy ra trước mắt trong lòng đè nén đến cực hạn. Giờ phút này, khách khứa mấy bàn bên cạnh đưa ánh mắt khác thường nhìn về hướng bên này. Lương Thi Hàm nhìn về phía mấy người nhà Diệp Thiệu Đình trầm mặc xuống, cười lạnh nói, nếu như là ba mẹ của tôi chắc chắn sẽ không để mặc ba mẹ mình mà chẳng quan tâm gì như vậy đâu. Thi Hàm, vậy con sẽ làm thế nào? Phương Tú Mẫn giống như là cố ý hỏi lại. Khẳng định là sẽ cố gắng kiếm tiền. Cho ba mẹ mình một ngôi nhà cố định, dù như thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ không để cho ba mẹ mình ở trong nhà người khác mấy năm như vậy được, có nhà rồi sẽ không gây thêm phiền toái cho người khác được nữa. Lương Thi Hàm trả lời như đó là chuyện đương nhiên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 331, Thịnh Thế Chi Nhan. Ai, Phương Tú Mẫn ra vẻ vui mừng thở dài nói, nếu con gái của người nào đó giống như con hiểu chuyện thì tốt rồi, có thể trời sinh. Một vài người đem con gái của mình trở thành bảo bối chân quý mà nuôi dưỡng nhưng lại không có chút tự biết thân phận của mình như thế nào cả. Lương Uyển Quân bị mẹ con nhà này châm chọc làm cho hô hấp dồn dập. Chị, em cũng biết anh chị sống cũng không dễ dàng gì cả, nhưng mà gia đình em cũng thế thôi. Gia Hào mở công ty những đồng tiền kia kiếm được đều là tiền mồ hôi nước mắt cùng lao động cực nhọc làm ra. Nhà chúng em cũng không phải là đại phú đại quý, quả thực không nuôi nổi người rảnh rỗi à. Phương Tú Mẫn lạnh lùng mở miệng. Đông đảo tân khách ngồi xung quanh lúc này ánh mắt nhìn chăm chú qua chỗ bàn Diệp gia. Tuy biết Diệp Thiệu Đình mấy năm nay sa sút nhưng chưa từng nghĩ một nhà ba người này lại vô sỉ như vậy, đem gia sản của người khác thành nhà của mình, ở lại mấy năm, chẳng những không biết cảm ơn thậm chí không có ý muốn rời đi. Diệp Y Y nhìn tranh chấp đang diễn ra, đáy mắt thoáng qua một nụ cười, nhưng trên mặt là một mảnh ôn hòa, cô chậm rãi mở miệng. Dương mắt nhìn về phía Phương Tú Mẫn người mặt đang không vui cùng Lương Gia Hào một người mặt bất đắc dĩ nói. Cháu thay mặt cậu cùng mợ cả cũng là đại diện thay cho Oản Oản xin lỗi, hôm nay là sinh nhật của ông nội, nên lấy hòa khí làm chủ chớ quá động khí, nếu để cho ông nội biết được sợ là lại mất hứng mất. Nghe Diệp Y Y mở miệng, sắc mặt Phương Tú Mẫn tốt hơn thêm vài phần, lại kiêng kỵ bây giờ là thọ yến của Diệp Hồng Duy, cho nên không dám làm ầm ĩ quá mức, liền lắc đầu một cái, Y Y. Một nhà chúng ta sống cũng không dễ dàng gì,
mấy năm này, một nhà này hành hạ chúng ta cũng quá mức, cháu nói xem nào có người vô liêm sỉ như vậy, chính mình không có nhà nhưng ỷ lại lòng tốt của người khác đối với mình xem nhà người khác thành nhà của mình, kiên trì ở trong nhà không muốn rời đi, tự bản thân mình không tốt thì thôi nhưng lại còn muốn liên lụy đến những người bên cạnh nữa. Diệp Y Y trong lòng cười thầm, khóe mắt quét qua người một nhà Diệp Thiệu Đình nhưng trên mặt nhưng vẫn là vẻ mặt uyển chuyển cao nhã kia, khi Diệp Y Y muốn tiếp tục nói thì phía sau lại truyền tới thét một tiếng kinh hãi. Nghe tiếng thét mọi người liền hướng về phía bên trái quan sát. Một bóng người nóng bỏng chợt xuất hiện vào trong tầm mắt của mọi người. Một cô gái tuyệt sắc người mặc váy dạ hội màu lửa đỏ, chậm rãi đi vào, dưới ánh đèn ánh chiếu, gương mặt gần như hoàn mỹ không một tì vết, kinh diễm vạn vật, trong nháy mắt đưa tới thán phục cùng ghen tị của tất cả mọi người. Chỉ một cái nhăn mày một tiếng cười của cô gái này cũng đủ để làm cho tất cả mọi người tim đập thình thịch, một đôi mắt trong như tuyết cực kỳ linh động, tựa như ẩn chứa ngàn vì sao trên trời. Tuy là thân con gái hiểu điệu nhưng khí chất lại vô hình siêu phàm thoát tục, không giống như người ở trên nhân gian. Chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người đều bị một bóng người tươi đẹp kia hấp dẫn. Chuyện này, đây là người nào a? Dáng dấp cũng quá đẹp đẽ rồi. Người này trong giới giải trí sao? Không, không có khả năng, tôi cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy người nào như vậy cả. Ngoặc kép. Tướng mạo này, khí chất này, mới vừa rồi tôi còn cảm thấy dung mạo của Diệp Y Y đã rất xuất chúng rồi, không nghĩ tới vẫn còn có người vóc dáng còn tốt hơn nhiều. Cô gái này rốt cuộc có lai lịch gì a? Tại chỗ khách mới, vô luận là nam hay là nữ đều vô cùng sửng sốt. Thật là thịnh thế mỹ nhân mà. Mọi người trong lòng đầy vẻ nghi ngờ rối rít suy đoán người mới tới rốt cuộc là ai. Mấy người Diệp Y Y cũng chú ý tới cô gái tuyệt sắc kia. Ban đầu dung mạo của Diệp Y Y đã là một người đẹp nhất tối nay, nhưng không nghĩ tới khi cô gái kia xuất hiện lại có thể đè ép được vẻ đẹp của Diệp Y Y. Ánh mắt Diệp Y Y phức tạp nhìn chằm chằm cô gái dung mạo xuất chúng kia, nhìn cô gái kia từng bước ưu nhã mà từng bước một hướng về bàn bọn họ đi tới, chân mày không khỏi hơi nhíu lên, trong lòng không khỏi dâng lên một cổ dự cảm xấu. Chương 332, cô gái xấu Diệp Oản Oản. Lương Thi Hàm cũng nhìn cô gái có dung mạo tuyệt trần kia, không nghĩ tới lại có người so với Diệp Y Y dáng dấp còn tốt hơn nhiều, chẳng qua là trên mặt cô ta cũng không dám thể hiện ra mà thôi. Cô gái đó chậm rãi đi qua đám người, bóng người đi qua chỗ nào liền ngay chỗ đó phát ra một mảnh tiếng thán phục. Nhưng mọi người ở đây đều hiếu kỳ không biết cô gái này rốt cuộc có thân phận như thế nào, sau đó lại thấy cô gái đó trực tiếp đi tới một bàn nhà Diệp Thiệu Đình, chậm rãi đứng lại, đôi mắt đẹp đẽ hút hồn người kia lướt qua mọi người trên bàn, ánh mắt cuối cùng như ngừng lại trên người của Phương Tú Mẫn. Đôi môi đỏ mọng hơi hơi mở ra, thanh âm dễ nghe chợt bật thốt lên. Mợ lời nói là thật chứ? Mợ, Phương Tú Mẫn nhìn chằm chằm cô gái mới đến, trong mắt đầy vẻ hoảng hốt nghi ngờ, mỹ nữ này rốt cuộc là ai? Tại sao đang êm đẹp lại gọi bà là mợ? Không chỉ Phương Tú Mẫn cùng Lương Gia Hào mà gần như bốn phía tất cả khách mời đều vô cùng chấn động. Cô là... Phương Tú Mẫn nhìn lấy cô gái, lòng đầy nghi hoặc, không khỏi có chút chần chờ hỏi lại. Cô gái khẽ mỉm cười, khóe môi đỏ thắm nở một nụ cười, chậm rãi nói. Chỉ mới mấy ngày không gặp, mợ liền quên cháu rồi sao? Cháu là Diệp Oản Oản đây. Diệp Oản Oản, chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người đều bị lời của cô gái kia dao động. Đùa gì thế đây, người này, thịnh thế mỹ nhân này, lại là cô gái xấu nổi danh Diệp gia, Diệp Oản Oản sao? Những người đã từng thấy qua Diệp Oản Oản trước kia trong nháy mắt liền choáng váng. Ngày trước, Diệp Oản Oản đều là trang điểm thái quá, 10 phần xấu xí toàn bộ người đời đều căm ghét, nhưng không ai nghĩ tới xóa bỏ lớp trang điểm kinh dị kia đi lộ ra chân dung thật của Diệp Oản Oản lại là người xinh đẹp chấn động lòng người như thế. Hiệu quả chấn động này mang lại quả thực để cho mọi người ở đây đều mông lung. Tiền bối, người mới vừa rồi không phải nói, Diệp Oản Oản là một cô gái xấu à? Một nghệ sĩ nhỏ của giải trí Hoàng Thiên, từ trong kinh diễm kia phục hồi lại tinh thần. Lúc này nhìn về phía người thanh niên ở một bên, mặt lộ vẻ cổ quái hỏi. Chuyện này, người nghệ sĩ kia không chớp mắt nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, trong lúc nhất thời câm nín đứng tại chỗ, khóe miệng hơi hơi co lại. ICMN có thể dự đoán được, Diệp Oản Oản tẩy trang sẽ dễ nhìn như thế chứ? Lừa gạt, gạt người nha, đây là Diệp Oản Oản sao? Đây chính là người mà các ngươi nói, người yêu Cố Việt Trạch yêu đến chết đi sống lại nhưng lại bị Cố Việt Trạch ghét bỏ gái xấu Diệp ra sao? Một vị khách mời như bị chọc cười, lời đồn cũng chỉ là lời đồn mà thôi, vẫn nên tận mắt mình nhìn thấy mới có thể tin được nha.
Gái xấu Diệp gia, thật hết sức khôi hài mà. Với dung mạo này của Diệp Oản Oản, nếu so sánh sợ là ngay cả Diệp Y Y kia so với cô ấy còn kém đi mấy phần, nếu người như thế này mà gọi là xấu xí, thì những người trong giới giải trí kia, dù là nữ minh tinh nổi tiếng đi chăng nữa so với Diệp Oản Oản chẳng phải là vô cùng xấu xí sao? Giờ phút này, Cố Việt Trạch nhìn Diệp Oản Oản, thần sắc trong mắt hơi hơi hoảng sợ một chút, sau đó lại lộ ra vẻ khó tin kinh diễm, anh ta căn bản cũng không có nghĩ đến, cô gái xinh đẹp trước mắt này lại chính là người trang điểm kinh dị ngày đó Diệp Oản Oản. Nhưng khi khóe mắt Cố Việt Trạch quét qua Diệp Y Y, anh ta khẽ nhíu mày lại, lúc này mới thu lại đáy mắt chứa hình ảnh tươi đẹp kia, ra vẻ bình tĩnh ngồi ở chỗ đó. Oản Oản. Thấy Diệp Oản Oản bỗng nhiên xuất hiện, Lương Uyển Quân trong lúc nhất thời có chút không thể phục hồi tinh thần lại, cơ hồ không thể tin được cô gái trước mắt chính là con gái của mình. Mẹ, Diệp Oản Oản cố gắng ổn định tâm tình mình, khẽ mỉm cười, nhìn mặt mẹ mình đầy vẻ kinh ngạc cất tiếng nói làm cho mẹ mình yên tâm một chút. Lương Uyển Quân hơi sững sờ còn cho là mình nghe lầm, Diệp Oản Oản lại mở miệng gọi bà. Trên mặt Phương Tú Mẫn nhất thời một trận tái mét, đánh chết bà ta cũng không nghĩ ra tuyệt sắc mỹ nhân có dáng dấp đẹp như thế trước mắt này lại chính là gái xấu người trong miệng bà nhiều lần nhắc tới Diệp Oản Oản. Chương 333, cưu chiếm thước xảo sao. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn cực kỳ tinh xảo kia của Diệp Oản Oản rồi lại nhìn khuôn mặt con gái Lương Thi Hàm nhà mình. Sắc mặt của Phương Tú Mẫn nhất thời khó coi mấy phần. Nếu như Diệp Oản Oản là gái xấu vậy con gái của Phương Tú Mẫn tính là gì đây? Phương Tú Mẫn vẫn còn đang co giật khóe miệng, Diệp Oản Oản lại vào lúc này đem ánh mắt lần nữa đặt vào trên người của bà, cô khẽ nhếch môi, hai mắt hơi híp lại, cười như không cười nhìn lấy Phương Tú Mẫn nói. Mợ, lời nói mới vừa rồi của mợ, Oản Oản cho là rất có đạo lý. Phương Tú Mẫn hơi sững sờ. Trong lúc nhất thời không nhớ nổi chính mình mới vừa nói cái gì. Ngược lại Lương Thi Hàm từ trong khiếp sợ tỉnh hồn lại, khi nhìn gương mặt xinh đẹp vô song của Diệp Oản Oản đáy mắt trực tiếp hiện ra một vẻ ghen ghét. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Diệp Oản Oản lớn lên lại xinh đẹp như vậy? Cô ta là thứ gì vậy? Lương Thi Hàm nhớ tới Phương Tú Mẫn mới nói lúc này cười lạnh nói, Diệp Oản Oản, nếu đã như vậy sao cô còn không đem ba mẹ cô đón đi? Trước đây Phương Tú Mẫn vẫn luôn quở trách Diệp Oản Oản bỏ rơi ba mẹ mình, để cho ba mẹ mình ở tại nhà người khác. Diệp Oản Oản nếu cảm thấy muốn như vậy thì hãy để cho cô ta đưa ba mẹ mình đi luôn đi. Lương Thi Hàm hoàn toàn đắc ý nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, chờ Diệp Oản Oản đáp lại lời mình vừa nói ra. Dáng dấp đẹp mắt có ích lợi gì chứ? Còn không phải chỉ là một người không học vấn không nghề nghiệp bình hoa di động sao? Diệp Oản Oản cười nhẹ nhìn gương mặt Lương Thi Hàm đầy vẻ tiểu nhân đắc chí, đường cong nơi khóe miệng lặng lẽ sâu thêm, cô hơi ngoẹo đầu, cười nói, người muốn đem ba mẹ đón đi chẳng lẽ không phải là em họ sao? Lời nói của Diệp Oản Oản, quả thực làm cho Phương Tú Mẫn cùng Lương Thi Hàm ngây ngẩn. Diệp Oản Oản, cô nói cái gì? Ngay lập tức, Phương Tú Mẫn bỗng nhiên hét lên, chỉ tay vào mặt Diệp Oản Oản. Nụ cười trên mặt Diệp Oản Oản nhanh chóng thu lại. Trong mắt lộ ra một tia lạnh lùng, mợ, từ khi cậu và mợ kết hôn đã ở trong nhà của tôi rồi, bây giờ đã qua hơn 20 năm năm tháng, chắc mợ vẫn còn nhớ mà đúng không? Không đợi Phương Tú Mẫn cùng Lương Thi Hàm mở miệng, Diệp Oản Oản trực tiếp mở miệng nói, trong nhà cậu mợ trước đây tiền cũng không tính là quá thừa thãi, phòng ở cũng không lớn, sau khi mợ và cậu có em họ càng thêm chật chội, đó là nguyên nhân chính để tôi cùng anh trai có nhà lại không thể trở về, chỉ có thể sống ở bên ngoài. Mới vừa rồi em họ ý chí hào phóng nói, luôn miệng nói sẽ đem ba mẹ đón đi, không muốn gây phiền phức cho người khác, như thế thật tốt rồi tôi cùng với anh trai cũng có thể về nhà ở làm bạn với ba mẹ mình rồi. Diệp Oản Oản, cô đang nói bậy nói bạ cái gì đó. Phương Tú Mẫn trợn mắt nhìn Diệp Oản Oản nói, rõ ràng là ba mẹ cô ở trong nhà của chúng tôi, là bọn họ không phải tôi. Đối mặt với sự giận dữ của Phương Tú Mẫn, khóe miệng Diệp Oản Oản hơi hơi dương lên. Nở nụ cười tà mị mê hoặc người nhìn rồi nói, mợ, mợ tuổi tác đã cao cho nên sợ là đã quên, năm đó, thời điểm mợ cùng cậu của tôi kết hôn, hai người nghèo rất mùng tơi, không cần nói tới tiền chi mua phòng ốc ngay cả hôn lễ của hai người đều là do ba mẹ tôi một tay tổ chức, mà nhà ở hiện tại của hai người ban đầu là do ba tôi tự tay mua để cho mợ cùng cậu tạm thời ở thôi. Mà sau đó mợ cùng cậu không có ý tứ rời đi, ba mẹ tôi lại cũng không muốn nói nhiều. Dù sao cũng đều là thân thích cho nên ba mẹ tôi đương nhiên không muốn xua đuổi người thân của mình, dù hai cậu mợ đã đến đó ở hơn 20 năm gần nhưng tiền mướn phòng cũng không thu một đồng nào. Bất quá,
Tôi nghe em họ nói lời hùng hồn như thế, chắc là có ý muốn đón cậu mợ chuyển khỏi nhà tôi, nếu em họ thật sự có cốt khí như vậy tôi là chị họ tự nhiên rất vui vẻ yên tâm. Nói đến đây, Diệp Oản Oản có thâm ý khác nhìn về phía Lương Thi Hàm, ra vẻ nghi ngờ nói, chỉ là bất quá tôi thấy em họ, trước mắt dường như cũng không có năng lực này được, dù sao em họ cũng chỉ toàn ở trong nhà, chưa bao giờ rời khỏi nhà để ra ngoài, làm sao lại muốn nói đón ba mẹ ra ngoài sống cơ chứ? Sao cưu chiếm thước sào, tú hú chiếm tổ chim? Chương 334, đưa đồ ra ngoài. Diệp Oản Oản, cô. Phương Tú Mẫn cắn răng nghiến lợi, thần sắc âm trầm tới cực điểm, trái tim cấp tốc nhảy lên. Lúc trước bà cùng Lương Gia Hào kết hôn, quả thật một đồng tiền cũng không có, tất cả tiền chi tiêu cho hôn lễ đều là do Diệp Thiệu Đình thanh toán, nhưng Phương Tú Mẫn cũng không cảm thấy cái này có gì lạ, nếu đã đưa cho bọn họ mấy món đồ đó dĩ nhiên chính là của bọn họ rồi. Bà nằm mơ cũng không nghĩ tới Diệp Oản Oản sẽ ở ngay trước mặt mọi người đem toàn bộ mọi chuyện vạch trần ra. Ai, Diệp Oản Oản liếc mắt nhìn Phương Tú Mẫn đang giận dữ một cái, giống như bất đắc dĩ lắc đầu rồi hướng về Diệp Mộ Phàm nói, anh, mấy năm nay, thật là khổ cho chúng ta rồi, bây giờ mợ đã không nguyện ý dọn ra ngoài, chúng ta làm vãn bối, chỉ có thể tự thân khổ cực một chút, dù sao cũng không tiện đem cả nhà ba người bọn họ đuổi ra ngoài nha. Diệp Mộ Phàm kinh ngạc nhìn Diệp Oản Oản. Anh ta làm sao cũng không nghĩ tới em gái của mình hôm nay ngay trước mặt mọi người làm cho đám người Phương Tú Mẫn khó coi như vậy, trong lòng vạn phần thống khoái, mặc dù bất mãn đối với cô em gái này vẫn không cách nào quên được, nhưng giờ khắc này vẫn phối hợp yếu ớt mở miệng nói, chúng ta ra mặt dĩ nhiên là mỏng một chút. Diệp Oản Oản gật đầu, đúng vậy, không bằng tại sao người bên cạnh có thể như thổ phỉ chiếm đất làm vua, đem mình trở thành chủ nhân chân chính. Thậm chí còn muốn đuổi chủ nhân thật sự đi được chứ, anh xem em nói có đúng không? Có câu thành ngữ nói thế nào ý nhỉ? Diệp Mộ Phàm chống cằm suy nghĩ, cùng Diệp Oản Oản ngược lại khá ăn ý. Cưu chiếm thước sào, Diệp Oản Oản cười khẽ, ánh mắt như có như không rơi vào trên người đám người Phương Tú Mẫn. Cưu chiếm thước sào, tù hú chiếm tổ chim. Lương Gia Hào bởi vì mấy câu nói của Diệp Oản Oản sắc mặt xấu hổ đỏ lên nhưng không tìm ra một câu phản bác nào. Giờ phút này, một đám khách bộ dạng trố mắt nhìn nhau đầy kinh ngạc. Mới vừa rồi bọn họ nghe Lương Thi Hàm cùng Phương Tú Mẫn nói như vậy, cho nên bọn họ nghĩ là một nhà Diệp Thiệu Đình nương nhờ trong nhà Phương Tú Mẫn không chịu rời đi. Bây giờ xem ra sự thật dường như cũng không phải là như thế. Ngôi nhà mà Lương Gia Hào cùng Phương Tú Mẫn ở nguyên bản chính là nhà mà Diệp Thiệu Đình tặng cho. Chuyện này, nhà ở của Phương Tú Mẫn lại là do Diệp Thiệu Đình mua cho sao? Còn không nhìn ra nha, mới nãy Phương Tú Mẫn mới vừa nói, tôi còn tưởng rằng bọn họ ban cho gia đình Diệp Thiệu Đình một ân huệ lớn, nhưng với tình hình bây giờ thì thật ra mấy người Phương Tú Mẫn mới là người chiếm được lợi ích từ Diệp Thiệu Đình nha. Câu kia của Diệp Oản Oản tu hú sẵn tổ khách chiếm nhà chủ thật là không thể nào đúng hơn được nữa nha. Hưởng ân đức từ nhà Diệp Thiệu Đình bây giờ lại còn đối với chủ nhà châm chọc như thế, lại còn muốn để cho bọn họ rời khỏi, ra mặt dày thật nha, mấy người này cũng hiếm thấy trên đời. A, à, Lương Thi Hàm, còn nhỏ nhưng miệng lưỡi bén nhọn như vậy, không có một chút xíu gia giáo nào cả, tôi muốn nhìn một chút xem cô ta đón ba mẹ mình đi khỏi đó như thế nào. Đón ba mẹ đi sao? Không có nghe Diệp Oản Oản nói à, Lương Thi Hàm còn ở nhà chưa có đi làm đó, chuyện này e là khó nha. Diệp Oản Oản, cô nói ai là con riêng? Cô có phải là người có văn hóa hay không? Phương Tú Mẫn sắc mặt đỏ lên, ánh mắt âm độc hung ác. Mẹ! Thứ người như vậy làm gì có cái gọi là văn hóa, cũng không biết làm sao lại có thể gia nhập vào trường trung học Thanh Hòa, thành tích hàng năm đều là thứ nhất đếm ngược từ dưới lên toàn trường, sợ đã bị đuổi học rồi. Lương Thi Hàm nói. Diệp Oản Oản mỉm cười không nói lời nào, một lát sau mới mở miệng, dĩ nhiên là không bằng em họ có văn hóa, em họ bản lãnh như vậy, mong rằng sớm chút đem ba mẹ đón đi, cũng để cho chị cùng anh trai không có bản lãnh về nhà mình ở. Nghe những lời nói này. Diệp Mộ Phàm thân thể cứng đờ, liếc Diệp Oản Oản một cái. Tức cười, Lương Thi Hàm khịt mũi coi thường, đồ đã cho rồi còn có đạo lý lấy lại sao? Diệp Oản Oản, năm đó cũng không phải là chúng tôi xin ba mẹ cô nhà ở, mà là bọn họ chủ động đưa cho chúng tôi, hiện tại lại đưa những lời này ra cô là có ý gì đây? Âm thanh Phương Tú Mẫn đầy vẻ giận dữ nói. Chương 335, ba mẹ tôi ở không quen. Ngay sau đó, bốn phía khách mời một lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Chỉ sợ ra mặt dày đã không đủ để hình dung về hai mẹ con này rồi. Mợ ngược lại cũng không cần tức giận đâu,
Diệp Oản Oản khóe miệng mỉm cười, thật ra thì, bây giờ ba mẹ tôi tặng phòng ốc cho cậu mợ, phòng đó quả thực không lớn lắm, cho dù bây giờ nhà cậu mợ dọn đi thì đối với một nhà bốn người chúng tôi mà nói cũng hơi nhỏ một chút, như thế này đi tôi liền thay mặt ba mẹ đem nhà ở đó tặng cho cậu mợ nhé. Nói xong, Diệp Oản Oản nhìn về phía Diệp Thiệu Đình cùng Lương Uyển Quân, ba, mẹ, một nhà ba người của cậu vốn cũng không dễ sống, quả thật giờ đuổi bọn họ đi, chỉ sợ cũng không nhà để ở, nếu làm vậy lại để cho người ngoài nói chúng ta bạt bẽo không coi trọng tình thân. Trong tay Diệp Oản Oản chẳng biết lúc nào nắm một chuỗi chìa khóa. Cha, mẹ, Diệp Oản Oản đem chìa khóa, nhẹ khẽ đặt ở trong tay hai người, chìa khóa có màu tím thẫm, ước chỉ dài bằng một ngón tay, trên đó có dấu hiệu của Kim Đô Bích Hải. Nhà ở Kim Đô Bích Hải. Nhìn thấy chuỗi chìa khóa này, Phương Tú Mẫn cùng Lương Thi Hàm trong nháy mắt nhìn không chớp mắt được. Kim Đô Bích Hải chính là một trong những khu biệt thự sang trọng nhất đế đô, hiện nay, mặc dù có tiền cũng khó mua lấy được. Chuyện này, làm sao có thể? Phương Tú Mẫn mặt đầy vẻ không cách nào tin tưởng được, nhà ở của Diệp Thiệu Đình tại Kim Đô Bích Hải không phải đã sớm thế chấp cho tòa án rồi sao? Coi như căn nhà đó có thể chuộc về nhưng đó cũng là một khoản tiền trên trời, Diệp Oản Oản này có tài đức gì mà làm được chuyện đó chứ? Lương Uyển Quân ngơ ngác nhận lấy chìa khóa, cùng chồng chố mắt nhìn nhau, hồn cũng chưa tỉnh lại, trong con ngươi của Diệp Mộ Phàm cũng đầy vẻ kinh ngạc. Diệp Oản Oản một bộ tóc dài tùy ý phân tán sau lưng, ánh mắt quét qua một nhà Lương Thi Hàm, mang theo nụ cười như có như không, mở miệng nói, vì thế căn nhà kia cậu mợ vẫn nên giữ lại đi, tôi sợ ba mẹ tôi ở cũng không quen. Diệp Oản Oản nói bóng nói gió, dù mấy người nhà Lương Thi Hàm xem ngôi nhà kia là bảo bối nhưng căn bản cũng không xứng đáng cho ba mẹ của cô ở, cái nhà kia chẳng qua chỉ là bọn họ coi thường ném cho bọn họ mà thôi. Phương Tú Mẫn lúc này tức giận tới mức cắn răng nhưng nửa chữ đều không nói được. Mà giờ khắc này Diệp Thiệu Đình nhìn về phía Diệp Oản Oản, thần sắc tràn đầy phức tạp, người trước mắt dựa theo trí nhớ của ông chính là người con gái chuyên gây chuyện ầm ĩ với ông sao? Trong trí nhớ của Diệp Thiệu Đình hình ảnh cùng lời nói của con gái của ông trước kia và người ở hiện tại không cách nào hòa hợp với nhau được, ông thậm chí còn tưởng đây là hai người khác biệt, từ bộ dạng khí chất toàn thân hay cả hành động cùng lời nói thì cô gái trước mắt này không có chút nào giống với con gái ông trước kia. Diệp Oản Oản, cho dù cô có biệt thự ở Kim Đô Bích Hải thì như thế nào, ai biết được căn nhà kia cô dùng biện pháp nào lấy được. Cô dù sao tuổi còn nhỏ, không có làm việc đàng hoàng. Chưa tốt nghiệp xong trung học đã bị nhà trường đuổi rồi, bây giờ còn không phải là sâu mọt của xã hội sao? Lương Thi Hàm đứng dậy, chỉ vào Diệp Oản Oản cười lạnh rồi nói. Bà đã sớm nghe nói trường Thanh Hòa muốn đuổi học Diệp Oản Oản rồi, bà ta sao lại không biết được đứa nhóc này ở bên ngoài ăn chơi lêu lổng chứ? Diệp Oản Oản cũng không thèm nhìn Lương Thi Hàm một cái nào, ngay cả chút phản ứng đáp trả bình thường cũng không chút nào tồn tại. Thi Hàm, con sắp tiến vào đại truyền thông đế đô học. Sau khi tốt nghiệp chính là tinh anh là trụ cột xã hội, cho nên con không cần cùng loại người đã sớm lăn lộn trong chỗ không được sạch sẽ lắm của xã hội mà tranh luận đâu. Phương Tú Mẫn cười lạnh tiếp tục mở miệng. Đế đô truyền thông, trường đại học đỉnh cao sao? Các khách mời thần sắc kinh ngạc, không nhịn được quan sát Lương Thi Hàm thêm mấy lần. Ở độ tuổi này có thể thi đậu vào truyền thông đế đô, tiền đồ thật không thể đo lường. Rất nhiều nhà truyền thông danh ra muốn đi vào truyền thông đế đô để có được đào tạo chuyên sâu nhưng cũng không có cơ hội. Đại học truyền thông đế đô, được xưng là nơi thu nhận học sinh nghiêm khắc nhất trong các trường đại học ở đế đô, mỗi một ngành số lượng người học mặc dù không nhiều nhưng nếu có thể tốt nghiệp thành công đi ra ngoài thì người đó sẽ trở thành tinh anh trong giới truyền thông. Nghe người ta nghị luận, Phương Tú Mẫn trên mặt hiện lên vẻ ngạo mạn từ trên cao nhìn xuống nhìn lướt qua Diệp Oản Oản. Thi Hàm, đi! Chúng ta đi đến chúc thọ cho ông nội con đi. Nghĩ đến chuyện con gái mình thi đậu đế truyền, Phương Tú Mẫn nhất thời khôi phục lại sự cao ngạo trong mình, đứng dậy mang theo Lương Thi Hàm hướng phía chủ tọa đi tới. Sau đó Lương Thi Hàm cùng Phương Tú Mẫn đến, chủ tọa là một ông lão đem ánh mắt rời tới trên người hai người. Ông nội, chúc ông Tùng Linh Trường Tuế Nguyệt, bà Đào Phủng Nhật Tam Thiên Tuế. Lương Thi Hàm nhìn về phía Diệp Hồng Duy nhu thuận cười nói. Diệp Hồng Duy ngồi đó vô cùng trầm ổn, mặt mũi tuy có chút ít già nua nhưng lại mang theo vẻ uy nghiêm không phải ai cũng có được. Chương 336, cháu gái này của ông thật khó lường. Sau một hồi, Diệp Hồng Duy gật đầu một cái, coi như là tỏ ý. Thi Hàm, Phương Tú Mẫn chỉ vào một người khách tóc bạc đeo kính bên cạnh Diệp Hồng Duy nói, người này chính là giáo sư ở đế đô truyền thông,
giáo sư Lý nhà con nhanh chào hỏi đi. Không lâu sau nữa Lương Thi Hàm sẽ nhập học ở Đại học Truyền thông Đế Đô, Lương Tú Mẫn dĩ nhiên là muốn nhân cơ hội này giúp con mình có thể làm quen được với giáo sư Lý Nhạc, dù sao thì chuyện này lợi nhiều hơn hại mà. Giáo sư Lý, ngài khỏe ạ? Âm thanh vui vẻ của Lương Thi Hàm truyền ra. Nghe xong Lý Nhạc khẽ mỉm cười nói, Lương Thi Hàm đúng không, tên các học sinh đậu kỳ thi lần này, tôi cơ hồ đều biết, với độ tuổi này của cháu, có thể thi vào Truyền thông Đế Đô, vô cùng không tệ, sau khi vào đó phải cố gắng nhiều hơn nữa nhé. Cảm ơn giáo sư Lý khen ngợi, Thi Hàm nhất định sẽ cố gắng. Lương Thi Hàm nhu thuận gật đầu. Phương Tú Mẫn mới vừa muốn mở miệng, sau lưng lại truyền tới một đạo ôn nhu. Ông nội, chúc ông sinh nhật vui vẻ. Diệp Oản Oản một thân trang phục dạ hội, giở tay nhấc chân đều là ưu nhã bất phàm. Nhìn thấy Diệp Oản Oản, chân mày Diệp Hồng Duy trong nháy mắt nhíu lại. Đối với người cháu gái này, Diệp Hồng Duy gần như không có bất kỳ ấn tượng tốt nào, từ đầu đến cuối nhất là vài năm gần đây, Diệp Oản Oản xông vào nhà cũ Diệp gia đại náo qua vài lần, qua mỗi lần như vậy, cũng đủ để cho ấn tượng của Diệp Hồng Duy đối với cô cháu gái này thấp hơn một phần, hiện nay ông đã không còn muốn gặp lại cô cháu gái này nữa rồi. Diệp Hồng Duy trong âm thanh lộ ra vẻ lãnh đạm rõ ràng. Biết được thái độ của lão gia tử đối với Diệp Oản Oản, Lương Thi Hàm không có chút nào khó hiểu, liếc nhìn Diệp Oản Oản một cái rồi nói, tôi và mẹ còn có chút việc cùng ông nội và giáo sư Lý Nhạc bàn bạc, xin cô hãy rời đi trước một lát. Còn không đợi Diệp Oản Oản nói chuyện, giáo sư Lý Nhạc chợt đứng dậy, híp hai mắt, đầu ngón tay vuốt ve gọng kính, cẩn thận quan sát Diệp Oản Oản. Cháu tốt nghiệp trường nào? Giáo sư Lý Nhạc mở miệng hỏi. Lý lão gia tử, nhắc tới cũng sợ làm trò cười cho ngài, Diệp Oản Oản chưa học xong chương trình trong trường trung học thì đã bị nhà trường đuổi rồi, vì vậy cháu nó vẫn chưa tốt nghiệp. Phương Tú Mẫn liếc Diệp Oản Oản một cái, không đợi Diệp Oản Oản trả lời liền cười lạnh nói. Diệp Oản Oản, ngay lập tức, sắc mặt của giáo sư Lý Nhạc sững sờ, đáy mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc nói, cháu là học sinh Thanh Hòa sao? Thấy giáo sư Lý Nhạc có loại thần thái như vậy, sắc mặt Diệp Hồng Duy có chút khó coi, một bàn này đều là khách nhân trọng yếu của ông, chẳng lẽ vì Diệp Oản Oản mà ông mất hết mặt mũi sao? Nhưng sao giáo sư Lý Nhạc lại có phản ứng như vậy, ông cũng hơi tò mò nha. Nghĩ đến đây, Diệp Hồng Duy nhìn về phía Diệp Oản Oản thần sắc lạnh như băng thêm mấy phần. Diệp Oản Oản nhìn về phía giáo sư Lý Nhạc, khẽ gật đầu nói, vâng đúng vậy ạ. Hèn chi tôi nhìn thấy cháu quen mắt như thế. Giáo sư Lý Nhạc thần sắc hơi có chút kích động, ánh mắt hiện lên một tia nóng. Giáo sư Lý Nhạc nhìn về phía Diệp Hồng Duy gương mặt đang đầy vẻ lạnh lùng, ánh mắt lộ ra một chút hưng phấn nói. Diệp lão đầu, cháu gái bảo bối này của ông thật sự khó lường nha. Nghe giáo sư Lý Nhạc nói mấy câu đó, mọi người ở đây đều sững sờ có chút không rõ vì sao. Hai mẹ con Phương Tú Mẫn cùng Lương Thi Hàm trố mắt nhìn nhau cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Diệp Hồng Duy cũng sững sờ ngay sau đó nghi ngờ mà mở miệng hỏi lại, ông nói cái này là có ý gì? Chương 337, tranh đoạt học sinh. Ha ha ha, Diệp lão đầu, ông chẳng lẽ còn không biết chuyện gì sao? Giáo sư Lý Nhạc bật cười, giơ ngón tay chỉ vào Diệp Oản Oản rồi nói, người cháu gái này của ông thật khó lường nha, vốn là môn văn khoa thi vào trường đại học lần này cực kỳ khó nhưng trong số tân sinh viên lần này, Oản Oản đứng vị trí số 1 toàn trường, à quên, thật ra thì trong tất cả các ngành đều không người nào vượt qua được Oản Oản, Truyền thông Đế Đô chúng tôi. Vì cháu gái ông thiếu chút nữa cùng các trường đại học Đế Đô khác tranh nhau đến bể đầu chảy máu, thật may là Oản Oản cuối cùng lại lựa chọn Truyền thông Đế Đô. Trước đây tôi còn nghĩ là nhà nào có phúc lớn như vậy, có thể bồi dưỡng ra một người nổi bật xuất chúng như thế, không nghĩ tới đó lại nhà ông nha. Tôi nói này Diệp lão đầu, ông thật đúng là đem cháu gái bảo bối này che giấu bảo vệ đủ sâu nha, trước kia chỉ nghe ông nhắc tới lại không nghĩ rằng ông lúc không ai để ý còn bồi dưỡng được một người lợi hại như Diệp Oản Oản, tôi thật sự là quá phục ông rồi. Giáo sư Lý Nhạc càng nói càng hưng phấn, ánh mắt không ngừng nhìn về phía Diệp Oản Oản, đáy mắt lộ ra vẻ tán thưởng không che giấu chút nào. Giáo sư Lý quá khen rồi, cháu chẳng qua là gặp may mà thôi. Diệp Oản Oản khẽ mỉm cười, tự nhiên hào phóng đáp lại làm cho người nghe cảm thấy rất là khéo léo. Oản Oản, năm đó tôi nếu có cái vận khí này của cháu, chỉ sợ hiện tại hết sức vui mừng cùng khoa trương đến mức không biết chính mình họ gì tên gì rồi, cháu nha đầu này, ngược lại giữ được bình tĩnh. Giáo sư Lý Nhạc cười lắc đầu, càng ngày càng thích cô gái có vẻ trầm tĩnh lạnh lùng nhưng luôn cư xử đúng mực này rồi. Oản Oản,
việc cháu làm có chỗ không đúng rồi. Bỗng nhiên, trên bàn chủ tọa một ông lão khác đứng dậy, liếc mắt nhìn Lý Nhạc một cái có chút không vui nói. Ông lão này mặc âu phục màu trắng, thần thái sáng láng, một thân phú quý. Ông lão ở trước mắt, mọi người ở đây tất cả không ai xa lạ gì, người này là thành viên ban giám đốc trường đại học lớn nhất Đế Đô Chu Thanh Cương. Oản Oản, ban đầu đại học Đế Đô vì cháu đã cam kết cùng đảm bảo rất nhiều quyền lợi có thể cung cấp cho cháu trong thời gian còn học tại trường, thế mà cuối cùng cháu vẫn là lựa chọn đại học truyền thông Đế Đô, thật là làm tổn thương lòng chúng tôi mà, trường chúng tôi thật tâm thật ý muốn mời cháu nhập học. Điều kiện của trường chúng tôi không hề kém một chút nào so với đại học truyền thông Đế Đô nha. Chu Thanh Cương ngoại trừ thở dài thì chỉ còn lại sự tiếc nuối, một mầm non tốt như vậy hoàn toàn không thể đoạt lấy được từ trong tay truyền thông Đế Đô. Sớm biết Diệp Oản Oản này là cháu gái của Diệp Hồng Duy, ông nhất định tới đàm phán trước với Diệp lão để cướp người rồi. Chu Thanh Cương à, nói gì thì nói, Oản Oản cũng đã chọn trường của tôi rồi, ông cũng đừng ở đó nói nhiều nữa. Chờ đến khi tựu trường, Oản Oản chính là sinh viên đại học trường truyền thông Đế Đô rồi, ông a, dẹp ngay ý niệm này đi. Giáo sư Lý Nhạc cười nói. Vậy cũng chưa chắc, chuyện này không hoàn toàn xác định được, Oản Oản cũng chỉ là mới có ý định mà thôi, nói không chừng, cuối cùng vẫn sẽ chọn đại học Đế Đô nha. Chu Thanh Cương không phục, nói xong vẫn không quên nhìn Diệp Oản Oản một cái, tỏ thái độ chính mình luôn coi trọng cô. Giờ phút này, hai nhân vật đức cao vọng trọng cấp viện sĩ ở Đế Đô lại giống như đứa nhỏ tranh đoạt Diệp Oản Oản trước mặt bao nhiêu người. Một màn này, làm cho tất cả khách mời lâm vào yên lặng, phảng phất như cả thế giới chỉ còn lại âm thanh của Chu Thanh Cương cùng Lý Nhạc. Hai mẹ con Lương Thi Hàm cùng Phương Tú Mẫn lòng bàn chân như mọc rễ vậy, hoàn toàn đờ đẫn đứng yên tại chỗ, trong đầu, một trận nổ vang biến tất cả những ảo tưởng của mình thành trống không. Diệp Oản Oản trong miệng hai người bọn họ là người không học vấn không nghề nghiệp, sâu mọt của xã hội. Thế mà cô ta lại được hai nhân vật đức cao vọng trọng từ Đại học Truyền thông Đế Đô cùng Đại học Đế Đô cướp đoạt. Trước kia, Lương Thi Hàm cùng Phương Tú Mẫn không phải nói Diệp Oản Oản chưa tốt nghiệp trung học sao, còn bị đuổi nữa đó. Ai nói không phải đâu, tôi cho là hai người họ nói là sự thật nhưng không nghĩ tới a, chuyện này có chút khó hiểu. Tôi thấy Diệp Oản Oản nãy giờ thậm chí cũng không phản bác qua một câu nào cả, chả lẽ mọi chuyện là đúng sao? Chương 338, cháu nghe lời ông nội. Ha ha, Oản Oản cần phản bác lại sao, với tư thế này hoàn toàn đã đem mẹ con Phương Tú Mẫn coi thành người diễn hề rồi, ngay cả mở miệng phản ứng lại lời của hai người họ cũng không có kìa. Đây mới là nữ thần nha. Diệp Thiệu Đình cùng Lương Uyển Quân nhìn về phía hai người đang bởi vì Oản Oản mà cãi vã không nghỉ Lý Nhạc và Chu Thanh Cương, họ cảm thấy như mình đang ở trong ảo mộng, hết thảy đều không chân thật. Bọn họ căn bản không có cách đem những chuyện này cùng với hình ảnh người con gái luôn làm cho bọn họ vỡ nát tâm tình liên hệ với nhau. Diệp lão đầu, ông khuyên nhủ cháu gái bảo bối kia của ông đi, để cho cháu ông tới học ở Đại học Đế Đô của tôi đi, chất lượng tiêu chuẩn dạy học của trường tôi trong lòng ông tất nhiên hiểu rõ mà. Chu Thanh Cương nhìn về phía Diệp Hồng Duy, trực tiếp rời mục tiêu ông muốn ra tay từ phía của Diệp Hồng Duy. Diệp Hồng Duy trong nháy mắt trở thành tiêu điểm trên bàn chủ tọa. Chuyện này, Diệp Hồng Duy hơi sững sờ, ánh mắt phức tạp nhìn về phía người không màng hơn thua kia Diệp Oản Oản, mới vừa rồi đoạn đối thoại giữa hai người Chu Thanh Cương và Lý Nhạc quả thực để cho ông không thể tưởng tượng được. Diệp Oản Oản thành tích tại kỳ thi vừa rồi lại có thể kinh người như thế, điều này thật sự đã vượt xa dự liệu của tất cả mọi người. Diệp lão đầu, ông cũng đừng làm chuyện xấu như vậy, nếu không tôi với ông liền tuyệt giao ngay lập tức. Lý Nhạc trong nháy mắt không vui, vội mở miệng nói. Ông rất sợ bị Chu Thanh Cương giữa đường cướp người của ông nha. Oản Oản, ý muốn của cháu là đến truyền thông Đế Đô đúng không? Cháu không cần để cho người khác dụ dỗ đâu. Lý Nhạc vẫn không quên hướng về Diệp Oản Oản dặn dò. Đang đứng ở một bên, Diệp Oản Oản bị hai người này huyên náo làm cho cô cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Ánh mắt của cô chợt đối diện với ánh mắt phức tạp của Diệp Hồng Duy. Ngay sau đó, khóe miệng của cô dương lên một nụ cười, bước chân nhẹ nhàng chậm chạp đi tới trước người Diệp Hồng Duy. Ôn nhu nói, cháu nghe lời ông nội, ông chọn trường cho cháu đi. Nghe lời ông nội. Các khách mời ngồi ở đây còn tưởng rằng mình đang nghe nhầm, ai nấy cũng đều tự hỏi lại trong lòng. Trước đây đã nghe người khác nói qua Diệp Oản Oản cùng với lão gia tử Diệp gia như nước với lửa, từng ba phen mấy lần đi tới nhà cũ Diệp gia đại náo không nghỉ. Nhưng giờ phút này Diệp Oản Oản lại đứng trước mặt Diệp Hồng Duy, hoàn toàn thể hiện là một bộ dạng cháu gái ngoan ngoãn, không có chút mảy may ân oán ghi hận nào. Tối nay,
từng cái tin đồn nhảm không hay có liên quan tới Diệp Oản Oản tất cả từng cái một đều bị Diệp Oản Oản đánh bay, hoàn toàn làm thay đổi cái nhìn của người khác về mình. Không cần nói đến khách mới, ngay cả Diệp Thiệu Đình cùng Lương Uyển Quân cũng có chút khó tin. Đây thật sự là người con gái đã qua vài năm chưa từng thăm bọn họ rồi tuyên bố cùng với Diệp gia không đội trời chung đây sao? Về phần ánh mắt của Diệp Mộ Phàm cũng không sai biệt lắm giống như đang gặp quỷ. Phương Tú Mẫn cùng Lương Thi Hàm trong đầu một mảnh trống rỗng, từng tin tức một liên tiếp đập ầm ầm vào trong đầu bọn họ, trực tiếp đưa sự cao ngạo cùng tự mãn trước đây đánh tan tành, bọn họ không biết mình trở lại chỗ ngồi của mình như thế nào, thậm chí ngay cả một câu nói đều không dám mở miệng nói, bọn họ hận không thể có cách nào làm cho tất cả mọi người quên đi sự hiện hữu của mình, nếu có cái hố trước mặt bọn họ chắc chắn không hề do dự mà nhảy xuống ngay. Ngồi ở ghế chủ tọa lão gia tử Diệp Hồng Duy lần nữa quan sát người cháu gái trước mặt trong lòng không biết nghĩ cái gì. Diệp lão đầu, đây thật sự là cháu gái bảo bối của ông nha, ngay cả chuyện muốn đi học trường đại học nào đều cũng nghe lời ông, Chu Thanh Cương rất là bất đắc dĩ nói. Diệp lão đầu ông nói gì đi chứ? Giáo sư Lý Nhạc vội vàng nói. Nghe tiếng, Diệp Hồng Duy trầm tư trong chốc lát, một đôi con ngươi tràn ngập cơ trí cùng uy nghiêm hơi hơi có tự hào vui vẻ. Ánh mắt nhìn qua Diệp Oản Oản đang nở nụ cười trúng chím, sau đó ông thu hồi ánh mắt, âm thanh trầm ổn có lực chậm rãi nói ra, dù sao thì ý muốn của cháu tôi cũng là truyền thông đế đô, vậy liền cứ để như thế đi. Ông, Diệp lão đầu này, hy vọng duy nhất của Chu Thanh Cương lại lần nữa biến mất, một mặt oán niệm nói. Ha 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 ha, Diệp lão đầu vẫn là đau lòng cho cháu gái mình nha, hơn nữa còn biết rõ thực lực của truyền thông đế đô nha. Lý Nhạc Ý cười đầy mặt. Đối với lời nói của Diệp Hồng Duy hết sức hài lòng. Chương 339, ai là ông nội của hai người? Phía xa xa, Diệp Thiệu Đình một mực yên lặng không nói lời nào, chân mày nhẹ nhàng nhíu lên, nhìn Diệp Oản Oản như biến thành người khác trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Con gái trong ấn tượng của ông chắc chắn sẽ không hiểu chuyện nhu thuận như thế, hơn nữa đối với Diệp gia gần như là có hận ý ngập trời. Diệp Thiệu Đình đang hoài nghi. Mục đích thật sự của Diệp Oản Oản lần này tới tham gia thọ yến của ba ông là gì, có phải chỉ muốn chúc thọ đơn giản như vậy hay không? Hay là có mục đích khác, muốn phá hủy buổi yến thọ này để cho Diệp gia bị lăng nhục sao? Diệp Thiệu Đình cũng không muốn nghĩ xấu cho con gái của mình như thế, nhưng đã nhiều năm nhìn thấy tình cảnh như vậy rồi, ông thật sự có chút mệt mỏi. Trong lúc vô tình, Diệp Oản Oản bắt được ánh mắt nghi ngờ của ba mình Diệp Thiệu Đình trong lòng không khỏi có chút cô đơn. Kiếp trước. Hành động của mình quả thực quá mức, cùng với Diệp gia như nước với lửa cô chưa bao giờ muốn tha thứ cho ba mẹ mình, cô luôn coi họ là kẻ thù. Ở kiếp trước, sinh nhật của ông nội, cô cũng có mặt nhưng lại làm trò trước mặt đông đảo khách mời, quấy nhiễu buổi thọ yến đó làm không ai được yên, để cho ba mẹ và toàn bộ Diệp gia mất hết mặt mũi, thậm chí ông nội tức giận đến mức bệnh tim tái phát phải nhập viện hết nửa tháng mới khôi phục lại được. Nghĩ đến đây, Diệp Oản Oản thu hồi tầm mắt, lần nữa đến gần Diệp Hồng Duy. Càng thân mật thêm vài phần, mà Diệp Hồng Duy lại không có cự tuyệt Diệp Oản Oản thân cận mình, trên mặt hàn quang cũng thu lại chút ít. Giờ phút này, thọ yến đã qua vài giờ rồi, khách mời cũng lần lượt đi tới vị trí chủ tọa chúc thọ hơn nữa còn đi kèm với quà tặng nữa. Quà tặng mà khách hàng mang đến phần lớn chỉ như một loại hình thức mà thôi, trong mắt người đã trải qua không biết bao nhiêu là khó khăn như Diệp lão thì mấy món quà đó cũng không có ý nghĩa hay giá trị gì nhiều. Ông chỉ quét mắt nhìn một chút, do mấy vật đó cũng không có gì mới lạ. Một lát sau, Lương Gia Hào cùng Phương Tú Mẫn một nhà tiến lên, trong tay Lương Thi Hàm cầm lấy một khối nghiên mực có giá trị không nhỏ, đi tới trước mặt Diệp Hồng Duy, hết sức khôn khéo nói, ông nội, cháu biết ông thích viết chữ vẽ tranh, cho nên đây là nghiên mực mà ba cùng mẹ cháu tìm kiếm thật lâu mới chuẩn bị được cho ông, cháu hy vọng ông nội sẽ thích. Cái nghiên mực này là Phương Tú Mẫn phí không ít tâm tư mới có thể lấy được, bà hy vọng trong thọ yến của Diệp Hồng Duy có thể làm cho ông hài lòng, mới vừa rồi bởi vì chuyện liên quan đến Diệp Oản Oản cho nên mặt mũi của Phương Tú Mẫn vẫn luôn kìm nén sự giận dữ, bây giờ chỉ mong cái nghiên mực này có thể được lão nhân gia yêu thích, từ đó mới kéo lại được chút thể diện của mình. Ánh mắt của Diệp Hồng Duy quét qua nghiên mực kia, hơi khẽ gật đầu một cái để cho người đem nghiên mực để ở một bên. Diệp Hồng Duy tuy là không có đặc biệt tỏ vẻ gì, nhưng cái động tác khẽ gật đầu kia cũng đã là một loại công nhận, điều này làm cho Phương Tú Mẫn cùng Lương Thi Hàm không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó ánh mắt của Lương Thi Hàm liếc nhìn đến hai tay trống trơn của Diệp Oản Oản nói, tại sao hôm nay là sinh nhật của ông nội mà chị ngay cả quà tặng cũng không có chuẩn bị là sao? À, Thi Hàm, sau này con cũng đừng học thói xấu của một vài người nha,
người nào đó chỉ ra vẻ hiếu thảo bên ngoài, lại còn cố ra vẻ ta đây, đến sinh nhật của ông nội mình mà cũng chỉ mang miệng đến thôi. Phương Tú Mẫn mới mất mặt trước mặt Diệp Oản Oản, bây giờ đương nhiên sẽ không bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào để có thể dè bỉu chê bai Diệp Oản Oản. Ông nội. Diệp Oản Oản nhìn tiết mục người tung người hứng giữa Phương Tú Mẫn và Lương Thi Hàm, khóe miệng hơi hơi giơ lên, hiện lên một nụ cười lạnh, ai là ông nội của hai người chứ? Tiếng nói của Diệp Oản Oản hạ xuống, một số khách mời phản ứng khá nhanh, nghe xong tất cả đều nhất thời bật cười. Nụ cười trên mặt Lương Thi Hàm cũng trong nháy mắt đọng lại tại khóe miệng. Diệp Oản Oản ý trong lời nói đã rất rõ ràng, mấy người một nhà Phương Tú Mẫn không có một người nào mang họ Diệp, nhưng Lương Thi Hàm mở miệng một tiếng ông nội, hai tiếng ông nội, lại gọi thân thiết như vậy, cẩn thận nghĩ đến quả thực làm người ta có chút buồn nôn. Cô, Phương Tú Mẫn nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hai vị, tốt nhất nên quản lý chặt con gái của mình, đừng để con mình ăn nói không có suy nghĩ thấy sang bắt quàng làm họ. Diệp gia chúng tôi không có muốn nhận người không có huyết thống làm người thân đâu. Nói xong, Diệp Oản Oản xoay người rời đi, không thèm để ý đến phản ứng của hai mẹ con Phương Tú Mẫn. Chương 340, sân nhà cô. Diệp Oản Oản nói xong mấy câu đó, trong nháy mắt để cho mọi người hiểu được cô mới là cháu gái ruột của Diệp Hồng Duy, cô mới là người chân chính mang trong người dòng máu của Diệp gia. Nơi này là sân nhà của cô. Lúc Phương Tú Mẫn cùng Lương Thi nghe xong câu nói mang vẻ hời hợt kia của Diệp Oản Oản thì những hành động cùng lời nói trước giờ của hai người bọn họ hoàn toàn trở thành trò cười. Giờ phút này, sắc mặt hai mẹ con vô cùng khó coi, đối mặt khách mời đang nhỏ giọng bàn luận, vẻ mặt hoàn toàn đỏ lên không dám tiếp tục nói nhiều nữa. Tiết mục tặng quà vẫn tiếp tục diễn ra, do Phương Tú Mẫn cùng Lương Thi Hàm nói tới cho nên mọi người cũng hết sức tò mò không biết Diệp Oản Oản chuẩn bị lễ vật gì. Ngay cả vị trí chủ tọa Diệp Hồng Duy cũng chỉ thỉnh thoảng mới nhìn về phía của Diệp Oản Oản, ra vẻ cũng không quan tâm quá nhiều về món quà của cô. Đối với điều này trong lòng Diệp Oản Oản lại có chút ít bất đắc dĩ. Bây giờ cô là một người nghèo chỉ có hai tay trắng, cũng không có tiền dư thừa dư để chuẩn bị lễ vật quý trọng, cho nên cô chỉ có thể hao tốn một chút tâm tư tại đến thị trường đồ cổ mua chút ít Phật châu, rồi tự tay sâu thành một chuỗi vòng tay, cô biết mình chỉ có tâm ý thôi, quà tặng lại không có chút nào quý trọng. Sau khi một vị khách mời mang quà tặng ra, Diệp Oản Oản tiến lên mấy bước, nhìn Diệp Hồng Duy, ôn nhu mở miệng nói, ông nội, Oản Oản cũng chuẩn bị cho ông một món quà nhỏ, cháu hy vọng ông sẽ thích. Được, cháu mang lên đây. Diệp Hồng Duy hơi khẽ gật đầu. Nhưng còn chưa đợi Diệp Oản Oản đem Phật Châu được cô chuẩn bị lấy ra, quản gia Hoàng Minh Khôn từ bên ngoài đi tới bên trong phòng yến hội, trong tay cầm một cái hộp quà tinh xảo. Lão thái gia, đây là lễ vật mà Oản Oản tiểu thư chuẩn bị cho ngài. Lúc nãy bị đánh rơi ở bên ngoài nhưng may sao tôi lại nhặt được cho nên mang đến đây cho ngài thưởng thức. Hoàng Minh Khôn khi nói chuyện trong mắt hiện ra một tia đắc ý. Thấy vậy, thần sắc Diệp Oản Oản hơi đổi. Cái hộp quà này là do cô cố ý để ở bên ngoài trang viên, chính là sợ bị hiểu lầm cho nên cô mời không mang vào trong phòng yến hội. Bên trong hộp quà chính là món quà kỳ quái mà cô dùng 100 đồng mua lại từ Nhiếp Vô Danh. Diệp Oản Oản quan sát tỉ mỉ, hộp quà rõ ràng đã bị người khác động tới. Hiển nhiên đó là Hoàng Minh Khôn, có thể ông ta phát hiện ra món quà liền mở ra xem, sau đó phát hiện ra đồ ở bên trong liền cố ý mang vào trong hội trường, hẳn là ông ta có ý đồ hãm hại cô a. Hôm nay chính là sinh nhật của Diệp Hồng Duy ông nội cô, đây là ngày vui, ông nội cô vô cùng tin tưởng vận số, nếu như hôm nay phát hiện ra trong những món quà tặng cho mình có một vật phẩm kỳ lạ, vậy thì... Diệp Oản Oản trong lòng hiện lên một tia lãnh ý. Tên Hoàng Minh Khôn này đối với Diệp Y Y thật đúng là quá mức trung thành, đến lúc này cũng không quên ngáng chân cô. Nhưng hộp quà tặng cũng đã được đưa tới trong tay Diệp Hồng Duy cho nên Diệp Oản Oản muốn ngăn cản dĩ nhiên cũng không kịp nữa rồi. Diệp Oản Oản tặng cái gì vậy a? Chắc là đồ tốt nha. Không biết, cảm giác rất nặng nha. Diệp Oản Oản là cháu gái của Diệp Hồng Duy, cho nên món quà mà cô ấy tặng đương nhiên hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Thêm nữa tối nay Diệp Oản Oản mang đến cho bọn họ không ít kinh hỉ, mọi người đều không khỏi suy đoán lần này lễ vật Diệp Oản Oản mang tới sẽ có điểm đặc biệt cỡ nào. Ngay sau đó, Diệp Hồng Duy đưa hai tay ra đem hộp quà từ từ mở ra. Nhưng khi hộp quà được mở ra một giây kế tiếp, trong phòng yến hội bỗng nhiên vang lên một trận tiếng hít hơi, sắc mặt của mọi người đột nhiên đại biến. Diệp Thiệu Đình cùng Lương Uyển Quân khi nhìn rõ đồ vật chứa bên trong hộp quà kia là gì toàn thân cứng ngắc, mặt xám như cho tàn. Mọi người chỉ thấy ở trong hộp quà nhìn như tuyệt đẹp đó, đang lẳng lặng có một chiếc đầu lâu,
chiếc đầu lâu không biết của mãnh thú lớn cỏ nào hơi lộ ra vẻ dữ tợn, dưới ánh đèn rực rỡ lại phá lệ lộ ra vẻ nhức mắt. Tất cả mọi người đều tại thời khắc này âm thanh đều biến mất, ánh mắt của mọi người đều đồng loạt tập trung ở trên người của Diệp Hồng Duy. Ngay sau đó, con người Diệp Hồng Duy đột nhiên co rụt lại, hít thở mấy hơi, giận tới toàn thân phát run, ông bất ngờ ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh như băng, như lưỡi dao nhìn về phía Diệp Oản Oản. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 341, điểm xấu lễ mừng thọ. Diệp Oản Oản, cô quả thật là hỗn láo mà. Ngay lập tức, âm thanh chói tai của Phương Tú Mẫn vang lên. Sinh nhật của ông nội mà cô lại đưa đến đồ vật đáng sợ như vậy, cô rốt cuộc là có ý gì đây, đúng là ác độc mà. Lương Thi Hàm vừa nhìn thấy món quà mà Diệp Oản Oản đưa tới, lúc này đứng dậy, tức giận chỉ vào mặt Diệp Oản Oản mắng. Một đám ông lão ngồi ở vị trí chủ tọa, thậm chí hai người Lý Nhạc cùng Chu Thanh Cương chân mày cũng nhíu lại, có chút khó tin nhìn về phía Diệp Oản Oản. Tối nay là sinh nhật ông nội của cô, Diệp Oản Oản làm sao lại dám đưa đến thứ đồ vật không có ý nghĩa may mắn như thế được. Không cần nói đến đây là ngày vui của Diệp Hồng Duy, cho dù là ngày bình thường, cũng tuyệt đối không thể đưa cái này cho trưởng bối, ở buổi tiệc như thế này lại dùng vật này để chúc thọ rõ ràng là muốn đòi mạng người nhìn mà. Cảm nhận được ánh mắt lạnh như băng của Diệp Hồng Duy, Diệp Oản Oản hơi nhíu mày, trong lòng chợt trầm xuống. Ông nội, đây cũng không phải là quà tặng con chuẩn bị cho lễ mừng thọ của ông. Diệp Oản Oản, Hoàng quản gia nói vật này là do cô đưa đến, dù sao cô đã dám đưa đến nhưng lại không dám thừa nhận, không nghĩ tới cô cư nhiên là người ác độc như thế. Cô dù sao trong thân thể cũng chảy huyết mạch của Diệp gia, làm sao có thể làm ra chuyện xúc sinh cũng không bằng như thế. Cô rốt cuộc muốn làm gì đây? Phương Tú Mẫn căn bản không cho Diệp Oản Oản cơ hội phản bác, bà ta không kịp chờ đợi muốn thừa cơ hãm hại hạ thấp danh tiếng của Diệp Oản Oản. Ngồi trên chỗ chủ tọa, gần như tất cả ánh mắt của mấy ông lão đều rơi ở trên người Diệp Oản Oản, chỉ có một vị học giả tuổi chừng 80 dùng ánh mắt của mình đặt trên cốt chế phẩm, bất ngờ lộ ra vẻ nghi hoặc muốn xem xét đồ vật đó. Trong phòng khách, đông đảo khách mời nhìn cốt chế phẩm trước mắt Diệp Hồng Duy, trong mắt đều nổi lên vẻ cổ quái cùng ánh mắt quỷ dị. Lễ vật của Diệp Oản Oản quả thực làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Hai mẹ con Lương Thi Hàm cùng Phương Tú Mẫn chỉ trích cùng mắng chửi nhưng Diệp Oản Oản thân là người trong cuộc lại không có động tĩnh gì, trên khuôn mặt tinh xảo chỉ có vẻ bình tĩnh. Cô cũng không ngờ tới đồ mà mình không muốn đưa ra sẽ bị quản gia Hoàng Minh Khôn mang lên. Diệp Oản Oản đem tâm trạng mình ổn định lại, thầm nghĩ đối sách. Diệp Hồng Duy cả người lạnh lẽo như băng ngàn năm, trong mắt hàn quang kinh người, người gặp không rét mà run. Trên chủ tọa, khách mời do Diệp Hồng Duy tự mình chiêu đãi một đám các ông lão trố mắt nhìn nhau. Bên kia, Diệp Thiệu Đình cùng Lương Uyển Quân lại yên tĩnh như cái cọc gỗ, bởi vì hành động này của Diệp Oản Oản, buổi thọ yến này của lão gia tử sợ rằng đã không cách nào thu lại được nữa rồi. Lấy kính lúp tới đây. Bỗng nhiên, một ông lão híp mắt lại cất tiếng nói nhất thời phá vỡ yên tĩnh. Mặc dù không biết ông lão có dụng ý gì nhưng vẫn có người lấy kính lúp tới đưa cho ông ta. Nhận lấy kính lúp, ông lão không kịp đợi hướng về cốt chế phẩm tiếp tục quan sát. Hành động này của ông đủ để khách mời ở đây không cách nào hiểu được. Chuyện này, ông lão xuyên qua kính lúp, trong miệng thỉnh thoảng truyền tới tiếng nghi ngờ cùng tiếng thán phục. Diệp Hồng Duy cùng một đám ông lão đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Qua chốc lát sau, ông lão kia đứng dậy, dứt khoát đem cốt chế phẩm ở trước người Diệp Hồng Duy nâng lên, đặt ở trước mắt mình. Đại tuyệt tác, ông lão trong miệng không biết nhỏ giọng lầm bầm cái gì, ánh mắt sáng lên. Diệp lão đầu, tôi muốn thương lượng với ông chuyện này, ông lão nhìn về phía Diệp Hồng Duy, bỗng nhiên mở miệng nói. Nghe vậy Diệp Hồng Duy thần sắc không hiểu tiếp tục nghe xem có chuyện gì xảy ra. Ông đem vật này cho tôi đi, nói đến đây, ông lão nhất thời lắc đầu, không không, tôi dùng, Long Chi Quật Khởi, đổi với ông, như thế nào có được không? Theo lời ông lão vừa nói ra, toàn bộ trong phòng tiệc lại lần nữa lâm vào yên lặng. Nhưng mà sau sự yên lặng ngắn ngủi liền truyền tới từng trận kinh ngạc. Long Chi Quật Khởi, chẳng phải đó chính là một trong những tác phẩm điêu khắc nổi tiếng và quý giá nhất của Đại sư Âu Dương Dục. Chính xác đúng là như vậy rồi. Kia chính là do Âu Dương Dục tự mình nghiên cứu chế tạo ra mà. Chương 342, đó là đại bảo bối. Long Chi Quật Khởi là món đồ mà Âu Dương Đại Sư vô cùng đắc ý trong gần 2 năm mới làm ra được, sao lại? Tất cả các khách mời ở đây đều ngẩn ra một chút, món quà mà Diệp Oản Oản thật sự đưa tới,
đến tột cùng là vật gì, mà Âu Dương Dục Đại Sư thậm chí không tiếc lấy, Long Chi quật khởi, để đổi. Không cần đề cập đến khách mời, ngay cả Diệp Hồng Duy mặt cũng đầy vẻ không hiểu. Ha ha, Diệp lão đầu, lần trước ông không phải nói là vô cùng tán thưởng món đồ, Long Chi quật khởi của tôi sao, đến chúng ta cùng đổi đi. Ánh mắt Âu Dương Dục nóng bỏng đầy ham muốn, tuy ông đang nói chuyện với Diệp Hồng Duy nhưng cặp mắt vẫn chưa từng rời khỏi cốt chế phẩm đó, ánh mắt vẫn phảng phất ẩn chứa vạn phần nóng bỏng. Diệp Oản Oản vẫn đang suy nghĩ phương pháp ứng phó với ông nội mình nhưng khi nhìn thấy Âu Dương Dục cư xử như vậy, mặt cô liền mờ mịt không hiểu chuyện gì cả. Ách, cô là ai, cô đang ở đâu, chuyện gì đang xảy ra vậy? Đại sư Âu Dương Dục dùng Long Chi quật khởi, đổi lấy món đồ cổ mà cô dùng 100 đồng mua được trên phố đồ cổ, dù cô cũng không biết cái đó là cái quỷ gì. Diệp lão đầu, chúng ta liền quyết định như vậy đi, món đồ này tôi mang đi, ngày mai tôi sẽ cho người đem Long Chi quật khởi mang tới nhà cho ông. Âu Dương Dục đem cốt chế phẩm ôm vào trong người mình, bộ dáng không nguyện ý muốn trả lại. Diệp Hồng Duy thân là chủ nhân Diệp gia, thấy Âu Dương Dục cực kỳ để ý đến món đồ đó, ông liền biết đây là cực phẩm có 102 rồi. Vì vậy cực kỳ khôn khéo lập tức mở miệng nói, ông đưa lại cho tôi đi. Sao, không phải là ông ghét bỏ cái vật không hên này sao? Âu Dương Dục nhất thời có chút không vui nói. Tạm thời không ghét bỏ nữa. Diệp Hồng Duy mặt không chút thay đổi nói. Ông sao có thể như vậy được? Nếu một Long Chi quật khởi không đủ thì tôi lại đưa thêm cho ông một cái, khổng tước Đông Nam Phi, ông đổi cho tôi đi. Âu Dương Dục cắn răng nói. Khổng tước Đông Nam Phi. Mấy người ngồi trên bàn tiệc gần chỗ chủ tọa nhất thời nổi lên tiếng kinh ngạc. Khổng tước Đông Nam Phi là tác phẩm năm xưa của Âu Dương Dục, mặc dù không nổi tiếng bằng Long Chi quật khởi, nhưng cũng là vật bất phàm. Diệp lão đầu, ngàn vạn lần chớ cùng ông ta đổi nha, tôi thấy Âu Dương Dục lão tử này từ trước tới giờ chưa bao giờ chịu làm ăn lỗ vốn lấy phần thua thiệt về mình đâu, ông nên cân nhắc cho kỹ càng nhé. Giáo sư Lý Nhạc là người đầu tiên phục hồi tinh thần lại, vội vàng nhắc nhở. Tôi không đổi, âm thanh có lực của Diệp Hồng Duy phát ra. Nghe xong, Âu Dương Dục mặt đầy thất vọng, vô cùng không tình nguyện đem cốt chế phẩm trả lại cho Diệp Hồng Duy, ánh mắt vẫn đầy lưu luyến không muốn rời đi. Thấy Âu Dương Dục cực kỳ không tình nguyện đem cốt chế phẩm trả lại cho Diệp Hồng Duy, mấy ông lão ngồi ở bàn chủ tọa tất cả đều tò mò quan sát cốt chế phẩm. Chỉ tiếc, bọn họ quả thực không nhìn ra ở đây có điều kỳ bí gì cả. Tuy Diệp Hồng Duy kiến thức sâu rộng nhưng cũng đồng dạng giống những người kia không nhìn ra được điểm đặc biệt gì từ món đồ này. Diệp lão đầu, cháu gái này của ông cũng thật là hiếu thuận nha, cái lễ vật mừng thọ này chính là tác phẩm nổi tiếng A. Âu Dương Dục không nhịn được mở miệng nói. Giờ phút này, Diệp Oản Oản trong lòng có chút chột dạ, vị đại sư điêu khắc này chẳng lẽ mắt mờ cho nên nhìn lầm rồi, đồ cô chỉ tốn có 100 đồng để mua sao lại có thể trở thành vật có danh tiếng được. Âu Dương lão đầu. Vật Oản Oản đưa rốt cuộc là cái gì vậy, tôi không nhìn ra được có điểm gì hay ho ở vật này cả. Chu Thanh Cương hiếu kỳ hỏi thăm. Nghe vậy ánh mắt của Diệp Hồng Duy cũng nhìn qua Âu Dương Dục, ông cũng muốn biết được điều mà mình đang thắc mắc. Âu Dương Dục châm một điếu thuốc, hút sâu vài hơi rồi nói, thủ pháp chế tác đồ này có một loại trình độ chuyên nghiệp cao, có thể nói là tuyệt nhất, lấy loại thủ pháp này luyện đồ, cộng thêm lõi nguyên liệu cực kỳ cao quý, với ngụ ý phi phàm. Đây là món đồ mà thợ thủ công thời kỳ đầu chế tạo ra thời cổ đại Rome, là vật được sử dụng trong vương phủ của đế vương duy trì khí vận, đặt ở trong nhà có thể đẩy lui được tai họa. Âu Dương Dục cũng đồng dạng hơi nghi hoặc một chút, chỉ bất quá tôi lại không nhìn ra được khí vận mà món đồ này đem lại, nhưng chỉ cần dựa vào bản lĩnh chế tạo, tuyệt đối đây không phải là đồ giả, đối với tôi mà nói đây thật sự là đại bảo bối. Ồ, Âu Dương Dục nói xong, Diệp Hồng Duy một câu cũng không thốt nên lời. Toàn bộ lời nói đều lọt vào trong tai, không nhịn được quan sát tỉ mỉ thêm mấy cái nữa. Trong mắt ông ấn tượng về vật xui xẻo cùng vẻ chán ghét mới đầu xuất hiện gần như đã tiêu tan, bây giờ bị kinh hỉ thay thế toàn bộ. Càng quan sát kỹ Diệp Hồng Duy càng phát hiện ra cái cốt chế phẩm này tạo cho người nhìn cảm giác vô cùng khí phách. Nghe xong mấy câu nói của Âu Dương Dục, hai mẹ con Lương Thi Hàm cùng Phương Tú Mẫn suýt chút nữa kinh ngạc đến mức rớt cả cằm. Bọn họ vốn cho là đồ vật Diệp Oản Oản đưa tới vô cùng xui xẻo nhưng chưa từng nghĩ tới đồ vật như vậy trong miệng Âu Dương Dục lại là bảo bối. Mắt thấy Lương Thi Hàm cùng Phương Tú Mẫn còn muốn mở miệng nói chuyện, Lương Gia Hào nhất thời tức giận trợn mắt một cái, tối nay vứt hết mặt mũi trước bao nhiêu người như vậy vợ con của ông còn chê ít sao. Đi về thôi. Lương Gia Hào hung hăng chừng mắt nhìn về phía Phương Tú Mẫn bất mãn nói.
mắt thấy Lương Gia Hào người chưa bao giờ nổi giận lần đầu tiên lại có lửa giận lớn như vậy, hai mẹ con trong lòng chột dạ, không nói một lời chỉ có thể theo sau lưng cùng Lương Gia Hào rời đi. Chương 343, vị cao nhân nào? Âu Dương Dục vẫn nhìn chủ bữa tiệc Diệp Hồng Duy tỏ vẻ vẫn chưa từ bỏ ý định, mở miệng nói, Diệp lão đầu, ông có đổi hay không, nói một câu cho tôi biết đi a. Diệp Hồng Duy yên lặng trong chốc lát, sau đó mở miệng nói, đó cũng không phải quà tặng của tôi, làm sao tôi có thể cùng ông trao đổi được. Mới vừa rồi Oản Oản đã nói qua, tác phẩm nghệ thuật này không phải là do cô đưa tới. Diệp Oản Oản nghe vậy, ánh mắt hơi đổi, đến gần Diệp Hồng Duy, âm thanh mềm mại mà mở miệng nói, ông nội, tác phẩm nghệ thuật này, mặc dù không phải là con đưa tới nhưng đó là món quà cha con tặng cho ông nội nha. Vậy sao? Diệp Hồng Duy nhìn về phía Diệp Thiệu Đình cách đó không xa. Giờ phút này, Diệp Thiệu Đình hơi sững sờ, ông lúc nào thì chuẩn bị món quà này cơ chứ? Ba. Ngay sau đó, Diệp Oản Oản nhanh chóng tiến lên, một cánh tay khoác ở trên tay của Diệp Thiệu Đình, thuận thế đem Diệp Thiệu Đình đưa tới trước mặt Diệp Hồng Duy. Ông nội, đây là vật mà cha con hao tốn gần như thời gian nửa năm, đi theo một vị cao nhân tìm mọi cách thuyết phục để có được món đồ này trong tay. Diệp Oản Oản nói. Vị cao nhân nào làm ra món đồ này vậy? Diệp Hồng Duy hỏi. Ông nội, vị cao nhân kia sớm đã thoái ẩn, cho nên không chịu tiết lộ tên họ. Diệp Oản Oản sợ cha cô không biết đáp lại như thế nào, chỉ có thể tiếp tục bịa chuyện. Đối với những lời nói như vậy Diệp Hồng Duy cũng không muốn suy nghĩ nhiều, dù sao, đồ vật đó thực sự quý giá, điểm này đã được Âu Dương Dục chứng thật. Thiệu Đình, đây thật sự là quà tặng mà con chuẩn bị cho ba sao. Tối nay, Diệp Hồng Duy lần đầu tiên mắt nhìn thẳng hướng vào con trai lớn đã một lần để cho ông hết sức thất vọng này. Chuyện này, Diệp Thiệu Đình nhìn về phía Diệp Oản Oản ở bên cạnh mình, theo bản năng không muốn thừa nhận nhưng bởi vì ánh mắt con gái một mực thúc giục, cuối cùng mới gật đầu một cái nói, đúng vậy ba, hy vọng ba có thể thích món quà nhỏ này. Thân sắc của Diệp Hồng Duy hiếm thấy hòa hoãn mấy phần nói, hiếm khi thấy con có phần tâm ý lớn như thế này. Diệp Hồng Duy nói xong, liếc Âu Dương Dục một cái, chợt đứng dậy, đem cốt chế phẩm theo trong tay Âu Dương Dục cầm trở lại. Nếu đã là đồ tặng đưa cho ông tự nhiên có thể quyết định được nó nên đi hay ở đâu rồi. Nếu như vậy không trao đổi thì cho tôi nghiên cứu cũng không được sao. Âu Dương Dục nhất thời có chút bất mãn. Diệp Hồng Duy cũng không phản ứng lại, đem cốt chế phẩm để ở một bên, lại nói, Thiệu Đình, vật này được gọi là gì? Cốt chế phẩm có trình độ chân quý như vậy, có thể vượt qua được, Long Chi Quật Khởi, của Âu Dương Dục cho nên Diệp Hồng Duy muốn biết được kỳ danh của nó. Diệp Thiệu Đình đương nhiên không có cách nào trả lời được, Diệp Oản Oản lập tức nghiêm mặt nói, ông nội, người bạn kia của ba từng nói, vật này vô danh, chờ người hữu duyên đến ban tên, không bằng ông nội giúp ba con cũng như vị cao nhân kia đặt một cái tên đi, có được không ạ? Như vậy phải không? Diệp Hồng Duy quan sát tỉ mỉ, trầm tư chốc lát, vậy, liền kêu là Trấn Tả đi, như thế có được không? Ngoặc kép. Diệp Hồng Duy đối với cái cốt chế phẩm này hết sức hài lòng cũng tự mình đặt tên. Âu Dương Dục một bên vuốt ve râu, bất đắc dĩ hừ một tiếng, Trấn Tả cũng còn chưa xứng với giá trị thật của vật này. Nghe vậy, mọi người cũng đều rối rít lên tiếng phụ họa khen ngợi. Hoàng Minh Khôn thấy việc mình làm không chỉ không có thể làm xấu mặt Diệp Oản Oản ngược lại để cho cô ta càng nổi bật hơn, sắc mặt xa sầm lại, bản thân còn muốn nói thêm mấy lời nữa, nhưng thấy được trong đám người Diệp Y Y âm thầm dùng ánh mắt ra hiệu cho mình, mới không cam lòng mà yên lặng lui xuống. Chương 344, một nhà đoàn tụ. Sau đó, Diệp Oản Oản cùng cha mình Diệp Thiệu Đình cũng quay trở về chỗ ngồi. Chỗ ngồi của bọn họ ở trong góc phòng cho nên trừ mấy người một nhà bọn họ ra không có người nào khác. Từng người ngồi vào chỗ của mình, toàn bộ đều trầm mặc lại. Diệp Oản Oản ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Diệp Mộ Phàm, đối mặt với ba mẹ, nếu vừa rồi Diệp Oản Oản có bộ dạng oán hận người nhà của cậu mình phách lối, hay sự đối đáp tự nhiên trước mặt ông nội cùng với mọi người đầy vẻ thành thạo thì giờ phút này tất cả đều hóa thành vẻ luống cuống cùng mờ mịt, hoàn toàn không biết nên mở miệng nói chuyện như thế nào. Diệp Mộ Phàm vẫn một mực vùi đầu uống rượu, ánh mắt Diệp Thiệu Đình phức tạp trầm mặc, ánh mắt Lương Uyển Quân một mực rơi vào trên người con gái mình, vẻ đứng ngồi không yên, vô số vấn đề muốn hỏi, vô số lời muốn nói, tưởng tượng tới thái độ hiểu lầm của con gái đối với bọn họ, muốn nói nhưng lại thôi, cho nên trong lúc nhất thời càng không biết nên dùng cách như thế nào để hỏi han người con gái từng sống chung với bọn họ. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút giằng co. Diệp Oản Oản nhéo ngón tay để ở bên người một cái,
vài lần muốn mở miệng ra nói chuyện nhưng lời đã đến khóe miệng đều nuốt trở vào trong. Rõ ràng trước khi tới đây cô đã vô số lần nghĩ đến thời điểm nhìn thấy người thân nhất của mình nên nói cái gì, nên làm cái gì, nhưng vào lúc này trong đầu cô lại là một mảnh mù mịt. Cô nên nói cái gì bây giờ? Con thật sự xin lỗi ba mẹ sao? Trước kia khi cô đã làm những chuyện vô cùng đốn mạt cho nên coi như cô có nói 1000 hay 10000 lần lời xin lỗi cũng vô dụng. Cô phí hết tâm tư làm nhiều chuyện như vậy, cô liều mạng học tập, nhưng cho đến lúc này, cô lại phát hiện ra mấy chuyện đó không dùng được, căn bản là không có một chút tác dụng nào. Khi nhìn thấy mặt mũi già nua tiều tụy của ba mẹ, nhìn thấy ba mẹ mình bị một nhà cậu mợ ngay trước mọi người nhục nhã, nội tâm áy náy cùng tự trách lan tràn, cô lại càng không có cách nào đối mặt với bọn họ. Con, Diệp Oản Oản há miệng, giọng nói có vẻ uất ức nghẹn ngào dị thường. Đến cuối cùng, vẫn là Lương Uyển Quân nhìn thấy bộ dáng khó chịu của con gái mình, quả thực không nhịn được nữa, cũng không để ý đến con gái mình có khả năng bài xích cùng chán ghét đối với mình hay không, dựa vào bản năng của người mẹ đưa tay ra vuốt ve nhẹ nhàng trên tóc con gái mình một cái, đáy mắt tràn đầy thương tiếc nói, Oản Oản gầy đi rồi, con ở bên ngoài khẳng định chịu khổ nhiều rồi đúng không? Ngoặc kép, nghe được câu này, Diệp Oản Oản đầu tiên là ngẩn người ra, ngay sau đó nước mắt nhất thời lăn xuống, xịch một tiếng cả người nằm trên mặt bàn. Giọt nước mắt này của Diệp Oản Oản tựa như là một cái công tắc, lập tức đã phá vỡ sự yên lặng lúc này. Lương Uyển Quân cũng bất chấp mọi thứ, vội vàng vượt qua chồng cùng con trai đi tới trước mặt con gái nói, Oản Oản, tại sao con lại khóc? Có phải là ở bên ngoài chịu ủy khuất và bị người khác khi dễ hay không? Không chỉ có Lương Uyển Quân, ngay cả Diệp Thiệu Đình người nãy giờ không nói lời nào từ đầu đến cuối chỉ có vẻ trầm mặc cũng gấp gáp cả lên. Trên mặt lộ ra thần sắc hốt hoảng, bảo bối thế nào nhanh nói cho ba ba nghe đi. Có phải là có người khi dễ con hay không? Nước mắt Diệp Oản Oản thoáng cái chảy càng nhiều hơn. Trước kia cô đối đãi với ba mẹ mình như vậy, làm nhiều chuyện quá phận như thế, cho nên cô vẫn đang lo lắng bọn họ có thể mãi mãi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho mình hay không. Nếu như ba mẹ cô thực sự không bao giờ nữa tha thứ cô nữa, vậy thì cô nên làm cái gì đây? Nhưng là... Không có, những chuyện mà cô lo lắng tất cả cũng không có phát sinh. Chỉ bởi vì một giọt nước mắt của cô, ba mẹ cô liền không có chút nào do dự, vẫn trước sau như một quan tâm cô, yêu chiều cô. Mẹ, Diệp Oản Oản thoáng cái nhào tới trong ngực của Lương Uyển Quân, thật xin lỗi, con không nên đối xử với mẹ cùng ba như vậy, không nên nói những lời gây tổn thương trái tim hai người, con biết lỗi rồi, ba mẹ không cần giận con nữa. Ba mẹ đừng có không muốn con trở về có được hay không. Đột nhiên bị con gái chủ động ôm, rồi nghe những lời này của con gái mình, Lương Uyển Quân mặt không cách nào tin tưởng được, nước mắt cũng thoáng cái chảy xuống, đứa nhỏ ngốc, ba mẹ làm sao có thể sẽ giận con được chứ, con là con gái cưng của ba mẹ mà. Chương 345, lần này đổi lại để con bảo vệ mọi người. Hốc mắt của Diệp Thiệu Đình cũng có chút phím hồng, tựa như đang muốn che giấu cảm xúc của mình. Diệp Mộ Phàm nhìn cô em gái giống như biến thành một người khác. Sắc mặt phức tạp trầm mặc, nhưng đáy mắt vẫn như cũ có sự nghi ngờ rõ ràng. Diệp Oản Oản nhìn về phía hướng ba mình, ba ba, thật xin lỗi, con đã biết sai rồi, đều là con hại ba, ba là vì bảo vệ cho con nên mới trở thành người như vậy, một nhà chúng ta bị như vậy là do con làm hại. Nghe được Diệp Oản Oản nói những lời này, Diệp Thiệu Đình trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, giảm thấp thanh âm nói, con làm sao biết chuyện này? Là ai nói cho con biết? Diệp Oản Oản hít mũi một cái. Suy nghĩ một chút, giống như không có cách nào giải thích được nguyên nhân cô làm sao mà biết được chuyện ba cô luôn muốn giấu giếm, vì vậy, nghiêng đầu hướng về Diệp Mộ Phàm ngồi ở một bên nhìn lại, sau đó mở miệng nói anh trai, là anh trai nói cho con biết. Đẩy hết cho anh trai cô có thể là biện pháp tốt để xử lý tình huống này nha. Đang vùi đầu uống rượu Diệp Mộ Phàm nghe nói như vậy, nhất thời mặt đầy vẻ không hiểu, sau đó còn chưa kịp phản ứng liền bị cha mình vỗ vào sau lưng một cái tiểu tử thúi kia. Không phải là ba đã nói với con tuyệt đối không thể nói cho em gái của con biết sao? Không phải là con nói, con làm sao có thể nói những lời đó với em con được? Không phải là con nói vậy con nói cho ba nghe một chút xem em gái con làm sao mà biết được? Diệp Thiệu Đình hiển nhiên không tin lời anh trai cô, hỏi lại. Lương Uyển Quân cũng một mặt trách cứ nói, Mộ Phàm con cũng quá hồ đồ rồi. Vạn nhất Oản Oản xảy ra chuyện gì không may thì sao? Ngoặc kép. Diệp Mộ Phàm tức giận trừng mắt nhìn về phía Diệp Oản Oản, thật sự không phải là con nói mà. Nhà đầu này đang nói láo. Diệp Oản Oản chôn ở trong ngực của mẹ mình, nháy mắt một cái,
yếu ớt nói, con không có nói láo, là anh trai nói láo. Nha đầu thúi, cô còn dám nói láo nữa sao? Diệp Mộ Phàm lại bị ba mình đánh cha liền nóng nảy hét lên. Tại sao ba mẹ nhất định muốn tin cô ta chứ không muốn tin con chứ? Diệp Mộ Phàm giận đến gần chết, một mực la hét khẳng định người tiết lộ thông tin không phải là anh ta, nhưng cha mẹ anh ta không có một chút nào muốn tin anh ta cả. Bị nháo như vậy làm cho bầu không khí một nhà bốn người của Oản Oản dung hòa đi không ít. Diệp Oản Oản vì sao lại có sự thay đổi lớn như vậy, dường như anh ta cũng không giải thích được. Cùng lúc đó, Lương Uyển Quân cùng Diệp Thiệu Đình càng lo âu nhiều hơn, sợ con gái mình bị kích thích quá lớn, tinh thần không tiếp thụ nổi. Diệp Oản Oản đương nhiên nhìn thấu sự lo âu của cha mẹ mình, lên tiếng an ủi nói, ba, mẹ, hai người đừng lo lắng, con rất khỏe, thời điểm vừa mới bắt đầu biết đến chuyện này, quả thật con rất khó chịu, nhưng con biết, khó chịu cùng bi thương cũng không có một chút tác dụng nào, cho nên con phải nghiêm túc học tập trở thành người có thể làm cho ba mẹ kiêu ngạo. Cố gắng làm việc để cho ba mẹ không cần lo cơm áo gạo tiền nữa. Đây là lỗi của con nên tự mình gánh vác, con sẽ đem tất cả những thứ mà Diệp gia chúng ta nên có đoạt lại hết thảy. Diệp Mộ Phàm nghe vậy không nhịn được hướng về phía cô nhìn thêm một cái. Nếu như lúc trước, anh ta nhất định sẽ đối với mấy lời nói này khịt mũi coi thường, nhưng bây giờ em gái của anh quả thật đã thi đậu truyền thông đế đô, còn lấy được thành tích hạng nhất, thái độ hôm nay cũng biến đổi lớn. Làm anh cũng có chút tin tưởng chẳng qua là trong quá khứ việc mà em anh đã từng làm quá nhiều để cho anh không cách nào tùy tiện tin tưởng được nữa. Lương Uyển Quân cùng Diệp Thiệu Đình nhìn thấy con gái mình dường như trong một đêm đã lớn lên, cảm động cũng có nhưng nhiều hơn chính là thương tiếc. Một người phải trải qua bao nhiêu chuyện đau thấu tim gan mới có thể có biến đổi lớn như vậy được. Diệp Thiệu Đình thở dài nói, Oản Oản, không phải lỗi của con đâu, là lỗi của ba, ba chính là người không có bảo vệ tốt cho con. Lương Uyển Quân yêu thương Oản Oản không dứt mà nói tiếp, Oản Oản, con không cần khổ cực như vậy, ba mẹ sống như thế nào không quan trọng, ba mẹ chỉ cần con có thể sống hạnh phúc là được rồi. Diệp Oản Oản lau khô nước mắt, ánh đèn phản chiếu vào ánh mắt của cô như sao sáng nói, ba, mẹ, hai người đừng luôn coi con là tiểu hài tử chưa lớn nữa, con đã trưởng thành rồi, cho nên con có thể bảo vệ được hai người. Nghe xong lời nói của Diệp Oản Oản, hai vợ chồng Diệp Thiệu Đình hốc mắt lại là lần nửa phím hồng. Chương 346, kinh động toàn bộ lễ mừng thọ. Diệp Mộ Phàm tựa hồ có hơi uống say, trong con ngươi tràn đầy vẻ trào phúng, thấp giọng giễu cợt nói, a, bảo vệ, chỉ bằng cô sao, cô muốn làm sao bảo vệ, nhà chúng ta đều xong cả rồi, cũng sớm đã xong rồi, cái gì cũng đều xong rồi. Bọn họ bây giờ mất đi tất cả rồi, lấy cơ sở nào có thể cùng với chú hai anh ta đấu đây, lấy cái gì để đi đoạt lại hết thảy những thứ đã mất được. A, thật là ngây thơ. Bởi vì lời nói của Diệp Mộ Phàm, bầu không khí trên bàn cơm lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Đúng lúc này, tại chỗ ngồi chủ tọa đột nhiên truyền tới một hồi âm thanh thán phục. Lập tức, tất cả khách mời đều hướng nhìn về chỗ chủ tọa. Hai người Diệp Y Y cùng Cố Việt Trạch, lấy ra một bộ thư họa, rồi đem bộ thư họa kia mở ra. Nội dung trên thư họa truyền lại khí tức theo phong cách cổ xưa nào đó, phảng phất đem thế nhân dẫn vào trong tranh, thể nghiệm cái thời đại sơn thủy hùng vĩ kia. Diệp Hồng Duy nhìn chằm chằm bức thư họa hồi lâu, trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc. Trên chỗ ngồi chủ tọa, một vài ông lão đam mê chữ viết tranh vẽ, vội vàng đứng lên, đi tới bên cạnh Diệp Hồng Duy, sau một phen quan sát tỉ mỉ trong miệng truyền ra tiếng thán phục. Khó lường a, cái này thật sự là văn chương tranh chữ của Mai Cảnh Châu Đại Sư. Một người nào đó hưng phấn nói. Phía dưới cùng tranh chữ chính là con dấu của Mai Cảnh Châu. Thu Minh Sơn cư đồ. Diệp Hồng Duy thậm chí không cách nào rời đi ánh mắt mình khỏi bức thư họa. Diệp Hồng Duy đam mê thư họa đồ cổ, mà thư họa đứng hàng thứ nhất, hiện nay đối với mấy nhà danh gia vọng tộc, thư họa được thưởng thức nhất chính là những bức họa do cấp bậc quốc bảo đại sư Mai Cảnh Châu vẽ ra. Mai Cảnh Châu mỗi một bức hay chữ viết, giá trị siêu tầm cao vô cùng, không cách nào có người khác vượt qua được. Ông nội, đây chính là bức vẽ Thu Minh Sơn cư đồ. Diệp Y Y ôn nhu mở miệng nói. Ông nội. Y Y biết ông nội thích tranh của Mai Đại Sư, sau nhiều lần lăn lộn tìm kiếm, cuối cùng từ chỗ Mai Đại Sư con đã thu thập được bức Thu Minh Sơn cư đồ, này. Cố Việt Trạch cười nói. Trước đây không lâu, vốn Cố Việt Trạch muốn lợi dụng quan hệ của tập đoàn Cố Thị, lấy danh nghĩa của cha mình, muốn mời Mai Đại Sư tới đây vẽ. Anh ta nghĩ nếu chính mình đã tự đến mời chắc chắn Mai Đại Sư sẽ tự mình ra mặt tại tiệc mừng thọ, chỉ tiếc là Mai Cảnh Châu Đại Sư quả thực khó mời,
chỉ trả lời anh ta sẽ xem xét một phen nhưng cũng không cho anh ta một câu trả lời rõ ràng. Ban đầu, hai người Cố Việt Trạch cùng Diệp Y Y còn có chút mong đợi, nhưng thẳng đến ngày hôm nay, bên chỗ Mai Đại Sư vẫn không có tin tức gì truyền ra. Y Y cực khổ rồi. Diệp Hồng Duy nhìn về phía Diệp Y Y, trong mắt nổi lên vẻ cưng chiều. Chỉ cần ông nội thích, Y Y liền sẵn lòng làm để giúp ông nội vui. Diệp Y Y nói, đây là kinh hỉ nhất mà tối nay ông nội nhận được, cũng là lễ vật mà ông hài lòng nhất, đứa bé ngoan, các con có lòng rồi. Trên mặt Diệp Hồng Duy mang theo nụ cười. Đúng lúc này, quản gia Hoàng Minh Khôn liền vội vàng chạy tới trước người Diệp Y Y, sau đó ghé lại tai Y Y nhẹ giọng nói mấy câu. Thực sự sao? Diệp Y Y mặt đầy vẻ vui mừng. Mới vừa rồi Hoàng Minh Khôn cùng cô nói Mai Cảnh Châu đại sư tự mình tới còn mang theo quà tặng nữa đang đứng đợi ở trước cửa trang viên. Việt Trạch, Mai đại sư đã đến. Diệp Y Y đem Cố Việt Trạch kéo lại một bên, hơi có chút hưng phấn mà nói. Nghe lời nói này, Cố Việt Trạch hơi sững sờ, kinh ngạc hỏi lại, Mai đại sư thật đã đến sao? Ừ, Diệp Y Y gật đầu, mới vừa tiến vào nhà, sẽ nhanh chóng đến đây thôi. Ngay sau đó, Cố Việt Trạch nhìn về phía Diệp Y Y ôn nhu cười nói, anh đã sớm nói không có vấn đề gì rồi mà. Diệp Y Y nghe vậy mặt cũng đầy vẻ mừng rỡ, trong con ngươi nhìn về phía Cố Việt Trạch tràn đầy hâm mộ cùng tình cảm, tất cả là nhờ có chú Cố ra mặt nên mới được như hôm nay. Nói đến đây, bên trong phòng tiệc, ánh mắt của tất cả mọi người đều di chuyển đến phía sau. Một ông lão khoảng 60 tuổi, một thân đường trang màu xám trắng, mang theo một trợ lý, nhanh chân đi tới nơi này. Ta, dựa vào. Không thể nào. Thật là tự mình đến sao? Mai Cảnh Châu, Mai Đại Sư. Mấy người nghệ sĩ dưới trướng giải trí Hoàng Thiên nhất thời nhìn mà trợn tròn mắt. Chương 347, Thụ Sủng Nhược Kinh. Diệp Y Y cùng Cố Việt Trạch lập tức hướng về phía ông lão giả đi tới. Mai Đại Sư, vô cùng vinh hạnh, hôm nay rốt cuộc cũng thấy được hình dáng thật sự của ngài rồi. Trên mặt Diệp Y Y mang theo vẻ vui mừng. Vô cùng nhiệt tình nói. Mai đại sư ngài khỏe chứ, con là con trai của Cố Thương Cố Việt Trạch. Cố Việt Trạch cười rồi tự giới thiệu bản thân mình. Nghe tiếng, Mai Cảnh Châu gật đầu, chào cậu. Cố Thương chủ tịch tập đoàn Cố Thị ở Đế Đô, thật sự là ông có nhận biết người này, hai người đã từng có chút ít giao thiệp trước đây. Mấy ngày trước Cố Thương còn tới chỗ ở của ông tốn một khoản tiền không nhỏ để mua bức tranh Thu Minh Sơn cư đồ của ông. Mắt thấy Diệp Y Y cùng Cố Việt Trạch đứng ở hai bên Mai Cảnh Châu. Khách mời bên trong phòng tiệc bỗng nhiên tỉnh ngộ. Sinh nhật của ông nội mình, không chỉ tặng một bộ thư họa của Mai Cảnh Châu đại sư, mà còn có thể mời Mai Cảnh Châu đại sư tự mình tới tham dự bữa tiệc nữa, người cháu gái này cũng đủ tốt mà. Cách đó không xa, Diệp Thiệu Đình cũng không ngừng nhìn về hướng của đại sư Mai Cảnh Châu. Giống như Diệp Hồng Duy cha mình, Diệp Thiệu Đình cũng vô cùng tán thưởng thư họa của đại sư Mai Cảnh Châu, đối với đại sư Mai Cảnh Châu đặc biệt tôn kính. Sớm đã muốn gặp mặt Mai Cảnh Châu một lần nhưng bất quá Mai Cảnh Châu là người vô cùng khiêm tốn ngày thường cũng rất ít lộ diện, cho nên vẫn không có cơ hội nào cả. Diệp Oản Oản hai con mắt híp lại, cũng hơi kinh ngạc nói, không ngờ hai người bọn họ có thể mới tới đại sư Mai Cảnh Châu. Diệp Oản Oản đối với đại sư Mai Cảnh Châu cũng không quen thuộc lắm, nhưng cha cô Diệp Thiệu Đình cùng ông nội Diệp Hồng Duy đối với thư họa của đại sư Mai Cảnh Châu vô cùng yêu thích, cho nên cô cũng thường nghe thấy. Cũng biết một chút, tự nhiên cũng biết được người này đại biểu cho cái gì. Sau khi sống lại trong kiếp này, cô không rõ quyền thế của Cố gia đã lớn đến loại trình độ nào mà lại có thể mời được Mai Cảnh Châu đại sư đích thân đến Diệp gia tới chúc thọ cho ông nội cô cơ chứ. Diệp Thiệu Đình thở dài nói, là đại sư Mai Cảnh Châu tự mình tới sẽ không sai đâu. Diệp Mộ Phàm liếc mắt nhìn Diệp Oản Oản bộ dạng đang, sùng bái, một cái rồi nói, hừ. Đúng a, là Mai Cảnh Châu. Vị hôn phu này của cô bản lãnh rất lớn nha. Mai đại sư, bên này, cánh tay phải của Cố Việt Trạch đưa ra, làm thành tư thế cung kính mời, tự mình đi trước dẫn đường, đi về phía chỗ ngồi chủ tọa. Diệp Y Y đi trước Mai Cảnh Châu, cử chỉ ưu nhã, nhẹ giọng báo cho Diệp Hồng Duy biết tình huống đang diễn ra. Mới vừa tới chỗ ngồi cạnh chủ tọa, một đám lão giả liền rối rít đứng lên cùng Mai Cảnh Châu chào hỏi, tựa như rất quen thuộc chủ động tiến lên bắt tay. Ha ha. Diệp lão, bản lĩnh người cháu gái này của ông thật sự không nhỏ, lại có thể mời Mai Cảnh Châu tiên sinh tới. Một lão giả nào đó mở miệng cười một tiếng, thần sắc hâm mộ nói. Giờ phút này, Diệp Hồng Duy đã sớm đứng dậy, tiến tới bên người Mai Cảnh Châu, nhìn thấy Mai Cảnh Châu tự mình xuất hiện ở đây dường như vẫn còn có chút khó tin.
sinh nhật của Diệp lão tiên sinh, Mai mỗ chuẩn bị một chút tâm ý, mong tiên sinh có thể đón nhận. Diệp Hồng Duy quả thật là thụ sủng nhược kinh, sửng sốt hồi lâu mới phản ứng lại được, Mai đại sư, ngài có thể tới cũng đã là phúc khí mấy đời mà Diệp gia tu từ lâu mới có được, mong ngài đừng khách sáo quá như vậy. Đối với Mai Cảnh Châu, Diệp Hồng Duy vô cùng tôn sùng. Mai Cảnh Châu cười nhạt, để cho trợ lý tiến lên, lấy ra hai bức thư họa. Trợ lý đem hai bức thư họa vừa mở ra để ở trước mặt Diệp Hồng Duy. Bức vẽ đầu tiên được mở ra, đó là một bạch hổ uy phong lừng lẫy, tiếng hổ gầm vang cả núi rừng, sự giận dữ dao động cả dòng nước, bạch hổ trông rất sống động, dáng vẻ, phảng phất như là muốn thoát ra ngoài khỏi bức tranh. Tốt, không hổ là từ tay Mai lão vẽ ra, quả nhiên khiến người khác khâm phục. Lý Nhạc cùng Chu Thanh Cương quan sát tỉ mỉ, khen không dứt miệng. Diệp Hồng Duy càng kinh ngạc hơn, bức họa này của đại sư Mai Cảnh Châu so với Thu Minh Sơn cư đồ còn cao hơn một cấp độ. Rất nhanh, bức vẽ thứ hai liền xuất hiện. Mây đen tràn ngập, sông tố nổ ầm, trong tầng mây, một thần long màu xanh đẩy ra mây mù, lộ ra đầu long, mắt nhìn xuống thiên địa sơn hà, một tia nhìn vô cùng ngạo nghệ ánh mắt nhìn người bằng nửa con mắt phách tuyệt khí thế. Bức vẽ đó giống như để cho người nhìn lạc vào cảnh giới kỳ lạ chỉ muốn ngước nhìn thanh long trong tranh mãi thôi. Chương 348, được Oản Oản tiểu thư nhờ. Một hồi lâu sau ánh mắt Diệp Hồng Duy mới rời khỏi hai bức tranh đó, không nhịn được thở dài nói, tác phẩm của Mai đại sư thật khiến cho người xem mở rộng tầm mắt, bội phục, bội phục. Bức họa này được đặt tên là Thiên Địa, long là trời, hổ là đất, nhìn như hai bức riêng biệt nhưng quả thực hai bức vẽ bày ra một chỗ mới gọi là một tác phẩm hoàn chỉnh. Mai Cảnh Châu cười nói. Thiên địa, long vì trời mà sinh ra, hổ vì đất mà đứng đầu, tên rất hay. Một đám lão giả rối rít mở miệng khen ngợi. Diệp tiên sinh, hai bức vẽ này, chính là quà tặng mà Mai mỗ mang đến cho lễ mừng thọ của ngài, mong rằng Diệp tiên sinh nhận lấy. Mai Cảnh Châu nói. Chuyện này, quá quý trọng, Diệp Hồng Duy tuy là vô cùng vui mừng, nhưng quà tặng quý trọng như vậy, dĩ nhiên là muốn từ chối một phen. Diệp tiên sinh khách khí rồi, chẳng qua đây chỉ là tác phẩm lúc rảnh rỗi làm thôi, ngài thích thì được rồi. Mai Cảnh Châu cười nói. Ông nội, đây là một phần tâm ý của Mai đại sư, ông nội vẫn nên thu nhận đi. Diệp Y Y ở một bên nói. Nghe tiếng, Diệp Hồng Duy cũng gật đầu nói, thật, vậy cảm ơn lễ vật này của Mai đại sư, tôi vô cùng cảm ơn về điều này. Giờ phút này, mọi người trong buổi tiệc đều vô cùng kinh ngạc. Món quà mà Diệp Y Y cùng Cố Việt Trạch đưa tới này thật sự là món quà tốt nhất được đưa ra tối nay rồi. Một bộ Thu Minh Sơn cư đồ, không tính lại tự mình mời được Mai Cảnh Châu tới, rồi lại đưa ra Thiên Địa. Diệp Hồng Duy nhìn về phía Diệp Y Y, ánh mắt cương triều, sinh nhật tối nay, cháu gái Diệp Y Y đã cho ông quá nhiều kinh hỉ rồi. Diệp lão đầu, ông có người cháu gái ngoan ngoãn như Y Y vậy, thật đúng là có phúc lớn mà. Ha ha, quả thực không nghĩ tới. Cháu ông lại đem Mai đại sư mời tới để làm quà chúc thọ cho ông nha. Y Y cùng Cố Việt Trạch hai đứa bé này phần tâm ý đó, để cho người khác không thể chê bai. Nghe khách mời chỗ chủ tọa khen ngợi, Diệp Hồng Duy tự nhiên vô cùng hưởng thụ. Diệp Y Y ôn nhu cười nói, ông nội yêu thích là được rồi, chúng con là hậu bối, đương nhiên phải nghĩ hết biện pháp tốt nhất làm ông nội vui thôi. Mai Cảnh Châu kính Diệp Hồng Duy một ly rượu sau đó, mọi người vốn muốn cùng ông chuyện trò. Lại phát hiện hông xoay người đi tới một hướng khác. Cách đó không xa, Diệp Oản Oản vô cùng bình tĩnh nhìn một màn này, lúc này, lại thấy Mai Cảnh Châu thân hình chuyển một cái, cùng cô bốn mắt nhìn nhau, sau đó đi về hướng mình đang ngồi. Oản Oản tiểu thư, vẫn khỏe chứ? Rất nhanh, Mai Cảnh Châu đi tới trước mặt Diệp Oản Oản, mặt lộ vẻ tươi cười nói. Thấy Mai Cảnh Châu đột nhiên nói chuyện với mình, Diệp Oản Oản nhất thời sửng sốt một chút. Vẫn khỏe chứ? Cô dường như chưa từng thấy qua Mai Cảnh Châu đi, với lại cô cũng không khả năng cùng có tư cách có thể nhìn thấy người này a. Diệp Oản Oản cũng nhận biết Mai đại sư sao? Có thể để cho Mai đại sư chủ động tiến lên chào hỏi, chắc là quen biết đi. Diệp Hồng Duy bưng ly rượu, cũng đứng ở sau lưng Mai Cảnh Châu, kinh ngạc nói, Mai tiên sinh, ngài nhận biết Oản Oản sao? Nghe lời nói này, Mai Cảnh Châu vuốt cằm nói, tự nhiên nhận biết, tôi cùng với Oản Oản tiểu thư là anh em kết nghĩa. Sớm đã quen biết rồi. Ồ, Diệp Hồng Duy càng kinh ngạc, Diệp Oản Oản lại cùng Mai đại sư quen thuộc như vậy. Diệp Thiệu Đình cùng Lương Uyển Quân thần sắc cũng giống vậy, bọn họ chưa hề nghe qua chuyện Diệp Oản Oản nhận biết Mai Cảnh Châu. Oản Oản tiểu thư, thật
thật ra thì tiểu thư nên sớm chút nói với Mai Mỗ, lúc đó Mai Mỗ có thể chuẩn bị đầy đủ hơn một chút. Mai Cảnh Châu lại nói. Hắc Diệp Oản Oản nháy mắt một cái, đứng yên tại chỗ, hoàn toàn không biết Mai Cảnh Châu nói lời này là có ý gì. Ông ấy thật sự đang nói chuyện với mình sao? Mai Đại Sư, cái này, Diệp Hồng Duy cùng mọi người giống nhau vẻ mặt không hiểu. Làm sao vậy, Diệp Tiên Sinh còn không biết sao? Mai Cảnh Châu cười giải thích, tối nay Mai Mỗ chính là được Oản Oản tiểu thư nhờ, tới lễ mừng thọ của Diệp Tiên Sinh rồi mang quà đến cho Diệp Tiên Sinh nữa. Mai Cảnh Châu nói mấy câu này, giống như bầu trời phẳng lại dậy sấm, làm cho cả phòng tiệc trong nháy mắt yên tĩnh không tiếng động. Chương 349, chẳng lẽ là Tư Dạ Hàn? Bên trong phòng tiệc, yên tĩnh không một tiếng động, ánh mắt của mọi người, trong nháy mắt từ trên người Diệp Y Y cùng Cố Việt Trạch rời đi, nhìn về phía Diệp Oản Oản. Vốn cho là Mai Cảnh Châu là người do Diệp Y Y mời tới vì muốn chúc thọ Diệp Hồng Duy, nhưng mới vừa rồi chính miệng Mai Cảnh Châu đại sư đã nói, chuyện ông đến đây, cùng Diệp Y Y không có chút quan hệ nào, ông có mặt ở đây là bởi vì Diệp Oản Oản. Tiếng nói của Mai Cảnh Châu hạ xuống, trên mặt hai người Diệp Y Y cùng Cố Việt Trạch nụ cười nhất thời cứng đờ. Ý của Mai Đại Sư là ngài bởi vì Diệp Oản Oản mà tới sao? Cố Việt Trạch trầm giọng hỏi. Tất nhiên là vậy rồi. Mai Cảnh Châu một bộ đương nhiên nói. Cố Việt Trạch nhất thời nghẹt thở. Mà Diệp Oản Oản vào lúc này mặc dù nhìn qua mặt không biểu tình, bộ dáng vẫn bình tĩnh, nhưng trên thực tế cả người cùng nội tâm của cô đều đã ngây ngốc cả rồi. Tình huống gì đây? Mai Cảnh Châu vì sao lại tự xưng nhận biết cô, còn nói là được cô phó thác mới đến tiệc mừng thọ của ông nội nữa chứ? Người ở toàn bộ đế đô sợ rằng đều không có người có khả năng mời được Mai Cảnh Châu, mặt mũi của Oản Oản này lớn thế nào mới có thể mời được tôn đại thần này đây, ai cũng tự đặt ra câu hỏi trong lòng, rồi vẫn tiếp tục nhìn và chờ đợi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Diệp Oản Oản làm sao cũng nghĩ không thông, cho đến khi, trong đầu chợt hiện qua một cái tên. Tư Dạ Hàn. Nếu như là anh thì chuyện này hoàn toàn có thể tùy tiện làm được. Nhưng là, làm sao có thể chứ? Anh không ngăn trở việc cô tự mình đi tới nơi này cũng đã là ân đức đại thiên rồi, làm sao lại có thể cố ý sắp xếp người đến đưa lễ vật mừng thọ cho ông nội của cô được chứ? Mai Cảnh Châu làm sao có thể không phải là người do cha anh ta mời tới mà là vì Diệp Oản Oản mà tới được chứ? Cố Việt Trạch không thể tin tưởng được chuyện đang xảy ra trước mắt mình, vốn còn muốn tiếp tục truy vấn, nhưng nhìn thái độ của Mai Cảnh Châu đã hết sức rõ ràng, nếu tiếp tục truy hỏi tiếp thì cũng như tự rước lấy nhục mà thôi. Vì vậy, Cố Việt Trạch chỉ có thể dùng một bộ dạng trấn định như thường mở miệng nói, vô luận như thế nào, đều vô cùng cảm ơn ngài hôm nay có thể tới đây tham dự buổi tiệc mừng thọ này. Diệp Y Y cũng một mặt chân thành mà phụ họa nói, đúng vậy, chỉ cần ông nội vui vẻ là được rồi. Không nghĩ tới chị Oản Oản lại có thể nhận biết một đại nhân vật như Đại sư Mai Cảnh Châu. Lúc này, bên trong phòng tiệc tiếng thán phục vang lên liên tục. Xem ra chúng ta tất cả đều nhìn lầm rồi. Người cháu gái Diệp gia trong tin đồn là người không học vấn không nghề nghiệp rõ ràng là thâm tàng bất lộ a. Cũng không phải vậy nữa sao? Lại có thể cùng nhân vật như Mai Cảnh Châu trở thành bạn vong niên. Ở đế đô làm gì có hậu bối của nhà nào có thể có bản lãnh này chứ? Cho dù Diệp Thiệu Đình bây giờ sa sút, nhưng rốt cuộc cũng là hổ phụ không sinh khuyển nữ nha. Giờ phút này, Diệp Hồng Duy nhìn về phía Diệp Oản Oản ánh mắt lần nữa xảy ra biến hóa không nhỏ. Chẳng lẽ người cháu gái ông đã sớm không ôm hy vọng gì là thực sự đã thay đổi thông suốt rồi sao? Diệp Oản Oản khiêm tốn cùng ông nội và mọi người trò chuyện mấy câu sau đó, tìm cơ hội một mình tìm tới Mai Cảnh Châu nói chuyện. Mai Đại Sư, ông thực sự nhận biết tôi sao? Ánh mắt Diệp Oản Oản dò xét. Mặc dù đối phương tựa hồ không có ác ý, nhưng chuyện này nếu nói ra lại khá kỳ quặc, cho nên cô vẫn nên làm rõ ràng mọi chuyện đi. Mai Cảnh Châu nghiêm túc mở miệng nói, đó là chuyện đương nhiên rồi, Oản Oản tiểu thư tại sao lại nói ra những lời này. Thấy thái độ Mai Cảnh Châu chắc chắn, Diệp Oản Oản càng hồ nghi, tự mình lẩm bẩm nói, làm sao có thể a? Nếu có thì tôi làm sao lại không có chút ấn tượng nào cả vậy. Ngoặc kép, sợ là người bạn nhỏ như tiểu thư đã quên rồi. Mai Cảnh Châu mặt không đổi sắc, ngay sau đó bộ dáng tựa hồ có hơi thất vọng nói. Diệp Oản Oản khóe miệng co giật, tôi vẫn còn rất trẻ. Vậy thì có ý gì? Mai Cảnh Châu không hiểu hỏi lại. Diệp Oản Oản khóe miệng nhỏ có chút co rút nói, ý là, tôi không thể đã sớm nhận biết một vị đại sư như ngài được, cho nên tôi muốn xác định lần cuối là tôi cũng không nhận ra ngài, Mai Đại Sư. Mai Cảnh Châu ho nhẹ một tiếng.
Diệp Oản Oản cũng lười vòng vo rồi, trực tiếp hỏi, Mai Đại Sư, có phải là Tư Dạ Hàn để cho ngài tới hay không? Chương 350, đem Oản Oản nhà tôi đặt ở nơi nào? Mai Cảnh Châu cau mày một cái, mặt lộ vẻ mê mang, tại hạ cũng không biết người trong miệng Diệp Tiểu Thư nói thật sự là ai. Thấy vẻ mặt của đối phương hoàn toàn không nhìn ra được sơ hở nào, Diệp Oản Oản quả thật giống như đã say rồi, cô xác định mình tuyệt đối không có khả năng cũng không có cơ hội nhận biết nhân vật như Mai Cảnh Châu được. Không nghĩ tới đại sư này lại như một người diễn viên chuyên nghiệp, loại kỹ thuật diễn xuất này cũng quá tốt đi. Nếu đã như vậy, đối phương không thừa nhận thì cô có hỏi lại cũng không có tác dụng gì. Diệp Oản Oản không thể làm gì khác hơn là buông tha cuộc nói chuyện, quay về chỗ có ba mẹ cô. Cố Việt Trạch mới vừa rồi vẫn nhìn chằm chằm về hướng của Diệp Oản Oản, thấy hai người nói chuyện với nhau thật vui, sắc mặt thật khó coi. Nếu món đồ điêu khắc kia có thể nói là do Diệp Oản Oản may mắn có được, nhưng anh ta không tin Diệp Oản Oản lại có bản lĩnh có thể mời tới được nhân vật lớn như Mai Cảnh Châu, rồi còn để ngài ấy tự mình đến tham dự lễ mừng thọ cá nhân như vậy được. Có thể mời được Mai Cảnh Châu tới nơi này, toàn bộ đế đô chỉ sợ cũng chỉ có một người mà thôi. Nghĩ đến người kia, sắc mặt của Cố Việt Trạch thoáng cái liền âm trầm xuống. Lần trước sau khi Từ Cẩm Viên rời đi, anh ta cũng không có hỏi qua tình hình của Diệp Oản Oản ở bên đó. Anh ta có thể vì Diệp Oản Oản ra tay một lần như vậy coi như đã là hết tình hết nghĩa rồi. Ban đầu anh ta cho là Diệp Oản Oản không có mấy ngày cũng sẽ bị chơi chán, không nghĩ tới chính là đã một thời gian lâu như vậy rồi, cô ta vẫn cùng người đàn ông kia dây dưa không rõ. Việt Trạch, Việt Trạch. Y y, có chuyện gì vậy? Anh không sao chứ, anh đang suy nghĩ chuyện gì vậy? Cố Việt Trạch nhìn về phía mỹ nhân nhu nhược bên cạnh mình, sắc mặt nhất thời ôn nhu như nước nói, dĩ nhiên là đang nhớ tới chuyện của chúng ta rồi. Diệp Oản Oản muốn trà đạp chính mình thì cứ để cô ta thực hiện đi, ngược lại chuyện của cô ta cùng mình đã không có bất cứ mối quan hệ nào nữa rồi. Hôm nay anh sẽ cùng cô ta phủi sạch hoàn toàn quan hệ, anh sẽ cho Y Y một danh phận chính thức mà Y Y của anh nên có. Diệp Y Y biết anh ta nói là điều gì, nhất thời gương mặt nhỏ đỏ lên. Ngay sau đó mở miệng nói, em đến chào hỏi vợ chồng chú lớn Diệp Thiệu Đình đây. Đỉnh lông mày Cố Việt Trạch hơi nhăn lại nói, có chuyện gì mà cần đến đó chứ? Diệp Y Y bất đắc dĩ nhìn anh ta một cái, ra vẻ khuyên nhủ nói, Việt Trạch, anh đừng như vậy mà dù sao đều là thân thích. Cố Việt Trạch không cách nào cự tuyệt yêu cầu của Y Y nói, vậy để anh cùng đi với em. Vì vậy, hai người bưng ly rượu đi tới bàn của Diệp Thiệu Đình. Diệp Y Y lễ độ mà khách khí mở miệng nói, chú thiếm, hai người khó có dịp một lần trở về như hôm nay, nếu có nhu cầu gì, hai người cứ nói với Y Y, hôm nay ba mẹ con còn có bà nội chưa kịp quay về do thời tiết bên nước Mỹ tuyết rơi quá nhiều, sân bay bị phong tỏa, không cách nào quay về kịp thời gian được, cho nên chỉ có Y Y một mình một người lo liệu tiệc mừng thọ, nếu có cái gì chiêu đãi không được chu toàn, xin chú thiếm thứ lỗi. Lời nói này có thể nói giọt nước không lọt, hoàn toàn là một bộ tư thái của chủ nhân. Cố Việt Trạch dường như chưa có ý tứ muốn cùng đám người Diệp Thiệu Đình nói chuyện, nhìn cũng không có nhìn Diệp Oản Oản một cái nào, giống như rất sợ Diệp Y Y bị thua thiệt, từ đầu đến đều đứng ở một bên canh giữ Diệp Y Y. Mới vừa rồi Diệp Thiệu Đình nhìn thấy hai người này tại trong buổi tiệc đi ra đi vào thành đôi với nhau trong lòng đã khó chịu, giờ phút lại thấy bọn họ ở ngay trước mặt mình nói chuyện như vậy, sắc mặt nhất thời càng thêm khó coi. Diệp Thiệu Đình trầm sắc mặt lại, nhìn về phía thanh niên ngày xưa chính mình một mực vô cùng thưởng thức. Giờ đứng trước mắt mình ra vẻ bảo vệ cô gái khác nói, Việt Trạch, tôi vẫn luôn coi trọng cậu, bây giờ cậu cùng với Oản Oản hôn ước vẫn đang còn nhưng lại công khai cùng Y Y như vậy, cậu đem Oản Oản nhà tôi đặt ở nơi nào rồi hả? Đối mặt với chất vấn của Diệp Thiệu Đình, trên mặt của Cố Việt Trạch rõ ràng xẹt qua vẻ không thích, mở miệng nói, chú Diệp, ngày xưa cháu một mực coi ngài là người tôn kính nhất, nhưng quả thực không nghĩ tới ngài lại vì muốn tư lợi cho bản thân làm ra chuyện bán đứng gia tộc gây tổn hại cho lợi ích của công ty như vậy. Bất đồng quan điểm khó lòng hợp tác, cháu không thể bởi vì tình cảm ngày xưa mà không nhìn đến, bỏ lơ đạo nghĩa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 351, cô nhìn thôi cũng coi thường. Cố Việt Trạch mặt đầy vẻ chính nghĩa muốn lên án người xấu, nói xong, ngay sau đó nhìn về phía Diệp Oản Oản mở miệng nói, tôi cùng với Diệp Oản Oản vốn là không có cảm tình, chẳng qua là do chú Diệp lấy quyền thế đè ép người. Từ trước đến nay tôi không có vạch mặt làm mất thể diện của chú đã là hết tình hết nghĩa rồi, chuyện của chúng ta nên chấm dứt tại đây thôi. Nghe lời nói của Cố Việt Trạch, Diệp Mộ Phàm gắt gao nắm tay thành quả đấm thiếu chút nữa không nhịn được đập tới.
rõ ràng là tên khốn này chính mình thấy lợi quên nghĩa, nhìn thấy ba mình thất thế, lập tức cùng Diệp Y Y kia ở chung một chỗ, sợ bị người khác miệng lưỡi nói có mới nới cũ nên trước giờ không có lập tức giải trừ hôn ước với em gái anh, nhưng bây giờ anh ta lại nói như thể anh ta phải chịu đựng nhẫn nhục vậy, thật là vô sỉ hết sức. Diệp Mộ Phàm mặc dù trong lòng liên tục cười lạnh, nhưng cái gì cũng không nói, chỉ cười như không cười hướng về phía Diệp Oản Oản nhìn lại. Quả nhiên như anh dự liệu, vừa nhìn thấy Cố Việt Trạch, Diệp Oản Oản lập tức lúng túng, từ đầu tới cuối một câu lời cũng không dám nói. Xin lỗi, Diệp Thiệu Đình tiên sinh, vì tình ý ngày xưa giữa chúng ta, mà cháu đã ủy khuất Y Y quá lâu rồi, hôn ước giữa cháu cùng với Diệp Oản Oản đến đây chấm dứt. Cố Việt Trạch ngay cả một tiếng, chú Diệp, cũng không gọi, nói xong trực tiếp liền ôm lấy Diệp Y Y xoay người rời đi. Oản Oản, Diệp Y Y nhìn về phía của Diệp Oản Oản, một mặt cố ra vẻ muốn xin lỗi nhưng không thể rồi lại bị Cố Việt Trạch che chở kéo đi. Cái tên hỗn đản này, Diệp Thiệu Đình tức đến mức sắc mặt đỏ lên, lồng ngực phập phồng. Hôm nay dù ông đã bị nhiều nhục nhã nhưng ông cũng không có chút giận dữ nào, giờ phút này lại không kiềm chế cơn giận của mình được. Lương Uyển Quân mặt đầy lo lắng đến kéo lại tay của con gái mình nói, Oản Oản. Diệp Mộ Phàm nhìn Diệp Oản Oản từ đầu đến cuối yên lặng không nói một lời, mặt đầy vẻ giễu cợt khẽ xì một tiếng rồi nói, Diệp Oản Oản, cô thật là không có tiền đồ a, vừa mới nhìn thấy Cố Việt Trạch, ngay cả một cái dám cũng không dám thả. Mới vừa rồi không phải cô trước mặt ba mẹ nói rất hay sao? Tại sao khi nhìn thấy người mà cô hết lòng yêu thương giờ lại chuyển qua quan tâm chăm sóc đối với Diệp Y Y, tinh thần lại chán nản như vậy? Cô nói cái gì mà muốn bảo vệ ba mẹ chứ? Chỉ sợ họ Cố kia ngoắc ngoắc ngón tay cô liền quên chính mình tên họ là gì, ai là người sinh thành nuôi dưỡng cô luôn đấy. Mộ Phàm, chớ có nói lung tung. Lương Uyển Quân có chút giận dữ trách móc nhìn Diệp Mộ Phàm một cái. Diệp Mộ Phàm lạnh giọng kêu một tiếng rồi nói tiếp, con nói sai sao? Dù sao thì Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, loại chuyện này lại không phải là chưa từng xảy ra. Con khuyên ba mẹ tối nay đừng đem cô ta coi trọng. Nếu không còn không biết cô ta làm ra loại chuyện xấu hổ mất hết mặt mũi như thế nào nữa. Đối với thái độ của Diệp Mộ Phàm, Diệp Oản Oản cũng không thèm để ý, khóe môi cong lên hiện ra một nụ cười có vẻ lười biếng, khẽ cười một tiếng rồi mở miệng nói, anh à, anh đã quá lo lắng rồi, em không nói lời nào chẳng qua chỉ là lười đến mức không muốn nói chuyện với người kia mà thôi. Dù sao, anh trai yêu quý của em, con người vẫn phải lớn lên, ánh mắt tự nhiên cũng sẽ thay đổi theo, cho nên... Bây giờ Cố Việt Trạch cái loại người này cùng với cô em họ kia của em, chỉ cần nhìn thôi em cũng coi thường không muốn để vào mắt rồi. Diệp Mộ Phàm nghe vậy liền sững sờ, hiển nhiên anh không ngờ tới Diệp Oản Oản lại có thể nói ra những lời này, từ trước tới nay chỉ cần anh nói nửa câu đụng chạm đến Cố Việt Trạch nói anh ta không được chỗ này chỗ kia thì em gái anh liền muốn cùng anh trở mặt. Diệp Oản Oản không nhanh không chậm tiếp tục mở miệng nói, em cũng không có giống như anh nha. Đã nhiều năm trôi qua như vậy mà ánh mắt nhìn người của anh vẫn như cũ một chút tiến bộ cũng không có. Diệp Mộ Phàm nghe được Diệp Oản Oản nói bóng nói gió, sắc mặt nhất thời thay đổi, lúc này đem ly rượu trong tay nặng nề hướng trên bàn để xuống một cái, Diệp Oản Oản. Cô nói vậy là có ý gì? Diệp Oản Oản tự tiếu phi tiếu mở miệng đáp, anh vẫn luôn mồm luôn miệng nói em vì một người đàn ông ngay cả chính mình tên họ là gì cũng quên mất, đến ba mẹ mình cũng không muốn nhận, còn anh thì sao? Anh tốt đến mức có thể so với em luôn rồi đó. Anh còn không phải là bị một phụ nữ làm cho mê hoặc đến thần hồn điên đảo không tiếc tự hạ thấp thân phận làm trâu làm ngựa cho cô ta sao? Chương 352, không có quan hệ gì với anh cả. Cô, Diệp Mộ Phàm nổi đóa. Thôi thôi, hôm nay thật vất vả người một nhà chúng ta mới có thể đoàn tụ chung một chỗ, hai con đừng ồn ào nữa. Lương Uyển Quân thấy hai đứa con của mình lại dùm beng muốn gây chuyện với nhau. Vội vàng lên tiếng giàn xếp. Diệp Mộ Phàm nghẹn giọng ôm một bụng lửa giận trong lòng, cúi đầu tiếp tục không ngừng uống rượu. Giờ phút này, tiệc thọ đã tiến hành được một nửa. Diệp Y Y cầm lấy micro, tự nhiên hào phóng đứng ở trên đài nói lời chào mừng các vị quan khách đến dự lễ mừng thọ của ông nội, quanh thân tản ra một cổ khí chất hồn nhiên cao quý ưu nhã. Bởi vì vợ chồng Diệp Thiệu An cùng với lão phu nhân bị ảnh hưởng bởi thời tiết bên Mỹ nên không có cách nào quay trở về đúng thời gian. Vì vậy buổi tiệc long trọng này từ đầu tới cuối đều là do Diệp Y Y một tay lo liệu, tất cả được an bài đến ngay ngắn rõ ràng, chủ khách đều vui mừng. Ánh mắt các khách mời rơi ở trên người Diệp Y Y đều tỏ vẻ tán thưởng nói, không hổ là cháu gái mà Diệp gia yêu thương nhất, tuổi còn trẻ cũng đã có phong độ của chủ tịch phu nhân đương thời rồi, nếu ai có thể cưới được người như vậy về nhà,
người đó thật đúng là có phúc phần. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, người đã sớm được Cố gia giành trước rồi. Không thấy hai người đó hôm nay cả đêm đều như hình với bóng sao. Hai người đó cũng đúng là trai tài gái sắc, trời đất tạo nên một đôi. Ách, chỉ sợ có người dây dưa không ngớt a. Nói tới chỗ này, ánh mắt các khách mời nhất thời hướng nhìn về một thân ảnh trong góc nào đó. Thật ra thì, nói về tướng mạo, Diệp Oản Oản thậm chí tốt hơn một chút. Hơn nữa cô ấy có thể đạt được điểm số cao như vậy đậu vào Đại học Truyền thông Đế Đô, thậm chí còn cùng Mai Lão cũng có giao tình. Mọi người biết chỗ nói, hơn một chút, ở đây thật ra đã dùng những từ ngữ uyển chuyển nói giảm nói tránh nhất rồi, vẻ ngoài của Diệp Oản Oản hôm nay lộ ra ngoài cùng đủ để nói là kinh diễm toàn bộ cũng không có chút quá đáng nào, bọn họ cũng không cần bàn về cách ứng xử hôm nay của cô, những điều đó cũng đủ làm cho người ta kinh ngạc rồi. Bất quá, mọi người cũng rất rõ ràng, coi như Diệp Oản Oản xinh đẹp lại ưu tú hơn thì như thế nào chứ? Lấy tình huống hiện tại của Diệp Thiệu Đình, Diệp Oản Oản vô luận có nổi bật như thế nào cũng không có cách nào sánh ngang cùng với Diệp Y Y, coi như có ý muốn dây dưa đi chăng nữa, thì Oản Oản cùng Cố Việt Trạch cũng đã là người của hai thế giới. Mọi người vẫn đang thổn thức than thở, chỉ thấy Diệp Y Y nói chuyện kết thúc, Cố Việt Trạch đột nhiên đi về hướng trên khán đài. Diệp Y Y nhìn về hướng Cố Việt Trạch, trong con ngươi như có vẻ không đành lòng cùng chút do dự. Cố Việt Trạch cầm tay của Diệp Y Y, trong con ngươi tràn đầy thương tiếc, nhẹ giọng nói, Y Y, anh biết em kiêng kỵ cảm nhận của chị họ của em, nhưng coi như đây là chuyện anh cầu xin em đi, thỉnh thoảng em cũng nên nghĩ về chính mình đi chứ, cũng nên suy nghĩ một chút cho anh nữa. Anh muốn làm cho tất cả mọi người cũng như toàn bộ thế giới đều biết em là của anh. Diệp Y Y nghe lời nói của Cố Việt Trạch, ánh mắt đong đầy vẻ thỏa mãn cùng cảm động, cuối cùng bỏ qua chút do dự gật nhẹ đầu một cái. Mọi người thấy Cố Việt Trạch đột nhiên đi lên trên khán đài, theo bản năng đem ánh mắt mình đặt vào trên người Cố Việt Trạch, ánh mắt đầy vẻ bát quái lại tò mò, không biết Cố Việt Trạch muốn làm gì. Chỉ có Diệp Oản Oản ngồi ở trong góc biết, tối nay, Cố Việt Trạch không chỉ muốn tuyên bố cùng cô giải trừ hôn ước, còn muốn ở đây công bố chuyện anh ta sẽ cùng Diệp Y Y đính hôn, đem mặt mũi cả nhà cô dẫm đạp nghiền ép trên đất. Bởi vì chuyện này cho nên kiếp trước cô huyên náo một trận lớn làm cho cả buổi tiệc đều bị phá hủy, đó cũng là lúc cô mất hết tất cả mặt mũi của bản thân cùng ba mẹ mình. Đời này, hết thảy mọi chuyện dường như lại tiếp tục tái diễn. Mọi người, thật xin lỗi, cho phép tôi xin một chút thời gian quý báu của mọi người. Cố Việt Trạch cầm lấy micro, đột nhiên mở miệng nói. Ánh mắt của toàn bộ mọi người đều tập trung ở trên người đàn ông cao lớn anh Tuấn đang đứng ở trên khán đài, chờ đợi lời kế tiếp của anh ta. Diệp Oản Oản ngửa đầu, uống một miếng nước trà cuối cùng trong ly, sau đó, đứng lên. Diệp Mộ Phàm thấy Diệp Oản Oản đứng dậy, thần sắc nhất thời căng thẳng, theo bản năng đè tay của cô xuống, Diệp Oản Oản, cô muốn làm cái gì? Đôi môi màu anh đào của Diệp Oản Oản hơi hơi dương lên thêm mấy phần, ung dung thản nhiên rút ra bàn tay của mình đang được Diệp Mộ Phàm nắm lại, nói chuyện này không có quan hệ gì với anh cả, mọi chuyện cứ để em lo. Chương 353, tuyên bố một chuyện. Diệp Mộ Phàm tức giận nhưng cũng không thể làm thêm được gì, chỉ có thể nhìn Diệp Oản Oản từng bước một đi về phía hai người Cố Việt Trạch cùng Diệp Y Y đang đứng ở trên khán đài. Con vừa mới nói rồi mà, Oản Oản vừa nhìn thấy Cố Việt Trạch liền mất đi lý trí, thế mà ba mẹ vẫn còn bảo vệ cho nó, bây giờ thì ba mẹ đã tin lời của con chưa? Diệp Mộ Phàm bên trong đáy mắt ẩn chứa một tia đau xót, ngón tay đặt bên người đều đã bị bóp trắng bệch. Nếu như không phải là bởi vì tên khốn kiếp này, quan hệ giữa anh cùng với em gái sẽ biến thành như thế này sao? Lương Uyển Quân nhìn con gái mình trong mắt tràn đầy vẻ lo âu nói, Mộ Phàm, con đừng nói Oản Oản như vậy, Oản Oản lần này thực sự đã thay đổi rất nhiều rồi, mẹ tin tưởng em con sẽ không làm việc theo cảm tính nữa đâu. Diệp Thiệu Đình thở dài, không nói gì, coi như là con gái ông mất khống chế xúc động làm ra chuyện không nên làm. Nhưng ông là người làm ba mà ngay cả hạnh phúc của con gái mình đều không cách nào giữ được, bây giờ có tư cách gì trách cứ cùng ngăn cản con mình đây. Phát hiện có một thân ảnh mặc đồ đỏ đang hướng về phía khán đài, ánh mắt của mọi người nhất thời chuyển từ trên người Cố Việt Trạch cùng Diệp Y Y đến trên người của Diệp Oản Oản. Dù sao với một thân tướng mạo cùng khí độ này Diệp Oản Oản thật sự là quá thu hút sự chú ý của người khác, chỉ cần cô xuất hiện ở chỗ nào thì đương nhiên sẽ hấp dẫn tầm mắt của tất cả mọi người ở chỗ đó. Cố Việt Trạch nhìn cô gái đang chậm rãi đi lên trên khán đài, sắc mặt lạnh xuống. Bình tĩnh mà xem xét lại thì hôm nay Diệp Oản Oản quả thật đã làm cho anh ta nhìn với một cặp mắt khác xưa, nhưng giới hạn cũng chỉ dừng lại ở đây thôi,
anh sẽ không thể nào cưới một con gái bị vứt bỏ không có chỗ dùng cùng lợi dụng như thế. Phụ nữ như vậy có lẽ có thể làm tình nhân, bạn giường nhưng tuyệt đối không có tư cách trở thành vợ của Cố Việt Trạch được. Diệp Oản Oản dây dưa như vậy, mặc dù coi như thỏa mãn lòng hư vinh của đàn ông, nhưng làm quá mức liền muốn chọc cho người ta chán ghét không có cảm tình, nhất là vào thời điểm trọng yếu như ngày hôm nay. Trong nháy mắt khi Diệp Oản Oản đến gần Cố Việt Trạch lập tức đem Diệp Y Y bên cạnh mình kéo lại gần che chở một chút, trên mặt cũng đầy vẻ cảnh giác phòng bị, Diệp tiểu thư, có chuyện gì sao? Trong lúc đó, Diệp Oản Oản mặt như tranh vẽ chậm rãi mỉm cười, khách khí mở miệng, Cố tiên sinh, có thể đem micro cho tôi mượn dùng một chút được không? Một nụ cười kia, quả thật là, yên thị mị hành, điên đảo chúng sinh. Dưới đài trong nháy mắt một hồi âm thanh hít khí lạnh vang lên. Ngay cả Cố Việt Trạch cũng hoảng hốt chớp mắt một cái rồi, trong hai con người đen láy âm trầm lạnh lùng hơi hơi nheo lại, mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu hướng cô gái trước mặt đánh giá. Diệp Oản Oản cũng không có nói chuyện tiếp chỉ lẳng lặng chờ đợi. Lúc này mọi người ở dưới khán đài đã sôi sùng sục, tất cả mọi người đều đang kích động thấp giọng nghị luận. Qua, tân hoan cựu ái, người mới người cũ cùng nhau lên sân khấu nha. Thật bùng nổ a. Cái người Diệp Oản Oản này lại muốn ồn ào chuyện gì nữa đây? Sẽ không phải là ngay trước mặt mọi người tỏ tình hoặc là chính là khóc lóc om sòm gây chuyện chứ? Dù sao loại chuyện này cô ấy cũng làm không ít lần rồi. Nhìn Diệp Oản Oản đột nhiên đi lên khán đài, mặt của Diệp Hồng Duy nhất thời có chút khó coi, đang muốn để cho người đi ngăn cản nhưng lại thấy lúc này trên khán đài Cố Việt Trạch đã đem micro trong tay đưa cho Diệp Oản Oản. Cảm ơn, Diệp Oản Oản tiếp lời cầm micro. Khách khí nói tiếng cảm ơn. Cố Việt Trạch thần sắc lãnh đạm thờ ơ, từ chối cho ý kiến. Diệp Y Y có chút lo âu ngẩng đầu nhìn về hướng Cố Việt Trạch, Cố Việt Trạch nhìn lại Y Y cho một ánh mắt an tâm. Vô luận Diệp Oản Oản muốn ầm ĩ gây chuyện như thế nào thì anh ta cũng không muốn ngăn cản, ngược lại, nếu Diệp Oản Oản càng náo đối với anh ta càng có lợi. Kính chào các vị khách mời đang có mặt ngày hôm nay, các vị khỏe chứ? Cảm ơn mọi người hôm nay đã đến. Diệp Oản Oản không nhanh không chậm nói lấy mấy lời xã giao. Chương 354, tôi đã có người mình thích rồi. Khí thế kia không chút nào kém cạnh so với màn phát biểu vừa rồi của Diệp Y Y, ngược lại, bộ dạng nhàn tản đình mạn cùng vẻ mặt bình tĩnh như vậy càng hiện ra tư thái của chủ nhân. Sau màn chào hỏi, Diệp Oản Oản rốt cuộc tiến vào vấn đề chính, hôm nay, nhân dịp các vị họ hàng thân thiết bạn bè thâm giao có mặt tại đây. Thân là một vãn bối tôi muốn xin chút thời gian của mọi người để tuyên bố một chuyện. Tuyên bố một chuyện. Dưới đài nhất thời vang lên một trận nghị luận, bọn họ đều tò mò muốn xem Diệp Oản Oản rốt cuộc chuẩn bị làm cái gì. Lúc này ông Diệp đã gọi quản gia Hoàng Minh Khôn tới, để cho ông ta chuẩn bị xong những câu trả lời cho chuyện sắp diễn ra. Mà trong con người Hoàng Minh Khôn chợt hiện lên tinh quang, lập tức gọi tới một nhóm bảo an cách đó không xa đứng canh chừng. Diệp Mộ Phàm gắt gao nhìn chằm chằm người trên khán đài, đem một ly rượu đầy uống một hơi cạn sạch. Âm thanh véo von vang lên trong phòng tiệc. Các vị đều biết, tôi cùng với Tổng Giám Đốc Tập đoàn Cố thì Cố Việt Trạch tiên sinh có hôn ước với nhau. Nghe đến đó, mọi người nhất thời lộ ra biểu tình quả nhiên như vậy, bọn họ biết ngay là Oản Oản muốn nói chuyện này mà. Đây là muốn, tuyên bố chủ quyền bức người khác đi vào khuôn khổ sao. Mắt thấy người ta song túc song tê. Hoàn toàn không để ý mình, vị hôn thê chân chính có thể không vội sao? Diệp Thiệu Đình hiện tại đã biến thành như vậy, bị đuổi ra khỏi nhà, còn thiếu nợ đầy người, đương nhiên cô ấy muốn ôm chặt cây cổ thụ như Cố Việt Trạch này rồi. Mọi người ở đây rều châu đầu ghé tai lại nghị luận, trên khán đài, Oản Oản vẫn tiếp tục mở miệng nói, nhưng thật xin lỗi, hôm nay ở chỗ này, tôi vẫn phải tuyên bố cùng mọi người một chuyện, tôi, Diệp Oản Oản. Từ nay trở về sau, chính thức cùng Cố Việt Trạch tiên sinh giải trừ hôn ước. Trong nháy mắt khi một chữ cuối cùng của Diệp Oản Oản hạ xuống, toàn bộ bên trong phòng tiệc hoàn toàn im lặng đến nỗi cây kim rơi xuống cũng có thể nghe tiếng. Tất cả mọi người đều không phản ứng kịp lời Diệp Oản Oản mới nói rốt cuộc là có ý gì. Không biết qua bao lâu, sự yên tĩnh bên trong phòng tiệc mới ầm ầm nổ tung. Mới vừa rồi Diệp Oản Oản nói cái gì vậy? Cô ta muốn giải trừ hôn ước, thật sự là điên rồi sao? Người giống như kẹo cao su, keo dán một mực muốn dây dưa đến cùng không chịu buông tay với Cố Việt Trạch, Diệp Oản Oản kia giờ lại chủ động giải trừ hôn ước sao? Gạt người thật mà, điều này thật khó tin. Chấm chấm. Trên khán đài, sắc mặt của Cố Việt Trạch trong nháy mắt lạnh đến cực hạn.
Diệp Oản Oản lại có thể chủ động nói ra chuyện muốn giải trừ hôn ước với anh ta. Mặc dù anh ta vốn cũng chuẩn bị vào ngày hôm nay tuyên bố chuyện này, nhưng bây giờ lại bị Diệp Oản Oản nói trước mình, chuyện này liền chuyển thành Diệp Oản Oản đá anh ta. Dưới sự kích động, Cố Việt Trạch một tay giữ lại cổ tay của Diệp Oản Oản nói, Diệp Oản Oản. Cô đang nói cái gì vậy? Diệp Oản Oản sắc mặt không chút nào chấn động, lạnh giọng mở miệng, Cố tiên sinh, tôi hiểu sự phẫn nộ của anh, nhưng thật xin lỗi, tôi đối với anh đã không còn cảm tình, xin anh hãy tự trọng, đừng ở trước mặt các vị tân khách làm ra hành động khó coi như vậy. Lời nói của Diệp Oản Oản, thông qua micro truyền đến trong tai của mỗi người. Cô, anh ta huyên náo khó coi sao? Cố Việt Trạch tức giận đến hô hấp cứng lại, Diệp Oản Oản, cô muốn dùng chiêu lạt mềm buộc chặt sao? Cô cho rằng nếu cô làm như vậy tôi sẽ nhìn cô thêm một cái sao? Cô cũng có phần quá tự đề cao mình rồi. Diệp Oản Oản rút tay về, vặn vẹo cổ tay một cái, nhàn nhạt nói, Cố tiên sinh, anh đã quá để ý mình rồi, sợ là do anh suy nghĩ quá nhiều thôi, tôi đối với anh quả thật đã không có cảm tình, tôi đã có người mình thích rồi. Vẻ mặt của Diệp Oản Oản quá mức bình tĩnh, nhìn về phía Cố Việt Trạch không có bất cứ dao động gì, ở trong mắt tất cả mọi người thoạt nhìn càng không giống người cố ý diễn trò. Có người mình thích sao? Nghe nói như vậy, Cố Việt Trạch không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt nhất thời cứng đờ. Chẳng lẽ là... Diệp Oản Oản nhìn biểu tình của Cố Việt Trạch, tiếp tục mở miệng nói, Cố tiên sinh cuối cùng nhớ ra rồi sao? Người yêu của tôi anh cũng đã gặp qua rồi đó. Tôi nghĩ, anh hẳn cũng không hy vọng bắt buộc tôi ngay trước mặt mọi người nói ra tên của anh ấy chứ. Tại thời điểm Diệp Oản Oản vừa nói xong những lời này, điện thoại di động trong tay cô chợt lóe sáng, biểu hiện trạng thái đang gọi cho người khác. Chương 355, gọi điện thoại cho Tư Dạ Hàn. Tại thời điểm Diệp Oản Oản vừa nói xong những lời này, điện thoại di động trong tay cô chợt lóe sáng, biểu hiện trạng thái đang gọi cho người khác. Vài phút trước đó, bên ngoài nhà cũ Diệp gia, ẩn trong bóng tối có một người nào đó ngồi trong xe, người đàn ông sắc mặt trong trẻo lạnh lùng ngồi ở trên ghế sau. Phía trước ghế lái, Hứa Dịch yên lặng ngồi không nhúc nhích, tư thế này đã duy trì được hơn nửa giờ đồng hồ rồi. Đáng lẽ bây giờ phải quay về Cẩm Viên, nhưng ông chủ của anh ta lại đột nhiên bắt anh đổi phương hướng, nói là đi đến một chỗ bất động sản khác, kết quả nửa đường đi tới chỗ đó, ông chủ đột nhiên bảo anh ta dừng xe. Anh ta đang khó hiểu thắc mắc tại sao ông chủ phải đi đến chỗ bất động sản mà trước giờ chưa bao giờ đi qua, sau đó lại muốn anh ta nửa đường dừng xe rồi anh ta mới phát hiện ra chỗ đậu xe vừa vặn chính là khu lân cận của nhà cũ Diệp gia. Trời ạ, đi đến nơi bất động sản khác là giả. Cố ý đi ngang qua nhìn ái phi của mình mới là thực sự đi. Thời điểm Hứa Dịch đang nôn ói trong lòng thì điện thoại di động của Tư Dạ Hàn đột nhiên vang lên, trái tim nhỏ của Hứa Dịch sợ đến mức đột nhiên nhảy dựng lên. Tiếp theo anh ta lấy ánh mắt liếc xéo qua một cái, liền phát hiện tên người gọi đến là Diệp Oản Oản. Đệt, cô gái này bây giờ không phải là ở bên trong tham gia tiệc mừng thọ của ông nội cô ấy sao? Lúc này gọi điện thoại cho ông chủ làm gì chứ? Trong lòng đang rối loạn. Từ chỗ ngồi phía sau, Tư Dạ Hàn hơi dừng lại một lát, nhấn nút kết nối. Một giây kế tiếp, giọng cô gái liền từ trong điện thoại di động phát ra. Cố tiên sinh, có thể hay không đem micro cho tôi mượn dùng một chút? Nghe được câu này, chỗ ngồi phía sau, ánh mắt của ông chủ anh không thể nhận ra âm trầm thêm vài phần. Hứa Dịch rất sửng sốt, không hiểu câu nói này là có ý gì. Diệp Oản Oản thật giống như đang nói chuyện cùng với người khác mà đối tượng đang nói chuyện còn họ Cố sẽ không phải là Cố Việt Trạch đi. Sau đó, lời nói của Diệp Oản Oản lần lượt truyền ra. Kính chào các vị khách mời đang có mặt ngày hôm nay, các vị khỏe chứ? Đóng ngoặc vuông. Hôm nay ở chỗ này, tôi vẫn phải tuyên bố cùng mọi người một chuyện. Tôi, Diệp Oản Oản, từ nay trở về sau, chính thức cùng Cố Việt Trạch tiên sinh giải trừ hôn ước. Cố tiên sinh, tôi hiểu sự phẫn nộ của anh. Nhưng thật xin lỗi, tôi đối với anh đã không còn cảm tình. Tôi đã có người mình thích rồi. Cùng lúc đó, bên trong phòng tiệc, Cố Việt Trạch nghe xong lời uy hiếp của Diệp Oản Oản, con người chợt sáng lên vẻ lạnh lẽo. Anh ta đương nhiên không hy vọng mọi người đều biết, vị hôn thê của Cố Việt Trạch lại thành người phụ nữ của Tư Dạ Hàn. Nếu đó là một người đàn ông tùy tiện nào đó, anh ta tự nhiên có thể khinh thường. Thậm chí toàn bộ công tử nhà giàu ở đế đô cũng không có mấy người đủ tiêu chuẩn để anh ta kiêng kỵ. Nhưng cố tình lịa là hết lần này tới lần khác người đó lại là Tư Dạ Hàn. Người mà dù có dùng đến gia thế hiển hách như anh ta ngửa mặt trông lên cũng không có tư cách tồn tại.
Tại thời điểm Cố Việt trạch mặt lạnh trầm xuống, làn váy của Diệp Oản Oản di chuyển một cái, nhanh nhẹn rời đi. Ở dưới sảnh, các công tử thế gia tụ ba tụ năm chung một chỗ, thán phục liên tục. Đệt, CMN, tôi có nhìn lầm hay không? Cố đại công tử của chúng ta bây giờ là bị người ta đá sao? Phốc, nào chỉ là bị người ta đá, vị hôn thê ngay trước mọi người tuyên bố yêu người đàn ông khác, muốn giải trừ hôn ước, trên đầu đều bị cắm sừng lớn rồi. Không nghĩ tới Cố đại công tử cũng có hôm nay à. Cố Việt trạch tối nay vốn là muốn dùng bộ dạng vô cùng hoàn mỹ, giải trừ hôn ước, sau đó tuyên bố tin tức cùng Diệp Y Y đính hôn, trong lúc đó nếu Diệp Oản Oản có hành động thất thố nào thì chuyện đó đối với anh ta càng có tác dụng lớn hơn. Nhưng anh ta không thể nghĩ tới, cuối cùng anh ta lại bị Diệp Oản Oản bày ra một màn này, hiện tại anh ta trở thành người bị bỏ rơi, đối với đàn ông mà nói đây là chuyện mất mặt nhất. Không chỉ có Cố Việt trạch, khuôn mặt nhỏ nhắn ôn nhu uyển chuyển của Diệp Y Y cũng hoàn toàn cứng lại. Rõ ràng chính Diệp Oản Oản mới là người bị Cố Việt trạch đá cùng ghét bỏ, nhưng lại bị Diệp Oản Oản náo loạn làm cho sự thật đổi trắng thay đen, dẫn đến người ngoài nhìn vào biến thành chuyện cô Diệp Y Y nhặt lại người đàn ông mà Diệp Oản Oản không cần. Chương 356, dẫn về nhà cho ba mẹ nhìn một chút. Oản Oản. Diệp Mộ Phàm vào lúc này đã hoàn toàn thanh tỉnh, nhìn biểu tình của Diệp Oản Oản quả thật như đang gặp quỷ. Lương Uyển Quân cùng Diệp Thiệu Đình cũng mặt đầy khiếp sợ. Hiển nhiên cũng không ngờ tới con gái mình sẽ làm chuyện như vậy. Oản Oản, con, mấy lời con mới vừa nói đến đều là thật sao? Lương Uyển Quân khẩn trương truy hỏi. Diệp Oản Oản trước khi tới đây đã cẩn thận cân nhắc qua, trước kia bởi vì cô không có qua lại cùng ba mẹ mình nên cũng chẳng có chuyện gì dễ dàng đụng độ cả. Nhưng bây giờ, cô cùng với Tư Dạ Hàn ở chung một chỗ, chuyện này nếu muốn giấu giếm quả thật rất khó, sớm muộn gì cũng có một ngày bọn họ sẽ phát hiện ra chuyện đó. Thay vì để cho cha mẹ mình suy đoán cùng hoài nghi lung tung, tránh cho những người không biết chuyện rõ ràng ăn nói bậy bạ làm ảnh hưởng đến tình cảm của ba mẹ với mình, cho nên không bằng cô trước tiên cứ nói ra để trừ bỏ tai họa ngầm này. Vì vậy, Diệp Oản Oản gật đầu một cái mở miệng nói, cha, mẹ, đó là sự thật đấy. Lương Uyển Quân vui mừng quá đổi hỏi tiếp, vậy đối phương là người nơi nào? Bao nhiêu tuổi, hiện đang làm gì, có đáng tin hay không? Diệp Oản Oản có chút bất đắc dĩ mở miệng nói, mẹ à, hôm nay không có tiện để nói tỉ mỉ về chuyện này, sau này có thời gian con sẽ cặn kẽ giải thích với ba mẹ, sau đó sẽ dẫn người về nhà cho ba mẹ nhìn một chút, có được không? Cô đã cân nhắc qua mọi chuyện, cô vẫn cảm thấy nếu kéo dài quan hệ như vậy không phải là biện pháp, cô phải nghĩ ra biện pháp để cho Tư Dạ Hàn không còn bài xích người bên cạnh cô nữa. Diệp Oản Oản nói tới chỗ này, đột nhiên nghe trong điện thoại truyền tới một trận âm thanh huyên náo. Lúc này mới phát hiện ra điện thoại trên tay của cô chưa tắt, mà Tư Dạ Hàn cũng từ đầu đến cuối không có cắt đứt. Diệp Oản Oản hoài nghi đem di động cúp. Đó là cái gì, âm thanh gì vậy? Cô mới vừa rồi nói không sai điều gì chứ? Nghe được lời con gái mình nói xong, Lương Uyển Quân cùng Diệp Thiệu Đình rốt cục cũng yên lòng, gật đầu liên tục. Diệp Oản Oản đứng ở trước mặt ba mẹ mình, trên mặt đầy vẻ dịu dàng nhu thuận mỉm cười. Ba, mẹ, chúng ta về nhà đi. Được, được. Cho đến giờ phút này, hai vợ chồng họ đã hoàn toàn xác định được, người con gái điêu ngoa tự do phóng khoáng lại xúc động hành động theo cảm tính thực sự đã thay đổi rồi. Trước khi đi, người một nhà Diệp Oản Oản đến trước mặt ông nội cô muốn nói lời tạm biệt. Diệp Thiệu Đình cùng Lương Uyển Quân lo lắng lão gia tử trách cứ Oản Oản, đang muốn mở miệng nói chuyện thì. Nhưng không đợi lão gia tử nói chuyện khó dễ, Diệp Oản Oản đã cúi thấp đầu, chủ động nhận sai áy náy nói, ông nội. Thật xin lỗi, Oản Oản hôm nay quá xúc động, nhưng là tiếp tục như vậy thì đối với cháu, đối với Cố Việt trạch hay đối với Y Y đều là một loại thống khổ, chi bằng cứ giải quyết dứt khoát chuyện này đi. Trước kia là con chấp niệm quá sâu, hiện tại con đã nghĩ thông suốt rồi, con muốn có cuộc sống riêng của mình. Diệp Oản Oản lúc nói chuyện thần sắc ẩn nhẫn đau khổ, dường như giấu vô số ủy khuất cùng kiềm nén nỗi khổ trong lòng. Diệp Hồng Duy vốn là nổi giận trong lòng. Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng nha đầu nhỏ này rũ đầu xuống cắn môi lại không khỏi không tức giận được nữa. Ông muốn trách mắng Oản Oản tại sao lại tự tiện nói ra lời giải trừ hôn ước. Nhưng nghĩ lại thì hôn ước giữa cháu gái này cùng tiểu tử Cố gia kia quả thật đã sớm hữu danh vô thực, đúng như lời Oản Oản nói, lôi kéo chuyện này đối với ba người bọn họ đều không có lợi, dù sao thì cũng ảnh hưởng đến người cháu gái mà ông yêu quý nhất Diệp Y Y. Về phần Oản Oản ngay trước mặt mọi người nói giải trừ hôn ước là bởi vì có người mình thích, trên lưng mang tội danh phản bội vị hôn phu.
nhưng nguyên nhân như thế này lại càng không rõ ràng. Cuối cùng, dưới tình trạng vẫn có hôn ước mà Cố Việt Trạch ngang nhiên trước mặt mọi người cùng Y Y xuất hiện có đôi có cặp, vì vậy ông bây giờ cũng không có cách gì chỉ trích hành động của Diệp Oản Oản. Vì vậy đến cuối cùng, Diệp Hồng Duy nhưng lại phát hiện mình không thể nói ra một câu trách cứ nào cả. Ngược lại, nhìn thấy cháu gái thường ngày một lòng đuổi theo sau lưng tiểu tử Cố gia kia, chủ động vứt bỏ hết thảy, nhưng thật ra ông lại cảm thấy Oản Oản có vài phần khí phách mà người Diệp gia bọn họ nên có. Được rồi, lần sau không được như vậy nữa, trở về đi. Một hồi sau, Diệp Hồng Duy cũng chỉ nói bốn chữ này. Diệp Oản Oản nhu thuận gật đầu, vâng, ông nội gặp lại sau, ông nội ông nhớ bảo trọng thân thể, con sẽ thường xuyên sang đây thăm ông. Trong ngày thường Diệp Hồng Duy không cho phép cả nhà bọn họ tới nhà cũ, giờ phút này nghe được lời nói của Diệp Oản Oản, thế nhưng cũng không nói không cho phép, chỉ tùy ý gật đầu một cái xem như trả lời. Chương 357, anh ấy chỉ là người bình thường. Khụ, ông chủ, à, thật xin lỗi. Cái chân này thật là gây họa mà. Mới vừa nghe Diệp Oản Oản nói muốn dẫn ông chủ của mình đi gặp ba mẹ cô ấy, dưới sự kích động Hứa Dịch không cẩn thận đạp một cước lên chân ga. Hứa Dịch sợ đến mức hồn vía lên mây, nơm nớp lo sợ vội vàng nhặt điện thoại bị rớt lên đặt vào trong tay ông chủ của mình. Sau đó vừa nâng mắt liền thấy, trên mặt của ông chủ mình, lộ ra vẻ mặt xưa nay chưa từng thấy qua. Như là gặp đại địch, càng giống như gặp chuyện cực kỳ khó giải quyết. Bất quá có thể xác định chính là, không hề có dấu hiệu tức giận. À, ông chủ sẽ không phải bởi vì phải gặp mặt ba mẹ vợ mà khẩn trương chứ. Hứa Dịch vội vàng bỏ đi suy nghĩ lung tung trong đầu nói, khụ, ông chủ, chúng ta phải đợi Oản Oản tiểu thư cùng về sao? Không cần, quay về Cẩm Viên. Vâng. Chấm. Tiệc mừng thọ tiến hành đến khi kết thúc, các khách mời lần lượt rời khỏi. Diệp Y Y cùng Cố Việt Trạch sắc mặt gắng gượng ở cửa tiễn khách. Thời điểm ở kiếp trước, do hai người tuyên bố tin tức đính hôn, người đền chúc mừng nhiều vô kể ai ở đó cũng lần lượt tiến đến nói lời chúc phúc, vì vậy lúc tiễn khách khuôn mặt đầy vẻ vui mừng. Nhưng cùng một sự việc lại khác thời gian, sau khi Diệp Oản Oản sống lại cũng giờ phút này, cũng sự việc này lại để cho hai người kia đối mặt với ánh mắt khác thường của khách mời. Diệp Oản Oản từ trong nhà cũ đi ra, ánh mắt nhìn thấy phía xa xa có một chiếc xe màu đen chậm rãi rời đi, trong chớp mắt không khỏi hoảng hốt. Chiếc xe kia, thoạt nhìn thật sự rất quen thuộc. Oản Oản, có chuyện gì sao con? Lương Uyển Quân hỏi. Mẹ, không có việc gì đâu. Diệp Oản Oản lắc đầu một cái, sau đó kéo tay của mẹ mình mở miệng nói, ba mẹ, chúng ta về nhà đi. Hành lý của ba mẹ con đã cho người chuyển tới biệt thự rồi. Lương Uyển Quân nghe vậy, lo âu nhìn Diệp Oản Oản một cái, Oản Oản, con thực sự đem căn nhà kia chuộc về rồi sao? Diệp Thiệu Đình cũng trầm giọng nói, theo ba được biết thì cái nhà kia sau khi đem ra đấu giá thì được Trử Hồng Quang mua lại. Diệp Oản Oản gật đầu đáp, không sai, con chính là chuộc căn nhà đó về từ trong tay Trử Hồng Quang. Diệp Thiệu Đình nghe vậy một mặt kinh ngạc, đó là một con cáo già cơ mà, con làm thế nào mà. Diệp Oản Oản biết cha mẹ đang lo lắng cái gì, liền cho hai người một ánh mắt an tâm, ba mẹ, hai người yên tâm đi, nhà ở là con dùng cách chính đáng để lấy được. Có thời gian con sẽ giải thích mọi chuyện với ba mẹ. Lương Uyển Quân cùng Diệp Thiệu Đình nhìn con gái mình vẻ mặt vẫn lãnh đạm bình tĩnh như thường, trong lòng không khỏi liền an tâm lại, gật đầu một cái. Diệp Mộ Phàm đứng ở một bên, trong đầu không khỏi nhớ lại cảnh hôm đó Diệp Oản Oản ở trong điện thoại đối với mình nói, về sau ba mẹ do em chăm sóc và bảo vệ, mối thù của Diệp gia để em báo. Lúc đó anh chỉ cảm thấy ý nghĩ của em gái mình thật là hảo huyền, quá mức ngây thơ. Chỉ là nhất thời nổi hứng thôi, lại không nghĩ tới, chỉ trong thời gian ngắn ngủi mấy tháng mà thôi, em gái mình không chỉ nói được, mà đã làm được, hơn nữa làm đến loại trình độ này. Lương Uyển Quân không biết nghĩ đến cái gì, muốn nói lại thôi nhưng cuối cùng vẫn hỏi một câu, Oản Oản à, tình trạng của nhà chúng ta, bạn trai con có biết không? Diệp Oản Oản gật đầu đáp, dạ, anh ấy đương nhiên là đã biết rồi. Vậy cậu ta cũng không để ý sao? Điều mà Lương Uyển Quân cùng Diệp Thiệu Đình lo lắng nhất chính là vì nguyên nhân hoàn cảnh gia đình mình mà ảnh hưởng đến hạnh phúc của con gái, vì vậy mới lên tiếng hỏi rõ vấn đề này. Vì để cho ba mẹ yên tâm, Diệp Oản Oản âm thầm suy nghĩ một lúc, sau đó quả quyết mở miệng nói, ba mẹ, hai người yên tâm đi, anh ấy không phải là người ở trong giới như chúng ta, chỉ là một người, người bình thường đi làm cho gia đình, là người vô cùng thành thật trung hậu, dáng dấp cũng đặc biệt bình thường. Diệp Oản Oản cảm thấy,
lời nói dối này đã dùng hết khả năng công lực cả đời của cô rồi. Diệp Thiệu Đình nghe xong quả nhiên an tâm, một mặt vui mừng mở miệng nói, thật sự sao? Người bình thường cũng được à? Không cần đại phúc đại quý, coi như dáng dấp bình thường một chút cũng không có gì, chỉ cần đối với con tốt là được rồi. Lương Uyển Quân cũng tỏ vẻ rất hài lòng tiếp lời, đàn ông có tiền liền dễ dàng trở nên hư hỏng, quá đẹp cũng không an toàn, mẹ cũng lo lắng con khống chế không được, chỉ cần như con nói là rất tốt rồi. Diệp Oản Oản, khụ, dạ. Chương 358, được tiện nghi lại khoe mẽ. Mấy người Diệp Oản Oản đang muốn rời đi, sau lưng đột nhiên truyền tới âm thanh của Lương Gia Hào. Chị, Lương Uyển Quân thân hình hơi ngừng lại. Ánh mắt nhìn Lương Gia Hào không có lấy một tí cảm tình nào. Đã từng là người em trai mà bà hết lòng thương yêu, bây giờ đối với ông ta thương nhiều bao nhiêu liền có thất vọng bấy nhiêu, thất vọng tích tụ quá nhiều, bây giờ thương tâm khổ sở cũng không còn, chỉ còn lại sự chết lặng mà thôi. Chị, hai người thật sự muốn dọn đi sao? Lương Gia Hào hỏi. Lương Uyển Quân nhìn về phía con gái mình, ánh mắt kiên định đáp, ừ, anh chị cũng đã làm phiền hai người một thời gian dài rồi. Chị, em. Lương Gia Hào thở dài nói, em biết chị và anh rể ban đầu đã giúp đỡ vợ chồng em rất nhiều, thật xin lỗi, em cũng thật sự là vì quá khó xử nên mới phải làm vậy thôi. Vậy công ty bên kia, anh rể còn có đi làm không? Diệp Oản Oản đứng ở một bên cười lạnh một tiếng, ông cậu này của cô nói nhiều như vậy, chính là muốn hỏi ba cô có tiếp tục đi làm ở công ty nữa hay không thôi. Năng lực làm việc của ba cô quá cao, có thể một mình làm việc của nhiều người, thậm chí còn làm như trâu như ngựa. Dĩ nhiên ông cậu này không nỡ bỏ qua nguồn lao động tạo ra lợi nhuận lớn như vậy rồi. Người cậu này của cô căn bản không có tí năng lực quản lý gì cả, khoảng thời gian này có ba cô lo liệu mọi chuyện, công việc của ông ta quá nhẹ nhàng thoải mái buông lỏng không biết bao nhiêu. Có thể nói người một nhà này được tiện nghi lại còn muốn khoe mẽ. Không chờ để ba mẹ trả lời, Diệp Oản Oản đã mở miệng nói, đúng như lời em họ đã nói. Chúng tôi phận làm con làm sao có thể để cho ba mẹ mình ở bên ngoài bôn ba mệt nhọc được. Một câu nói, hoàn toàn phủi sạch quan hệ cùng một nhà Lương Gia Hào. Nếu mấy người đó là người thân thích thì việc chiếu cố có thể tạm được, nhưng người một nhà này đều khinh người quá đáng dù không nhớ đến công lao thì cũng phải nghĩ về khổ lao của người khác chứ, nhưng những người này ngay cả một người xa lạ cũng không bằng. Sau lưng, Phương Tú Mai nghe xong một chút nhất thời nóng nảy, như vậy sao được? Công ty còn có công việc bề bộn như vậy mà anh ấy mới làm được một nửa. Anh ấy giờ bỏ đi như vậy cũng quá là không có tính chịu trách nhiệm đi. Diệp Oản Oản cười một tiếng, ồ, không chịu trách nhiệm. Vậy không bằng để ba tôi đến làm ông chủ đi, lúc đó trách nhiệm tự dưng có thôi. À, mà đột nhiên tôi nghĩ đến chuyện này, công ty này ban đầu cũng là do ba tôi đầu tư tiền vào để xây dựng đi. Cô nằm mơ đi. Phương Tú Mai mặt nhất thời liền biến sắc. Thua mợ bà lại nằm mơ. Diệp Oản Oản nói xong, nhẹ nhàng cười cười, giọng ra vẻ an tâm nói, mợ à, cũng không cần khẩn trương đâu, bất luận là ngôi nhà kia hay công ty, nhà chúng tôi cũng đều không có hứng thú, dù sao thì nhà tôi cũng không có sở thích đem xương đã ném đi nhặt trở về. Lời nói này rõ ràng là đang giễu cợt cả nhà bọn họ không bằng chó lợn mà. Diệp Oản Oản cũng lười cùng người một nhà này tiếp tục cãi vã, trực tiếp kéo ba mẹ mình rời đi. Phương Tú Mai ở phía sau giận đến tức chết, hướng về phía Lương Gia Hào tức giận mắng, anh cứ như vậy trơ mắt đứng nhìn em bị tiểu nha đầu kia khi dễ, ngay cả một câu cũng đều không nói vậy sao? Thật là tức chết đi mà. Thấy Lương Gia Hào trầm giọng không nói lời nào, Phương Tú Mai đẩy ông ta một cái, anh nói một câu gì đi. Diệp Thiệu Đình rời đi, công ty bên kia một chuyện lớn nhỏ ai có thể làm được đây? Lương Thi Hàm mắt đầy vẻ căm ghét nhìn chằm chằm sau lưng Diệp Oản Oản, mẹ kiếp, đi thì đi. Dù sao đó cũng chỉ là mấy cái chó nhà có tang mà thôi, đắc ý cái gì, công ty không có ông ta chẳng lẽ không được sao? Phương Tú Mai hít sâu một hơi nói, Thi Hàm nói đúng, đó chính là mấy cái chó nhà có tang, có cái gì tốt để kiêu ngạo cơ chứ, sau này gì Mỹ Huyên cùng chị Y Y của con sẽ ra tay giúp đỡ cho nên công ty chúng ta sẽ ổn thôi. Lương Thi Hàm gật đầu liên tục nói, hiện tại hơn một nửa giới giải trí đều là tập đoàn dưới tay Diệp Thị của Dược, chị Y Y là tổng giám nghệ sĩ Hoàng Thiên. Anh rể là tổng giám đốc Hoàng Thiên, bọn họ ngay cả một công việc để làm cũng không có, lại còn vọng tưởng muốn xoay mình, quả thật là ý nghĩ hảo huyền mà. Kim Đô Bích Hải, con còn có việc, đi trước, đã đi đến cửa rồi nhưng Diệp Mộ Phàm lại không có vào trong. Mộ Phàm, đã trễ thế này, con còn muốn đi đâu vậy?
Lương Uyển Quân một mặt bất đắc dĩ nhìn theo bóng dáng con trai mình đang rời đi. Một bên Diệp Thiệu Đình sắc mặt trầm lại, giữa hai lông mày tràn đầy vẻ mệt mỏi nói, được rồi, không cần phải để ý đến nó nữa, chúng ta vào nhà thôi. Chương 359, tuyệt đối sẽ không vứt bỏ con. Ba mẹ, hai người đừng lo lắng, con sẽ giúp đỡ khuyên nhủ anh trai. Diệp Oản Oản an ủi, đáy mắt xẹt qua một chút ánh sáng lạnh lẽo. Hiện tại tình hình của anh trai cô, nếu muốn để cho anh ấy tỉnh ngộ nhất định phải cho một liều thuốc thật mạnh mới được, cô cần thật tốt chuẩn bị kế hoạch một chút. Oản Oản thật là ngoan, nhìn con gái, Lương Uyển Quân cùng Diệp Thiệu Đình lúc này mới thấy được an ủi mấy phần. Trong biệt thự có quản gia đặc biệt mỗi tháng phái người quét dọn giữ gìn kỹ càng, cho nên mặc dù đã lâu không có người ở nhưng vẫn như cũ gọn gàng sạch sẽ. Trong phòng những đồ trang trí tương đối quý trọng đều đã bị đem đi đấu giá nhưng những vật khác đều còn ở đây. Diệp Oản Oản nhìn lại nơi vô cùng quen thuộc này, hốc mắt không nhịn được có chút hồng hồng ẩm ướt. Cô rốt cuộc cũng trở về nhà mình rồi. Thật ra thì ngôi nhà này khá nhỏ, chẳng qua là ở tại khu vực khó có được nên rất đáng giá tiền, cộng thêm mẹ cô thực thích hoàn cảnh chung quanh cho nên trước đây mới một mực ở lại chỗ này, nơi này đã qua nhiều năm nhưng cũng không có thay đổi gì, diện tích nhà ở cũng không tính là lớn lắm. Bởi vì được xây từ cách đây một khoảng thời gian, nên về phong cách bên ngoài có chút không theo kịp thời đại. Sau này đợi cô kiếm được thật nhiều tiền cô sẽ mua cho ba mẹ mình những đồ còn tốt hơn như thế này nữa. Diệp Oản Oản sợ ba mẹ lo lắng, cho nên việc cô làm thuộc hạ dưới tay Trử Hồng Quang cũng chưa dám nói với hai người. Cô chỉ nói lúc trước cô có giúp qua một người bạn, lúc anh ta gặp khó khăn nhất cho anh ta mượn một khoản tiền. Vì vậy ngôi nhà này là do người bạn kia vì muốn trả ơn cô mà chuộc về. Hơn nữa bản thân bây giờ cũng đang cùng làm việc giúp đỡ lẫn nhau. Một nhà ba người đã lâu không gặp mặt vì vậy trò chuyện rất lâu. Ngoại trừ trò chuyện liên quan đến cô, Lương Uyển Quân cùng Diệp Thiệu Đình hỏi đến nhiều nhất chính là người vô cùng bình thường nhưng lại thành thật kia, bạn trai của cô. Oản Oản a, người con yêu thích kia, sẽ không phải là bạn của Diệp Bạch đi chứ? Lương Uyển Quân thử hỏi dò. Khụ, không phải là người bạn kia đâu, mẹ. Con biết mẹ và ba lo lắng cho con sợ con dẫm vào vết xe đổ, lại bị lừa gạt, nhưng ba mẹ yên tâm đi, anh ấy cùng với Cố Việt Trạch là hai người hoàn toàn khác nhau, cái gì mà thấy lợi quên nghĩa, cái gì mà vì tiền tài cùng quyền thế liền vứt bỏ con, bạn trai con anh ấy tuyệt đối không bao giờ làm những chuyện như vậy đâu. Diệp Oản Oản những lời này nói xong mặt không hề đổi sắc. Ha ha ha, đây chính là Tư Dạ Hàn đó, anh ấy chính là tiền tài cùng quyền thế hóa thân. Làm gì có cái tiền tài cùng quyền thế nào có thể làm cho anh thấy lợi quên nghĩa được chứ? Chờ quan hệ giữa hai con chín chắn hơn một chút nữa, con nhất định sẽ dẫn anh ấy tới cho ba mẹ xem mặt. Ừ, chờ con nghĩ được biện pháp có thể để cho đại ma đầu nhà cô nhìn qua, bình thường, một chút. Chấm chấm. Buổi tối, Diệp Oản Oản cùng ba mẹ trò chuyện thật lâu, bởi vì ngày thứ hai cô còn phải đi làm việc, lúc này mới lưu luyến không rời từ biệt cùng ba mẹ mình quay lại ký túc xá. Đêm lạnh như nước, trăng tròn treo trên đỉnh đầu trong hư không. Xe taxi chạy được nửa đường, Diệp Oản Oản chợt để cho xe taxi dừng lại, sau đó trả xong tiền xe, đi vào khu phố náo nhiệt ghé vào một quán ăn khuya. Tối nay tại tiệc mừng thọ của ông nội, cô gần như chưa ăn thứ gì, mới vừa rồi cùng ba mẹ nói chuyện phiếm cho nên không có để ý đến cơn đói, vào lúc này dạ dày cô đã bắt đầu điên cuồng kháng nghị rồi. Bên trong quán ăn, trang hoàng mặc dù không xa hoa lắm nhưng lại có vẻ giản dị, bốn phía tản ra mùi thơm của thức ăn xông thẳng vào mũi. So với phòng tiệc xa hoa kia thật ra thì thường thường loại địa phương này mới xác thật có thức ăn ngon. Được rồi, thật ra thì bởi vì cô tương đối khó ăn mà thôi, Diệp Oản Oản chọn một chỗ ngồi không người hơi có vẻ tĩnh lặng ở trong góc mà ngồi xuống. Người đẹp, cô muốn ăn gì? Ông chủ là một người trung niên, trong góc tối khi thấy rõ vẻ ngoài của cô gái nhất thời hoảng loạn. Sau đó vẻ mặt đầy ý cười cầm thực đơn trong tay đưa tới. Để tôi xem một chút a, cho tôi một phần sườn xào chua ngọt, một phần thịt kho, một phần cá diếc trưng, thêm 20 sâu thịt dê, 10 sâu thịt heo, 10 sâu sườn non. Hứa Dịch, không sai, ông chủ nhà anh ta tuyệt đối sẽ không thấy lợi quên nghĩa, ngài ấy chỉ có thể, thấy sắc quên nghĩa mà thôi. Chương 360, có người lừa bạn mình như vậy sao? Diệp Oản Oản một hơi gọi không ít món. Coi như là đãi mình một bữa, hơn nửa ở nơi này gọi nhiều đồ ăn như vậy cũng không tốn quá nhiều tiền. Ông chủ không khỏi quan sát Diệp Oản Oản thêm mấy lần, mấy cô gái hiện nay đều muốn giảm cân ăn uống điều độ, ông chưa bao giờ nghĩ tới lại còn có người không thèm quan tâm gì đến cân nặng của mình mà ăn uống bạt mạng như thế.
Đương nhiên là ông chủ thì ông vô cùng thích dạng khách hàng như thế này. Được rồi, cô chờ một chút tôi mang lên liền. Bên trong quán ăn lúc này bề bộn khá nhiều việc, ông chủ cũng không có dừng lại quá lâu, chỉ dùng giấy ghi chép, nhanh chóng xoay người rời đi. Diệp Oản Oản lấy điện thoại di động ra, vốn là muốn gửi cho Tư Dạ Hàn một tin nhắn, nhưng mà phía sau lại đột nhiên truyền đến một giọng nói có chút hơi quen quen. Ông chủ, cho tôi 5 chén sủi cảo. Diệp Oản Oản liếc mắt nhìn lại, chỉ thấy một chàng trai trẻ mặc áo khoác cao bồi cũ nát, bước nhanh đi vào bên trong quán ăn. Nhiếp, vô danh, Diệp Oản Oản sửng sốt một chút. Ngay sau đó, trong nháy mắt Diệp Oản Oản quay đầu đi chỗ khác, rất sợ Nhiếp vô danh nhận ra mình, thậm chí có chút hít chột dạ. Dù sao cô chỉ dùng 100 đồng lại có thể mua được một món đồ bảo bối từ trong tay anh ta như vậy, nếu tên này nhìn thấy cô lại hối hận đã bán cho cô thì làm sao bây giờ? Rất nhanh, Nhiếp vô danh tìm tới một cái bàn ngồi xuống, trong miệng không ngừng thúc giục, ông chủ nhanh lên một chút, tôi muốn sủi cảo muốn bánh bao nhân thịt nữa. Đúng rồi, sủi cảo bao nhiêu tiền một chén, một lát sau, Nhiếp vô danh tựa như nhớ ra cái gì đó, lại hỏi. 10 đồng, đang xào rau ông chủ trả lời. Ồ, chàng trai trầm tư chốc lát, khóe miệng khẽ nhúc nhích, phảng phất như đang làm ra quyết định trọng đại nào đó rồi nói, vậy mang tới 6 chén đi. Một lúc sau, 6 chén sủi cảo được ông chủ bưng lên bàn. Không tới mấy phút, sủi cảo liền bị Nhiếp vô danh quét một cái sạch sẽ. Ông chủ a, tôi ăn nhiều chén sủi cảo như thế, quán cơm của ông có tặng thêm chút thịt kho a, sườn kho cá kho hay cái gì khác không? Nhiếp vô danh một mặt mong đợi hỏi lại. Cậu nói đùa tôi đấy à? Ông chủ như bị chọc cười nói, 6 chén sủi cảo mới 60 đồng thôi, một đĩa thịt kho của tôi đã hơn mấy chục đồng rồi, cậu còn muốn tôi khuyến mãi sao? Ồ, Nhiếp vô danh suy nghĩ một chút, vậy quả thực không được rồi, như vậy ông lại đưa thêm cho tôi 2 chén sủi cảo nữa đi. Ông chủ liếc mắt nhìn Nhiếp vô danh, đoán chừng là cũng lười không muốn tiếp tục để ý đến cậu ta nữa. Nhiếp vô danh vừa dứt lời thì từ bên ngoài quán ăn lại có thêm một người nữa đi vào. Người đàn ông đó thân hình to con, trên người đầy cho bụi, đỉnh đầu đội một chiếc mũ công trường màu xanh lá, cặp mắt màu xanh lam, nhìn một cái thôi cũng biết đó là người nước ngoài rồi. Đội trưởng, anh ăn phân tại sao không gọi tôi đi cùng chứ? Người ngoại quốc đội mũ công trường, đặt mông ngồi ở trước mặt Nhiếp vô danh nghiêm nghị hỏi. Nghe lời nói này, thần sắc Nhiếp vô danh hơi đổi. Ông chủ, tôi muốn ăn phân, cho tôi ít phân đi. Người ngoại quốc kia ra vẻ mình rất thông thạo, nhìn về phía ông chủ rồi nói. Cách đó không xa, cơn thèm ăn của Diệp Oản Oản mới vừa nổi lên, nghe xong, trong nháy mắt cơm từ miệng trong phun ra. Cậu bị điên rồi sao? Tìm tới quán cơm của tôi mà muốn ăn phân. Nếu muốn ăn phân cậu nên đi đến nhà vệ sinh công cộng được không? Ông chủ nhìn chằm chằm người ngoại quốc, vẻ mặt không biết nói gì. Đừng đừng đừng, ông chủ, bạn này của tôi quốc ngữ không được tốt lắm. Anh ta nói ăn phân, thật ra thì có ý tứ là ăn cơm. Nhiếp vô đem ông chủ một bên kéo xuống, nhỏ giọng giải thích. Ông chủ, phía trên nhớ cho thêm một chút phân, không nên quá nhiều, nhưng mùi vị tốt hơn. Người ngoại quốc sờ cầm một cái, một mặt ngây thơ nói. Được được được, tôi đem phân cho cậu. Ông chủ dở khóc dở cười, xoay người rời đi. Diệp Oản Oản nghe được đoạn đối thoại của Nhiếp vô danh cùng ông chủ quán, nhất thời mặt đầy vẻ không biết nói gì. Đoán chừng người nước ngoài kia là bị Nhiếp vô danh đùa bỡn, cố ý lừa anh ta ăn phân chính là ăn cơm đây mà. Có người lừa bạn mình như vậy sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 360.